Y đạo quan đồ, Trương nhất Trâm Chương 556, nguy hiểm và kỳ ngộ một. Bí thư thị ủy từ quang nhiên nói, chúng ta đồng thời vào lúc kiên trì nguyên tắc đảng thích cũng phải biến biến báo, kiên trì nguyên tắc cũng không có nghĩa là một bước cũng không nhường, nhượng bộ thích hợp là vì mưu cầu phát triển tốt hơn. Những lời này của từ quang nhiên kỳ thực đã biểu lộ thái độ của y, y đứng ở phía Trần hạo Bí thư ủy ban kỷ luật lý bồi nguyên nói, bí thư từ, nhưng chúng ta nếu nhượng bộ, nhà đầu tư khác liệu có bắt trước, liệu có đề xuất điều kiện với chúng ta hay không? Hậu quả trong tương lai sẽ rất nghiêm trọng. Từ Quang Nhiên nói, đồng chí Bồi Nguyên, hiện tại tài chính của chúng ta rất khẩn trương, chuyện này mọi người chắc đều biết rõ, công trình cảng nước sâu liên quan tới phát triển trong tương lai của Nam Thích là trọng trung chi trọng trong xây dựng thành thị của chúng ta, tài chính tỉnh không đủ khả năng ủng hộ cho chúng ta, cho nên chúng ta trong cả quá trình xây dựng, chủ yếu là phải dựa vào bản thân mình. Hiện tại nhún nhường nhượng bộ là để ngày sau có thể nở mày nở mặt, tập đoàn Tinh Nguyệt nhìn chúng khu đất sân thể dục, chúng ta không thể nào tặng không cho họ được, phải bảo họ gia tăng đầu tư tài chính kỳ 2, ngoài mặt thì là chúng ta là nhượng bộ họ, nhưng từ quan điểm lâu dài thì đây là một kế quả song doanh. Lý Bồi Nguyên trên mặt phát ra một nụ cười lạnh, song doanh mới là lạ đó. Tinh Nguyệt ngay cả một xu cũng không bỏ, khu đất này có khác gì là tặng không cho họ đâu, gia tăng đầu tư tài chính kỳ 2 tổng ngạch đầu tư không thay đổi, thế không những là nhượng bộ mà còn là nhượng bộ cực lớn. Từ quang nhiên mỉm cười nói, mọi người giơ tay biểu quyết đi. Trần Hạo giơ tay đầu tiên, Vương Hải Ba cũng giơ tay, các thường ủy đa số đều giơ tay, thậm chí ngay cả thị trưởng Hạ Bá Đạt cũng vậy. Người không giơ tay chỉ có một mình bí thư ủy ban kỷ luật Lý Bồi Nguyên. Sau khi tan họp, Lý Bồi Nguyên hầm hừ quay về văn phòng của mình, Bộ trưởng tổ chức Hạ Anh Bồi đi theo y, cười nói, sao vậy, Tức giận à?" Lý Bồi Nguyên tức giận nói, làm cái gì thế không biết. Một thương nhân Singapore mà có thể uy hiếp chúng ta thành như vậy, mọi người từ lúc nào trở nên yếu đuối như vậy? Chính phủ chúng ta còn cần mặt mũi nữa không, đảng của chúng ta có cần tôn nghiêm nữa không?" Hạ Anh Bồi nói, tôn nghiêm quan trọng hay là ăn cơm quan trọng? Cảng nước sâu sắc không còn nổi một hạt gạo nữa rồi, người ta chính là nhắm chuẩn vào điểm này cho nên mới dám đưa ra yêu cầu như vậy. Audio điện tử võ tấn bền Lý Bồi Nguyên nói, càng là như vậy thì càng không thể nhượng bộ, hôm nay chúng ta nhượng bộ, ngày mai bọn họ không biết sẽ còn đưa ra yêu cầu quá đáng như thế nào nữa, những nhà đầu tư này quyết không thể nuông chiều được. Hạ Anh Bồi cười nói, bọn họ có tài hơn nữa thì vẫn là đang ở trên đất Nam Tích, tôi thấy bí thư tử muốn trước tiên tặng lì xì, sau đó mới đòi lại mặt mũi. Lý Bồi Nguyên nói, mặt mũi đã đánh mất rồi, còn có thể đòi lại được ư. Chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng rất ác liệt, anh cứ đợi mà xem, không bao lâu nữa đám đầu tư này sẽ chen nhau tới ra điều kiện. Hai người vừa nói vừa đi vào văn phòng của Lý Bồi Nguyên. Lý Bồi Nguyên đóng cửa phòng lại, y không nhịn được bèn nói, thật không biết hạ bá đạt này nghĩ gì. Lúc ban đầu y tỏ ý phản đối, nhưng khi giơ tay biểu quyết thì không ngờ lại bỏ phiếu tán thành, làm cái gì vậy, y đang làm gì vậy? Hạ anh Bồi nói, làm cái gì thì chỉ có bản thân y biết công trình cảng nước sâu xảy ra vấn đề, người làm thị trưởng như y cũng không thoát khỏi trách nhiệm, tỉnh lý trách tội xuống, bọn họ đều xui xẻo, tôi thấy chính là vì điểm này cho nên y mới bỏ phiếu tán thành. Lý Bồi Nguyên thở dài nói, một khối đất tốt như vậy lại tặng cho người ta một cách hồ đồ, bọn họ đặt lợi ích của quốc gia ở đâu rồi. Mặt Hạ Anh bồi nóng lên, vừa rồi y cũng bỏ phiếu tán thành. Lý Bồi Nguyên nói, Trần Hạo so với Thường Lăng không thì kém hơn nhiều. Hạ bá đạt cũng không phải hạng ngốc nghếch, y cũng có suy nghĩ của mình, y cho rằng tinh nguyệt lợi dụng chuyện đầu tư để chèn ép thị lý là cực kỳ vô lễ. Chính bởi vậy, hạ bá đạt càng phải bỏ phiếu tán thành, y cho rằng nhượng bộ lần này là một sai lầm cực lớn của từ quang nhiên trên chính trị, một khi đã như vậy, y không ngại tiễn từ quang nhiên một đoạn đường. Hạ bá đạt trở lại văn phòng không lâu thì phó thị trưởng cung kỳ vĩ đến, y cười nói với hạ bá đạt, thị trưởng hạ, muộn vậy rồi mà vẫn chưa về à hạ bá đạt nói cuộc họp thường ủy kéo dài tới tận bây giờ đang nghỉ ngơi chút rồi chuẩn bị về anh sao vẫn chưa đi cung kỳ vĩ cười nói tôi về lấy chút đồ đi ngang qua văn phòng của anh nhìn thấy đèn còn sáng cho nên vào hỏi thăm hạ bá đạt không tin cái cớ này của y liền hỏi khẽ có việc gì à cung kỳ vĩ gật gật đầu nói thị trường hạ cuộc họp thường ủy hôm nay kết quả thảo luận cuối cùng thế nào khu đất đó của sân thể dục tính xử lý ra sao Hạ Bá Đạt nói, "Bí thư từ quyết định giao khu đất đó cho tập đoàn Tinh Nguyệt khai thác, các thường ủy đã thông qua rồi." Trên mặt Cung Kỳ Vĩ có chút thất vọng, "Giá nhượng lại?" Hạ Bá Đạt thở dài nói, "Khấu trừ từ thu hoạch lợi ích về sau của Tinh Nguyệt ở cảng nước sâu, định giá 500.000." "500.000?" Cung Kỳ Vĩ trợn trừng mắt lên, y cho rằng chuyện này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hạ Bá Đạt nói, "Tài chính nếu như không tới kịp, cảng nước sâu sẽ đối diện với cảnh đình công." Đến lúc đó, tỉnh lý khẳng định sẽ truy cứu. Thị lý cũng không có cách nào khác. Cung Kỳ Vĩ nói, nhưng này cái giá này cũng quá thấp rồi. Hạ Bá Đạt nói, chuyện đặc biệt thì đành phải làm theo cách đặc biệt thôi. Cung Kỳ Vĩ muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Hạ Bá Đạt, anh còn có việc à? Cung Kỳ Vĩ nói, trên khu đất này có sân thể dục của ủy ban thể dục thể thao, nhượng lại đất phải trưng cầu ý kiến của phía ủy ban thể dục thể thao. Hạ Bá Đạt nói: "Đất là của quốc gia, Ủy ban thể dục thể thao không quản được chuyện này, anh nói một tiếng với Trương Dương đi, phải phối hợp công tác với thị lý, đừng chế tạo cản trở trong chuyện này." Hạ Bá Đạt cũng hiểu khá rõ về Trương Dương, biết thằng ôn này sẽ không để yên, nhưng y chỉ mong sao có người đi chọc Trương Dương, lần này có náo nhiệt để xem rồi. Cung Kỳ Vĩ nói: "Hôm nay phó thị trưởng Trần tìm tôi nói chuyện, cho rằng Trương Dương và Tinh Nguyệt đi lại quá thân cận." có một số việc có thể có liên quan tới cậu ta. Hạ bá đạt nhíu mày, anh ta hoài nghi Trương Dương có liên quan tới việc nhượng đất lần này ư. Cung kỳ vĩ chẳng ừ là có cũng chẳng bảo là không, y tiếp tục nói tôi vừa rồi đi tìm Trương Dương, cậu rất căm tức, nhìn bộ dạng của cậu thì có vẻ như hắn không có liên quan gì tới chuyện này. Hạ bá đạt nói cậu ta là lính của anh, nếu làm ra chuyện gì thì tất cả đều là trách nhiệm của anh đó. Cung kỳ vĩ thở dài trong lòng, những lời này của Hạ Bá Đạt thật sự khiến y lạnh lòng, khu đất sân thể dục cứ vậy tặng không cho tập đoàn tinh nguyệt, thật không biết đám thường ủy này nghĩ cái gì. Trương Dương ngày hôm sau nhận được tin tức, thị lý quyết định đem khu đất ở bên trong sân thể dục của Ủy ban thể dục thể thao nhượng lại cho tập đoàn tinh nguyệt. Ngoài ra ở sườn đông trung tâm thể dục mới cắt ra một khu đất để xây dựng trụ sở Ủy ban thể dục thể thao, làm khu vực làm việc của Ủy ban thể dục thể thao sau này. Tin tức này vừa được truyền đến, Toàn bộ ủy ban thể dục thể thao đều ẩm ý, thành viên đảng tổ đều tới văn phòng của Trương Dương hỏi xem chuyện này có thật hay không. Trương Dương chỉ bảo hiện tại vẫn chưa nhận được thông chi chính thức của thị lý để lấp liếm cho qua. Người khẩn trương nhất phải kể tới từ hoành yến của sở chiêu đãi, hắn thật vất vả lắm mới thông qua quan hệ của Trương Dương, chuẩn bị tiếp tục nhận thầu sở chiêu đãi, ở đây làm thêm vài năm nữa, không ngờ nhanh như vậy đã có thay đổi rồi. Từ hoành yến lo sợ bất an tới văn phòng của Trương Dương, thật ra hắn đã đứng một lúc ở cửa rồi nhưng lúc này người tới văn phòng của trương dương nối liền không dứt hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi tất cả mọi người rời đi hắn mới đi vào trương dương nhìn thấy vẻ mặt ủ ê của từ hoành yến không khỏi bật cười việc gì thế gặp chuyện gì xui xẻo à từ hoành yến nói chủ nhiệm trương tôi nghe nói thị lý cấp khu đất này cho tập đoàn tinh nguyệt chuyện này rốt cuộc là thật hay giả trương dương nói tôi cũng vừa nghe được tin tức chưa kịp chứng thực. Từ Hoành Yến nói, khu đất này nếu thật sự nhượng lại, Ủy ban thể dục thể thao của chúng ta phải di rời ư. Trương Dương cười nói, anh từ khi nào cũng thành nhân viên công tác của Ủy ban thể dục thể thao chúng tôi thế. Từ Hoành Yến nói, làm lâu như vậy rồi, sớm đã coi mình là một phần tử của Ủy ban thể dục thể thao. Trương Dương nói, anh lo cái gì? Khu đất này phải khai thác khẳng định là chuyện sớm hay muộn thôi, cho dù ủy ban thể dục thể thao chúng ta không còn ở chỗ này, vẫn sẽ đổi địa điểm công tác mới, anh tiếp tục đi theo mở sở chiêu đãi là được." Từ Hoành Yến nói, nơi này là phong thủy bảo địa, bỏ đi thì tiếc lắm." Trương Dương nói, không phải là vấn đề anh có nỡ bỏ hay không, lãnh đạo thượng cấp đã quyết định, chúng ta phải phục tùng." Từ Hoành Yến thở dài bỏ đi. Chương 556, nguy hiểm và kỳ ngộ 2. Trương Dương chờ Từ Hoành Yến đi rồi, liền gọi điện thoại cho phó thị trưởng cung kỳ vĩ, tuy rằng biết tin tức này là thật, nhưng hắn vẫn muốn từ chứng thực từ chỗ cung kỳ vĩ. Cung kỳ vĩ nói, đúng vậy, ngày hôm qua trên cuộc họp thường ủy đã thông qua chuyện này, thị lý quyết định nhượng lại khu đất sân thể dục cho tập đoàn tinh nguyệt của Singapore, định giá 500 ngàn, áp dụng phương thức khấu trừ lợi ích về sau của tập đoàn tinh nguyệt trong công trình cảng nước sâu. Trương Dương nói, cũng chính là nói một xu cũng không trả, cứ thế tặng không cho người ta khối đất này cung kỳ vĩ trầm mặc trong chốc lát rồi nói chuyện này tôi đã phản ánh với lãnh đạo cấp trên rồi cũng truyền đạt ý kiến của cậu có điều các lãnh đạo có suy nghĩ của các lãnh đạo trương dương nói thị trường cung khu đất này thuộc về ủy ban thể dục thể thao tôi là thuộc ông quản ông cứ vậy trơ mắt nhìn ủy ban thể dục thể thao bị lấy đi ư cung kỳ vĩ nói đất là tài sản quốc hiếu không phải là tài sản tư hữu của tập thể nào và cũng không phải là của người nào khác trương dương nói quốc gia bảo tôi quản nơi này chính là bảo tôi phải trông coi tài sản của quốc gia ai cắt khối đất này đi thì trước tiên phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không cung kỳ vĩ cũng có chút kích động tôi cũng không cũng muốn chuyện này phát sinh nhưng bí thư từ đã đồng ý các thường ủy đa số đều gật đầu tôi có thể làm được gì nữa thị lý có chính sách của thị lý không phải chúng ta có thể chi phối được trương dương tôi giờ đi tìm bí thư từ đây cung kỳ vĩ còn định nói gì nữa thì bên kia trương dương đã gác điện thoại rồi Trương Dương tới thị trụ sở làm việc chính phủ thị ủy mới biết được từ quang nhiên đã tới công trường cảng nước sâu thị sát. Thật ra cho dù là từ quang nhiên ở đó cũng không muốn gặp hắn, Trương Dương vòng một vòng liền đi tìm thị trưởng Hạ Bá Đạt. Hạ Bá Đạt ngược lại rất thích tiếp kiến hắn, trong hành động xử lý những kiến trúc trái quy định, Trương Dương đã giúp y lấy được không ít thể diện. Sau khi Hạ Bá Đạt tới Nam Tích, lần đầu tiên có được điểm sáng trên chính trị, y đang nắm lấy cơ hội, gắng sức mở rộng điểm sáng này, quyết định triển khai một trường hành động xử lý kiến trúc trái quy định trong phạm vi. Trương Dương trong chuyện này lập được công lao hãn mã nhưng nhưng lại không có ý tứ chia sẻ chiến tích, hiện tại toàn bộ tinh lực của hắn đều đặt ở trung tâm thể dục mới. Hạ bá đạt đã đoán được Trương Dương lần này đến đây khẳng định là có liên quan tới chuyện khối đất đó của sân thể dục, im mỉm cười nói Trương Dương, có việc gì à? Trương Dương nói có, tôi lần này tới là muốn hỏi chuyện khu đất sân thể dục. Hạ Bá Đạt cố ý nói, chuyện này có liên quan tới cậu à? Nhiệm vụ chủ yếu của cậu hiện tại là làm tốt vận hội tỉnh lần thứ 12, chuyện khác cậu không cần hỏi đến. Trương Dương nói, tôi là chủ nhiệm của ủy ban thể dục thể thao, hiện tại ủy ban thể dục thể thao lấy đi cho người khác, cũng không có ai hỏi ý kiến của tôi, thị trưởng Hạ, ông nói chuyện này không liên quan gì tới tôi ư? Hạ Bá Đạt nói, cậu tuy rằng là chủ nhiệm của ủy ban thể dục thể thao, nhưng đất cũng không thuộc quyền quản lý của cậu. Trương Dương nói, được, ông coi như tôi là khách thuê, cho dù là khách thuê cũng phải có quyền được biết rõ tình hình chứ, tôi đang thuê yên lành, ngài nói muốn đuổi liền đuổi tôi đi à. Ít nhiều gì thì tôi cũng có quyền được biết lý do chứ. Hạ bá đạt có chút hứng thú nhìn Trương Dương, nói, hiện tại cậu đã biết rồi, thỏa mãn quyền được biết tình hình của cậu rồi, tôi chính thức thông chi với cậu, thị lý quyết định nhượng lại khu đất của sân thể dục cho tập đoàn tinh nguyệt với giá 500 ngàn, nghe rõ rồi chứ, Trương Dương gật gật đầu nói, nghe rõ rồi. Hạ Bá Đạt nói, cậu còn gì muốn nói không? Trương Dương nói, khu đất đó tùy tiện vỗ tay một cái cũng đáng giá hơn 500 vạn, thị lý làm như vậy có phải là tự đồng ý chịu thiệt hay không? Hạ Bá Đạt nói, chuyện này đã được thông qua trên cuộc họp thường ủy rồi. Có thể thông qua cũng chưa chắc là chính xác, tập đoàn Tinh Nguyệt lợi dụng vấn đề cảng nước sâu để đòi hỏi, dùng đầu tư để bức bách, ép thị lý giao khối đất này cho họ hành vi như vậy căn bản chính là không giảng chữ tín, thị trường hạ, chúng ta nếu đáp ứng yêu cầu vô lý của tinh nguyệt, chẳng khác nào tạo một tấm gương không tốt cho các thương nhân Nam Tích, về sau ai cũng dám đề xuất điều kiện với thị lý, tôn nghiêm của chính phủ Nam Tích chúng ta ở đâu. Hạ bá đạt nói, chuyện này không tới lượt cậu quan tâm, bí thư tử đã vỗ bản định án rồi, không thể thay đổi được. Trương Dương nói, thị trường hạ đã nghe nói tới những hộ bị cưỡng chế chưa? hạ bá đạt cười nói cậu muốn làm hộ bị cưỡng chế à trương dương nói khối đất này nếu nhượng lại phải dùng phương thức bán đấu giá công khai để tiến hành tinh nguyệt muốn lấy khu đất này có thể tham gia tranh thầu muốn dùng loại thủ đoạn không minh bạch này để lấy khu đất của sân thể dục ư nằm mơ đi hạ bá đạt nói chuyện mà bí thư từ đã quyết định mà cậu cũng muốn làm trái ư cậu có phải là không muốn làm nữa rồi không trương dương nói lãnh đạo thành phố các ông cũng phải giảng đạo lý chứ Hạ bá đạt nói, dù sao chuyện này cũng là thị lý quyết định, cậu muốn giảng lý thì tới tỉnh lý mà nói, tôi rất bận, không có thời gian nghe cậu oán thán. Hạ bá đạt nói xong, sắc mặt liền sầm xuống, y cúi đầu đọc giấy tờ, rõ ràng là hạ lệnh đuổi khác. Trương Dương nghe ra rồi, lão hạ âm độc lắm, một câu cuối cùng của y đã chỉ điểm mình. Thị lý đã quyết định, cậu muốn giảng lý thì tới thị lý mà nói, lão hạ là muốn suối bẩy mình tới thị lý tố cáo, Trương Dương rời khỏi văn phòng thị trường, càng nghĩ càng cảm thấy hạ bá đạt âm hiểm, trách nhiệm gì cũng không muốn gánh vác, còn muốn mượn tay mình đâm từ quang nhiên hai đao. Trương Dương từ lúc tới Nam Tích không ít lần đối nghịch với bí thư thị ủy từ quang nhiên, thật sự là sóng này chưa yên sóng sau đã nổi. Chẳng lẽ mình và từ quang nhiên mệnh lý tương khắc, chuyện gì thường thường cũng đẩy mình về phía đối lập với y ư. Phải nói Phạm Tư Kỳ cũng thật là, sao tự dưng lại có chú ý với sân thể dục. Khi Trương Dương rời khỏi trụ sở làm việc của thị ủy thị chính phủ thì gặp bộ trưởng tổ chức Hà Anh Bồi từ bên ngoài vào, Trương Dương đi tới trước mặt y chào hỏi. Hà Anh Bồi nói, có việc à? Trương Dương nói, tìm thị trưởng hạ. Hà Anh Bồi gật gật đầu, tới chỗ tôi ngồi đi. Trương Dương lúc này tâm tình rất khó chịu, hắn lắc lắc đầu nói thôi, hôm nay tôi còn có việc. Đợi khi nào có cơ hội lại tới bái phòng ngài. Hà Anh Bồi cười cười, đi được vài bước lại dừng lại gọi trương dương nói trương trương dương đi tới trước mặt y bộ trưởng hà tìm tôi có việc à hà anh bồi nói thanh niên mười tốt năm nay bắt đầu bình chọn rồi đấy nghe nói cậu cũng là người được đề cử trương dương cười nói tôi cũng không biết có điều tôi đến nam thích không lâu mông ngồi còn chưa nóng chỗ năm nay hay là bỏ đi tôi không có cơ hội đâu trương đại quan nhân đã mười tốt của tỉnh một lần rồi đối với loại vinh dự này cũng không quan tâm Trương Dương trở lại Ủy ban thể dục thể thao, nhìn thấy Kiều Bằng Cử đang chờ trong văn phòng, Kiều Bằng Cử lần này cũng là vì chuyện khu đất sân thể dục. Thương nhân đối với thương cơ luôn có khứu giác rất nhạy. Kiều Bằng Cử một mực đặt ánh mắt ở cảng nước sâu, cho đến khi Trương Dương đến đây, gã mới có định đầu tư vào trung tâm thể dục mới, nhưng gã không ngờ Tinh Nguyệt đã có chú ý với khu đất này rồi. Kiều Bằng Cử nghe thấy tin tức này liền cảm thấy có chút hối hận, gã ở Nam Tích lâu như vậy rồi, vì sao tầm mắt lại ngắn như vậy? thương cơ tốt như vậy ở ngay trước mắt, vì sao gã vẫn như không nhìn thấy. Điều thật sự khiến Kiều Bằng Cử xúc động còn có giá chuyển nhượng sân thể dục. 500 ngàn, hơn nữa không cần dùng phương thức tiền mặt để trả, thế này có khác gì cho không đâu. Bất kỳ một thương nhân nào đối với điều này đều không thể không động tâm, chính vì vậy nên Kiều Bằng Cử mới đến tìm Trương Dương. Thấy Trương Dương tiến vào, Kiều Bằng Cử không nhịn được liền oán thán, cậu thâm thật đất xảy ra chuyện lớn như vậy mà lại không để lộ chút phong thanh nào cho tôi. Phạm Tư Kỳ rốt cuộc cho cậu lợi ích gì vậy? Trương Dương cười khổ nói, lợi ích cái rắm, tôi không liên quan gì tới cô ta cả. Kiều Bằng cử làm sao chịu tin cho được, cậu nói thật đi, tôi cảm thấy Phạm Tư Kỳ và cậu đang lén lút câu kết làm bậy gì đó. Thì ra các người mưu toàn chuyện này, một khối đất tốt như vậy đã bị thằng ôn cậu tặng đi, thà tiện nghi cho người ngoài chứ không định tiện nghi cho tôi. Trương Dương thở dài nói, tôi con mẹ nó oan chết mất, tôi và Phạm Tư Kỳ thật sự không có quan hệ gì. Ngày đó tôi tiễn người ra sân bay, vừa hay gặp cô ta, chúng ta thân là địa chủ nói sao cũng phải tỏ lòng một chút, cho nên tôi mới mời cô ta đi ăn cơm, tôi nào biết cô ta nhắm vào khu đất của ủy ban thể dục thể thao này, nếu tôi biết mục đích của cô ta, tôi căn bản sẽ không mời cô ta ăn cơm mà đã sớm lấy gậy đuổi cô ta đi rồi. Kiều bằng cử nửa tin nửa ngờ nhìn Trương Dương, anh đừng nhìn như vậy. Hiện tại thị lý cũng hoài nghi tôi cấu kết với Phạm Tư Kỳ, phía Phạm Tư Kỳ thì cho rằng tôi cố ý để lộ tin tức cô ta đến Nam Thích ra ngoài, tôi hiện tại ở hai bên đều không phải là người. Chương 556, nguy hiểm và kỳ ngộ 3. Kiều Bằng Cử nói, tôi mặc kệ cậu rốt cuộc đứng ở nên nào, cậu tự hỏi lương tâm của mình đi, khu đất này có phải quá rẻ của hay không, thế có khác gì là tặng không cho người ta? Trương Dương nói, tôi vừa rồi tới thị lý vì chuyện này. Nhưng thị lý đã quyết định rồi, thường ủy đã thông qua quyết nghị, bọn họ cho rằng phải lấy đại cục làm trọng. Không thể bởi vì khu đất này mà làm chậm trễ xây dựng cảng nước sâu. Kiều bằng cử tức giận nói, còn chưa nhận được chút tiền nào của Tinh Nguyệt cơ mà, thật không biết đầu óc của đám lãnh đạo này nghĩ gì. Trương Dương nói, lời này anh đừng nói với tôi làm gì, đi tìm bí thư Kiều mà nói. Hiện tại chuyện này cũng chỉ có Bí thư Kiều mới có thể xoay chuyển được. Kiều bằng cử nói, tôi thích hợp để nói ư? Cậu cũng không phải là không biết lão gia tử nhà chúng tôi mà, ông ấy ngoài mặt thì tươi cười đầy hòa khí, nhưng nguyên tắc đảng tính lại quá mạnh. Tôi đi nói, ông ấy khẳng định sẽ cho rằng tôi có ý đồ gì với khối đất đó, muốn mượn sức ảnh hưởng của ông ấy để thay đổi hướng đi của lãnh đạo Nam Tích. Không mắng tôi mới là lạ đó, cho nên tôi không thích hợp ra mặt. Trương Dương nói, anh không thích hợp ra mặt vậy ai thích hợp? Kiều Bằng cử chỉ vào Trương Dương, nói cậu đó. Trương Dương nói, loại chuyện đắc tội với người ta này tôi cũng không muốn làm. Thật ra từ trước khi Hạ Bá Đạt nói câu chỉ điểm đó, hắn đã có ý báo cáo lên tỉnh Lý rồi. Lời này của Kiều Bằng cử chính hợp ý hắn, hiện tại nói như vậy chỉ là cố ý giả vờ giả vịt mà thôi. Kiều Bằng cử nói, chuyện này ngoài cậu ra thì không ai làm được, lão gia tử nhà tôi có ấn tượng không tồi đối với cậu, người khác đi đều không thích hợp, bởi vì ông ấy sẽ coi người ta là hạ cấp, còn cậu thì khác, ông ấy đối đãi với cậu như con cháu bình thường trong nhà. Huống chi lần này cậu cũng không phải là vì lợi ích cá nhân, mà là vì muốn bảo vệ lợi ích quốc gia không bị xâm phạm, sư xuất hữu danh mà. Trương Dương nói, tôi nếu làm như vậy, chẳng phải là chẳng khác nào đắc tội với tất cả của thường ủy Nam Thích Hư. Kiều Bằng cử cười nói, cậu vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm, tháp đổ thì người nào to đỡ trước, cậu kéo hạ bá đạt vào, trương dương nói hạ bá đạt là lão hồ ly trách nhiệm gì cũng không muốn gánh vác tôi khẳng định là không kéo được y có điều trương dương dừng lại một chút hắn nghĩ tới cung kỳ vĩ nếu chuyện này cung kỳ vĩ tới tỉnh phản ánh là thích hợp nhất mình ở trong bóng tối ngấm ngầm châm lửa chỉ cần cung kỳ vĩ nguyện ý ra mặt gánh nhưng chuyện này căn bản chính là chuyện đắc tội với người ta cung kỳ vĩ chưa chắc đã chịu làm kiều bằng cử nói có điều cái gì trương dương nói anh thấy cung kỳ vĩ thế nào Kiều Bằng Cử nói, tôi cũng biết chút ít về người này, Cung Kỳ Vĩ có vẻ khá là thật thà, cũng có có năng lực, có điều y ở Nam Tích tựa hồ cũng thất bại, sao? Cậu muốn kéo y ra làm đệm lưng à? Trương Dương nói, y là của ta lãnh đạo trực tiếp là của tôi, y ra mặt rất thích hợp, nhưng tôi không biết y có dũng khí này hay không. Dù sao cũng là chuyện đối địch với toàn thể thường ủy Nam Tích. Kiều Bằng Cử nói, chuyện này tuy rằng là chuyện đắc tội với người ta, nhưng bên trong cũng có cả cơ hội. Nếu làm tốt, khẳng định nhận được sự hân thưởng của tỉnh lý. Một lãnh đạo cán bộ không có dũng khí gánh vác trách nhiệm, vậy thì còn gọi là gì quan? Tôi thấy được đấy, Kiều Bằng cử xuất thân từ con nhà cán bộ cao cấp, tuy rằng không lựa chọn đi theo con đường chính trị, nhưng ánh mắt chính trị của gã vẫn hơn người. Trương Dương nói, cho dù khu đất này Tinh Nguyệt không lấy đi thì anh cũng không có bao nhiêu vốn mà bỏ vào. Kiều Bằng cử tràn ngập tin tưởng nói, cái đó cậu không cần phải lo tiền của tôi dùng gần hết nhưng em gái của tôi vẫn còn, ở Giang Thành, quảng trường chùa Nam Lâm của nó làm ăn hưng vượng như vậy, cho dù bắt trước hình thức bên kia thì vẫn có thể thành công. Trương Dương nhớ tới chuyện của Giang Thành, trong lòng không khỏi có chút kích động, hắn bắt đầu muốn làm lớn một trận rồi. Khi Cung Kỳ Vĩ nhận được điện thoại của Trương Dương thì đã về tới cửa nhà, vợ y, Dương Ninh cũng vừa mua đồ ăn về, dắt xe đẹp mỉm cười bước về phía chồng. Cung Kỳ Vĩ cười cười, chỉ chỉ vào điện thoại trong tay, ý bảo mình hiện tại không tiện giúp đỡ. Trương Dương nói, thị trưởng cung, buổi tối có rảnh không? Tôi muốn mời ngài ăn cơm, thuận tiện bàn chút chuyện. Cung Kỳ Vĩ nói, có chuyện gì mà cứ phải nói hôm nay thế? Để mai không được à? Trương Dương nói, chuyện khẩn cấp, hôm nay kiểu gì cũng phải nói. Cung Kỳ Vĩ cười nói, vậy được rồi, cậu tới nhà của tôi đi, tôi bảo chỉ cậu làm cho cậu vài món y báo địa chỉ của mình cho Trương Dương. Dương Ninh sau khi Cung Kỳ Vĩ gác điện thoại liền đi tới, ai muốn đến nhà ăn cơm vậy? Cung Kỳ Vĩ cười nói, chủ nhiệm Trương Dương mới tới của Ủy ban Thể dục Thể thao. Bà xã, bà về chuẩn bị một chút đi, tôi tới lục liễu cư mua chút đồ ăn. Dương Ninh cười cười nói, đừng quên mua cho con gái ít thịt xiên nướng nhé, hình như thích ăn món này nhất đấy. Biết rồi, nhà của Cung Kỳ Vĩ ở căn số 6 của viện gia thuộc thị ủy một nhà bốn người sống trong một căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách, cũng khá rộng rãi, con gái cung nhã hình hiện tại đang học ở trường trung học số 1 Nam Tích, trước mắt xếp hạng nhất năm nay. Dương Ninh là chủ nhiệm bộ hộ lý của Bệnh viện Nhân dân số 2, mẹ y, bà Triệu Lão Thái trước đây cũng là lão cách mạng, hiện tại đã về hưu, sức khỏe rất tốt, bình thường còn ở lão niên đại học học tập thư pháp, một nhà hòa thuận vui vẻ. Trương Dương là lần đầu tiên đến nhà cung kỳ vĩ chơi, tất nhiên không thể tới tay không, Hắn mang theo một thùng rượu, lại đặc biệt mua một bộ đồ trang điểm cho Dương Ninh, ngoài ra còn một bộ băng tiếng Anh. Cái này là để tặng cho cung Nhã Ninh, về phần Triệu lão thái, hắn chuẩn bị hai hộp sữa bột cho người già. Cung Kỳ Vĩ thấy Trương Dương mang theo nhiều đồ như vậy, nhất thời sắc mặt có chút khó coi, "Trương, cậu làm cái gì vậy? Cầm đồ về đi." Trương Dương cười nói, "Ngài yên tâm, tôi bỏ tiền túi của mình ra mua, cũng không có đồ gì quý giá cả, tôi lần đầu tiên tới chơi." không cầm theo chút đồ đến thì trong lòng không yên, mà thị trường cung yên tâm, tôi sau này nếu tới, nhất định đi tay không. Trương Dương đặt đồ xuống. Nữ chủ nhân Dương Ninh cũng đi tới chào hỏi Trương Dương. Cung kỳ vĩ thấy Trương Dương đã bỏ đồ xuống, cũng đành tiếp nhận, người ta dẫu sao cũng là có hảo ý, nói chung không thể thật sự ném đồ ra ngoài được. Trừ ngày lễ ngày Tết, bình thường trong nhà cung kỳ vĩ đúng là không có nhiều người tới chơi, nguyên nhân rất đơn giản, chức phó thị trưởng của y không có thực quyền, cung kỳ vĩ trước khi đến Nam Tích, từng là bí thư huyện ủy huyện Hải Khang của Nam Tích, ở huyện Hải Khang một mình nắm hết đảng chính đại quyền. Phong quang lúc đó Dương Ninh vẫn còn nhớ rõ, lúc trước khi chồng mình được đến Nam Tích làm phó thị trưởng, cô ta cao hứng lắm, nhưng sau này dần dần phát hiện, các chức phó thị trưởng của chồng mình còn lâu mới uy phong bằng chức bí thư huyện ủy trước kia, mà hai năm nay cung kỳ vĩ thất bại trên chính trị cũng khiến tính tình cởi mở của y thay đổi, cả người trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Dương Ninh đối với việc Trương Dương mang theo quà đến cũng không hề có cảm giác bài xích, người ta tặng lễ chứng tỏ người ta tôn kính chồng mình, hai năm nay người chủ động tới nhà tặng quà không nhiều lắm, Dương Ninh cũng không phải là người ham phú quý. Cái mà cô ta quan tâm không phải là quà cáp, mà là sự tôn trọng đó, cô ta cười nói, Trương Dương à, tôi nghe lão cung nhắc tới cậu nhiều lần rồi. Dù sao cũng là thị trưởng phu nhân, nói chuyện rất ra dáng, Thật ra Cung Kỳ Vĩ rất ít khi đề cập tới chuyện công tác lúc ở nhà. Trương Dương cười nói, "Chào chị, em cũng từng nghe nói chị Tú ngoại tuệ chung. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền." Dương Ninh bật cười ha ha, "Cậu cũng biết nói chuyện lắm, tôi thì có thể có danh khí gì chứ, mau vào ngồi đi. Tôi đi xào rau." Cung Kỳ Vĩ mời Trương Dương tới bàn ăn ngồi. Trương Dương nói, "Bá mẫu đâu rồi?" Cung Kỳ Vĩ nói, "Đội ương ca của người già tối nay ăn liên hoan." bà ấy không về ăn. Lúc này bỗng vang lên tiếng chìa khóa xoay mở cửa, một giọng nữ non nót vang lên, mẹ, con đói chết mất. Cung Nhã Hinh đeo cặp từ bên ngoài đi vào, cô ta không ngờ trong nhà còn có người khác, thấy Trương Dương không khỏi xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Cung Kỳ Vĩ cười nói, con bé này, càng lớn càng không có quy củ gì cả, đây là chú Trương của con. Cung Nhã Hinh chào một tiếng chú Trương, sau đó cuống quyết trốn vào trong phòng của mình. Trương Dương cũng thấy có chút mất tự nhiên, tới nhà người ta làm khách đúng là không thể nào thoải mái bằng ở khách sạn. Dương Ninh mách thức ăn lên, cung kỳ vĩ mở một bình thanh giang đặc cung, rượu vẫn là lần trước Trương Dương tặng. Dương Ninh nói, hai người vừa uống vừa nói chuyện nhé. Trương Dương nói, gọi nhã hình cùng ăn cơm đi. Dương Ninh cười nói, con bé này ra mặt mỏng lắm, hay xấu hổ, tôi mang thức ăn vào phòng cho nó ăn. Trương Dương có chút ngượng ngùng cười cười, nói tôi đã loạn cuộc sống thường ngày của các vị rồi. Dương Ninh nói, không có gì, chúng tôi đều thích náo nhiệt mà. Cậu ở một mình cũng buồn, khi nào rảnh rỗi thì lại tới đây ăn cơm nhé. Cung kỳ vĩ muốn rót rượu, nhưng Trương Dương cướp lấy bình rượu rót đầy cho hai người. Cung kỳ vĩ không khỏi bật cười, cậu cướp làm gì? Đây là ở nhà của tôi mà. Trương 557, tâm cảnh 1. Trương Dương nói, luận chức vị anh là lãnh đạo của tôi, luận tuổi tác anh là lão đại ca của tôi làm sao có thể để anh rót rượu cho tôi được cung kỳ vĩ nói được vậy tặng cơ hội này cho cậu hai người uống hết chén rượu cung kỳ vĩ chậm rãi hạ chén rượu xuống nói trương dương à cậu vừa rồi trong điện thoại nói có chuyện gấp rốt cuộc là chuyện gì vậy trương dương nhìn nhìn về phía phòng bếp sau đó nói chuyện công tác nói thật vẫn là chuyện về khu đất của sân thể dục thôi cung kỳ vĩ nói về chuyện khu đất đó tôi đã nói rất rõ ràng với cậu rồi, thị lý đã quyết định, khu đất đó đã chuẩn bị nhượng lại cho tập đoàn tinh nguyệt. Trương Dương nói, thị trường cung, tôi còn nhớ rõ lúc trước ngài từng như với tôi một câu, chỉ cần là có lợi cho sự phát triển của Nam Tích thì ngài đều sẽ ủy hộ tôi. Cung kỳ vĩ đương nhiên nhớ rõ, y đã nói những lời này chưa được mấy ngày, y bắt đầu ý thức được Trương Dương hôm nay khẳng định là có chuẩn bị mà đến, thằng ôn này không biết lại đang tính toán chuyện gì, Cung Kỳ Vĩ nói thái độ của tôi vẫn sẽ không thay đổi. Trương Dương nói, thị trưởng Cung, tôi lại một lần nữa nói rõ thái độ của tôi, tôi không đồng ý chuyển nhượng khu đất của sân thể dục cho tập đoàn Tinh Nguyệt. Cung Kỳ Vĩ gật gật đầu, y biết thái độ của Trương Dương. Trương Dương thấp giọng nói, tôi muốn tới tỉnh Lý. Cung Kỳ Vĩ trong lòng chấn động, thật ra y cũng đã nghĩ, quyết định mà thị Lý đã đưa ra muốn thay đổi chỉ có thể thông qua tỉnh Lý, nhưng ai sẽ đưa chuyện này lên đó, ai sẽ trở thành cái đích cho các thường ủy thành phố Nam Thích chỉ trích. Cung kỳ vĩ thấp giọng nói cậu phải nghĩ cho kỹ, chuyện này đã được thông qua trên cuộc họp thường ủy rồi. Trương Dương nói, thị trường cung, tôi muốn hỏi ông một câu, ông thấy chuyện này có công bằng không? Cung kỳ vĩ mấp máy môi một lúc, một lát sau đó chậm rãi lắc lắc đầu. Trương Dương nói, tôi là một cán bộ trẻ tuổi, cảnh giới tư tưởng của tôi không thể so sánh với các lãnh đạo, tố dưỡng chính trị của tôi cũng không thể nào bằng được các vị tiền bối, tôi không biết mưu tính sâu xa gì cả, tôi chỉ tin vào những gì mà tôi nhìn thấy. Tôi biết giá trị của khu đất sân thể dục này không chỉ có 500 ngàn, cũng biết cái gọi là phương thức trả tiền của tinh nguyệt căn bản chỉ là một tờ giấy lộn, bọn họ đang chơi trò tay không bắt giặc để muốn không phải bỏ ra một xu mà lấy được đất đai của quốc gia. Vì càng nước sâu có thể hy sinh như vậy ư, tôi thấy không ổn, cải cách mở cửa không phải là trao đổi lợi ích, mà là xây dựng trên cơ sở cùng chung lợi ích, cùng nhau phát triển, Hành vi của tinh nguyệt là giảm bớt mạo hiểm của mình, sau đó gia tăng loại mạo hiểm này lên người chúng ta, đây tuyệt đối là không công bình, chúng ta không nên đáp ứng. Tôi biết chuyện này các thường ủy đều thông qua, tôi chỉ là một chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao, vốn không tới phiên tôi có ý kiến, nhưng tôi không nói thì không ai có thể nói ra cả, tôi không nói thì chuyện này sẽ trở thành kết cục đã định, tôi không thể trơ mắt nhìn lợi ích quốc gia chịu tổn hại như vậy, tôi không thể trơ mắt nhìn người khác chèn ép chính phủ chúng ta mà thờ ơ không màng anh nói tôi không biết lượng sức cũng được, tôi không biết sâu cản cũng được, tôi phải đứng ra, tôi phải tận hết sức để ngăn cản chuyện này. Cung kỳ vĩ không nói gì, cầm chén rượu ở trước mặt lên, ngửa cổ uống cạn, sau đó y nhìn Trương Dương gần từng chữ tôi cùng đi với cậu. Tuy rằng Trương Dương không hề đưa ra yêu cầu gì, nhưng Cung kỳ vĩ đã hiểu rõ tâm tư của hắn, tên đã bắn thì không thể rút lại, Cung kỳ vĩ biết. Mình một khi đứng ra có nghĩ là sẽ trở muốn thành kẻ thù chung của các lãnh đạo Nam Tích, ở trong mắt người khác y chắc chắn sẽ trở thành một kẻ ngoại tộc, nhưng cung kỳ vĩ cũng minh bạch quyết định lần này đồng dạng cũng ẩn chứa một tia cơ hội, một tia cơ hội phản kích tuyệt vời, nếu có thể ngăn cơn sóng dữ, thay đổi quyết định này của các thường ủy, y rất có thể sẽ được lãnh đạo tỉnh chú ý. Sĩ đồ đang lầm vào thoái trào của y sẽ lại có thay đổi. Quan trọng hơn là, y là đang duy hộ lợi ích của quốc gia, chuyện này y không làm, kiểu gì cũng có người đi làm, y là lãnh đạo của Trương Dương, Trương Dương đã đứng ra, y không có lý nào lại núp ở phía sau. Trương Dương, sáng mai, tôi ta đi Đông Giang. Cung Kỳ Vĩ nói, tôi cũng sẽ đi với cậu, tôi nói rồi, chỉ cần là phù hợp với lợi ích của quốc gia, tôi luôn sẽ ủng hộ cậu. Chấm. Trương Dương và Cung Kỳ Vĩ đều đi Đông Giang, nhưng hai người lại không đi cùng đường. Trên thực tế áp lực mà Cung Kỳ Vĩ phải chịu còn lớn hơn Trương Dương nhiều, y ở ngoài ánh sáng, Trương Dương ở trong bóng tối, Trương Dương không muốn bại lộ trước mặt người ta, mà cung kỳ vĩ lại trực diện đối mặt với lãnh đạo tỉnh, y phải gánh vác đại bộ phận hỏa lực mà chuyện này có thể mang đến, mạo hiểm càng lớn lợi ích càng lớn, cung kỳ vĩ cũng hiểu rõ, có lẽ chuyện này sẽ mang tới lợi ích chính trị cho y, sẽ có thể giúp y nhận ích lợi cả đời. Nhưng chuyện này nếu làm hỏng, có lẽ y sẽ bị đánh cho tối tăm mặt mày, vĩnh viễn không có ngày trở mình. An bài nhật trình của bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương đã chật kín, mặc dù là cung kỳ vĩ tới rất sớm, nhưng y hôm ấy vẫn không có cơ hội gặp mặt Kiều Trấn Lương, Nam Thích chỉ là một bộ phận của Bình Hải, bí thư tỉnh ủy không chỉ phải chú ý tới địa phương này, cho nên cung kỳ vĩ phải dựa theo sắp xếp mà chờ đợi, y phải tới 10 giờ sáng hôm sau mới có thể gặp bí thư Kiều. Lần này cung kỳ vĩ khinh xa giản hành, ngay cả lái xe với thư ký cũng không biết chuyện y tới Đông Giang, y không muốn tin tức bị tiết lộ ra ngoài trước. Ngược lại với cung kỳ vĩ, Trương Dương may mắn hơn nhiều, hắn không cần tới tỉnh ủy tìm bí thư Kiều, Trương Đại Quan nhân giỏi nhất là đi đường vòng cứu nước. Trong chuyện này, Kiều Bằng Cử và hắn có lợi ích chung, Kiều Bằng Cử tuy rằng không tiện ra mặt, nhưng giúp hắn sáng tạo chút điều kiện thuận lợi vẫn rất rõ ràng. Vào buổi tối, Trương Dương xách chút đặc sản Nam Tích tới nhà bí thư Kiều. Những thứ này là Kiều Bằng Cử bảo hắn cầm đến, khi xe pick-up của Trương Dương vừa mới xuất hiện ở cửa nhà Kiều Trấn Lương thì Duy đã vội vàng ra đón. Trương Dương cười nói, nhớ tôi à mà sao kích động ra đón như vậy? thì Duy trợn mắt lườm hắn nói, với cái bộ dạng như con gấu của anh mà tôi nhớ anh à. Anh tôi nói rằng mang quà cho tôi, tôi là ra lấy quà, anh lại không phải là quà. Trương Dương đương nhiên sẽ không thèm so đo với cô ta, chỉ coi như không nghe thấy cô ta mắng mình, đặt mấy túi đổ xuống bàn, có chút kinh ngạc nói chị họ cô đâu rồi. Thì Duy nói, cùng mở tôi đi niệm Phật rồi, chắc sắp về rồi đấy. Trương Dương nói, bí thư kiều đâu? Thì Duy nói, vừa về nhà, đang đọc báo, Trương Dương cảm thán nói, cảm thán nói, đúng là lão các mạng, không lúc nào không quên quan tâm quốc gia đại sự. Thì Duy cười nói, anh bất tâm bốc đi, mau mau mang đồ vào. Trương Dương cầm đồ bước vào, trong đó có đồ là Kiều bằng cử mua, cũng có đồ là hắn mua, tặng đồ chỉ là cái cớ, gặp bí thư Kiều mới là mục đích chân chính. Kiều Trấn Lương vừa tan làm đang ở trong phòng khách đọc báo, nghe nói Trương Dương tới, y bỏ báo đi ra. Nhìn thấy Trương Dương chuyển túi to túi nhỏ vào trong nhà, không khỏi nhíu mày nói: "Cậu làm gì vậy? Sao làm ra động tĩnh lớn thế, sợ người khác không biết rằng cậu tặng lễ cho tôi à?" Trương Dương cười nói: "Bí thư Kiều, những thứ ở đây không phải chỉ có của tôi mua đâu, bằng cử biết tôi đến Đông Giang cho nên bảo tôi mang hộ chút đồ về cho các vị, tôi thuận đường giúp đỡ thôi." Kiều Trấn Lương cười nói: "Nó từ khi nào biết quan tâm tới mọi người trong nhà như vậy? Đổi tính rồi à?" nói xong kiều trấn lương xoay người bước vào trương dương đặt đồ ở trong vườn rồi nói với thị duy cô dọn dẹp đi nhé tôi đi nịnh bợ bí thư kiều cái đã thị duy hếch hếch mũi vẻ mặt khinh thường trương dương mỉm cười đi tới phòng khách nhìn thấy kiều trấn lương lại đang chuyên chú đọc báo hắn bước tới cạnh y nhìn qua một cái kiều trấn lương đang xem tin tức cải cách xí nghiệp giang thành cảm giác được trương dương đi tới phía sau mình y bỏ báo xuống nói cậu chạy tới đây chắc không phải chỉ để mang hộ đồ thôi chứ trương dương nói bí thư kiều anh minh tôi tặng đồ chỉ là tiện đường mục đích chủ yếu là tới phản ánh chút tình huống với ngài kiều trấn lương cười nói tôi biết cậu luôn là không có việc thì không tới tam bảo điện mà trương dương nói đành chịu thôi ai bảo tôi thấy ngài rất thân thiết cho nên trong lòng có ủy khuất gì người đầu tiên mà tôi nghĩ đến luôn luôn là ngài kiều trấn lương nói ngồi đi đừng có nói năng kiểu nịnh bợ với tôi nữa có gì cứ nói thẳng ra đi Trương Dương ngồi xuống bên cạnh Kiều Trấn Lương, kể lại sơ lược chuyện gần đây phát sinh một lượt. Kiều Trấn Lương nghe xong không khỏi nhíu mày, cậu là nói Nam Tích muốn tặng không khu đất đó cho tập đoàn Tinh Nguyệt ư. Trương Dương nói, còn không phải ư, thế này có khác gì thời vãn thanh cắt đất đâu, quả thực là nhục nước mất chủ quyền mà. Trương Đại Quan Nhân lòng đầy căm phẫn, không khỏi thêm mắm thêm muối vài phần. Trương 557, Tâm Cảnh 2 Kiều Trấn Lương nói, không nghiêm trọng như vậy đâu, Tinh Nguyệt là nhà đầu tư chủ yếu của cảng nước sâu Nam Tích, bọn họ lấy chuyện đầu tư của cảng nước sâu ra đòi hỏi, bức bách Nam Tích chuyển nhượng khu đất của sân thể dục cho họ với giá thấp có đúng không? Trương Dương gật gật đầu, Kiều Trấn Lương nói, cậu cũng có thể nhìn rõ chuyện này, đám người từ quang nhiên đó há lại có thể không nhìn rõ. Bọn họ vì sao muốn làm như vậy? Rõ ràng là chuyện bọn họ chịu thiệt, nhưng vì sao phải đáp ứng? Trương Dương nói, đầu óc bị lừa đá rồi. Kiều Trấn Lương không khỏi bật cười, nói cậu đối với lãnh đạo thượng cấp vốn không có chút tôn trọng nào cả, thế là không được đâu. Trương Dương nói, Bí Thư Kiều, tôi cho cách làm rằng tinh nguyệt không thể nào nhân nhượng được, để bọn họ đầu tư vào cảng nước sâu là cho bọn họ cơ hội rồi. Bọn họ hiện tại không ngờ lại lấy việc này ra để chèn ép, còn muốn đòi lấy lợi ích lớn hơn nữa, điều này quả thực hơi quá đáng. Kiều Trấn Lương nói, chuyện này tôi sẽ cho người điều tra một chút, đúng rồi, vì sao trừ cậu ra không còn ai phản ánh với tôi chuyện này chẳng lẽ tất cả lãnh đạo thành phố nam tích đều đồng ý nhượng đất ư ý kiến của bọn họ nhất trí như vậy ư trương dương nói bí thư kiều ông không cho rằng tôi đang cố gây thị phi chứ kiều trấn lương cười nói tôi không cho rằng như vậy có điều tôi cũng không thể chỉ nghe lời một phía của cậu được tóm lại chuyện này tôi sẽ sai người điều tra một chút trương dương nghĩ thầm chỉ cần ông chú ý tới chuyện này là mục đích của tôi đã đạt được rồi Chờ cung kỳ vĩ tìm tới ông, lại phản ánh thêm một chút, ông khẳng định sẽ coi trọng. Kiều Trấn Lương nói, Nam Tích cách Đông Giang gần như vậy, bằng cử vì sao không tự mình mang đồ về. Trương Dương nói, anh ấy bận, gần đây không phải đang đầu tư hạng mục trung tâm thể dục mới sao? Chúng tôi đề ra khẩu hiệu làm lớn 200 ngày, trong 200 ngày phải hoàn thành công trình trung tâm thể dục mới Nam Tích với chất lượng cao, nghênh đón đại hội thể dục thể thao lần thứ 12 của tỉnh Bình Hải. Kiều Trấn Lương cười nói, đại hội thể dục thể thao cũng không nên làm thành một hồi vận động chính trị. Trương Dương cảm giác được trong câu này của Kiều Trấn Lương có một một lời hai ý, hắn cười cười nói, bí thư Kiều yên tâm, tôi sẽ cố gắng thực hiện đại hội thể dục thể thao lần này thành một lần thành công nhất trong lịch sử Bình Hải. Kiều Trấn Lương gật gật đầu nói, mượn vận hội tỉnh để cổ động toàn dân rèn luyện sức khỏe, nếu đã làm nhất định phải làm tốt, phải giấy lên phong trào toàn dân rèn luyện sức khỏe trong tỉnh Bình Hải trương dương nói có thành công hay không mấu chốt vẫn ở bí thư kiều kiều trấn lương cười nói cậu lại tâng bốc tôi rồi chuyện này có liên quan gì tới tôi trương dương thấy thời gian đã không còn sớm đứng dậy cáo từ kiều trấn lương kiều trấn lương nói ở lại ăn cơm đi trương dương cười cười lắc lắc đầu nói thôi tôi đã có hẹn với bạn rồi chuyện đã nói xong thì tất nhiên cũng không còn cần tiếp tục ở lại nữa trương dương trong lòng vẫn là có chút thất vọng vốn nghĩ rằng chuyện này có thể khiến cho bí thư kiều giận tím mặt nhưng không ngờ kiều trấn lương nghe xong chuyện này vẫn rất bình tĩnh trương dương sau khi tổng kết một chút trong mắt hắn sự kiện nam tích nhượng lại khu đất sân thể dục là chuyện lớn nhưng trong mắt kiều trấn lương thì không là gì người ta trưởng quản toàn bộ bình hải nam tích chỉ là một bộ phận của bình hải mà sân thể dục lại chỉ là một bộ phận của nam tích muốn khiến bí thư tỉnh ủy chú ý chuyện này rất khó chuyện mà người ta phải quan tâm có quá nhiều xem ra chuyện này chỉ có thể chờ phía cung kỳ vĩ tiếp tục tăng thêm ấn tượng của bí thư kiều thôi. Lúc Trương Dương ly khai, cửa gặp thì duy, hắn cười nói, tối nay cùng đi chơi đi MP đi. Tiếng Anh của Trương Đại Quan Nhân phát âm rất không đúng tiêu chuẩn, từ nói ra từ miệng hắn biến thành linh tinh. Thì Duy trợn mắt lên, tôi buổi tối không có thời gian. Trương Dương nói, ồ, cô gần đây bận quá nhỉ. Thì Duy gật gật đầu nói, quách hẹn tôi đi xem phim. Trương Dương nói, Quách là ai, có cơ hội thì giới thiệu cho tôi biết với. Thì Duy cười nói, tốt nhất là đừng, tôi sợ anh nhìn thấy anh ta lại ghen tị, người ta so với anh thì đẹp trai và có phong độ hơn nhiều. Trương Dương há miệng cười ha ha, nhìn thấy xe jeep của mộng viện lái tới. Kiều mộng viện và mẹ mạnh truyền Mỹ cùng nhau về, nhìn thấy Trương Dương, mạnh truyền Mỹ chào một tiếng, cũng không dừng lại mà đi vào, đây không phải là bởi vì bà ta cao ngạo, mà bởi vì người tụng kinh niệm Phật đều vậy cả, tính tình xử thế rất đạm bạc, đối với ai cũng thế. Kiều Mộng Viện đi Trương Dương trước mặt Trương Dương cười cười nói, tới tìm cha tôi à? Trương Dương nói, muốn nghe nói thật hay nói dối? Kiều Mộng Viện nói, nói thật. Trương Dương nói, nói thật thì là tôi lấy cớ tìm ông ấy nhưng thật ra là tìm cô. Kiều Mộng Viện không nhịn được bật cười, vừa nghe đã biết là nói dối rồi. Trương Đại Quan Nhân thở dài nói, tôi biết, lúc tôi nói thật thì nhất định không có ai tin. Kiều Mộng Viện nói, không ở lại nhà tôi ăn cơm à. Trương Dương nói, ăn cơm cùng bí thư Kiều rất áp lực, tôi sợ tiêu hóa không tốt. Kiều Mộng Viện cười nói, đừng có để cho cha tôi nghe thấy đó, bằng không ông ta không tha cho anh đâu. Trương Dương nói, tối có rảnh không? Kiều Mộng Viện lắc lắc đầu nói, tối tôi cùng thì Duy đi xem phim. Trương Dương nói, cùng cô ta và tiểu quét gì đó à? Kiều Mộng Viện cười nói, anh cũng biết à? Trương Dương nói, người ta xem phim cô đi theo làm gì muốn làm bóng đèn à kiều mộng viện nói sinh tử thời tốc nghe nói hay lắm tôi đi cùng cô nhé tối nay tôi cũng không về nam tích ở một mình cũng buồn nhưng tôi đồng ý với thì duy rồi trương đại quan nhân mặt dày nói hay là cô dẫn tôi theo luôn một cái bóng đèn và hai cái bóng đèn cũng chẳng khác gì nhau tôi thuận tiện hỗ trợ mở to mắt xem xem tiểu quét kia có xứng với thì duy không Kiều Mộng Viện còn chưa lên tiếng đồng ý thì thấy một chiếc xe jeep quân dụng lái tới, từ trên xe một vị sĩ quan trẻ tuổi thân hình cao lớn bước xuống, gã nhìn Kiều Mộng Viện mỉm cười, lễ phép gọi một tiếng "chị Mộng Viện". Trương Dương nhìn sĩ quan này, thầm nghĩ mày gọi cũng thân thiết nhỉ, chị Mộng Viện là để cho mày gọi à? Kiều Mộng Viện cười cười nói với Trương Dương, "Đây là tiểu quách mà anh vừa nhắc tới đó, cậu ấy tên là Quách Chí Giang, là người của ban quân nhu quân khu Bình Hải." Không đợi Kiều Mộng Viện giới thiệu, Quách Chí Giang đã vươn tay ra, chủ động bắt tay với Trương Dương. Anh là Trương Dương phải không? Tôi đã nghe nói về anh từ lâu rồi. Trương Dương cười nói, tôi không biết anh mà, anh sao lại từng nghe nói về tôi? Trong lòng thầm nghĩ, tôi hiện tại danh tiếng lớn như vậy ư? Hay là do con bé thì duy vô tâm vô phế đó để lộ chuyện trước kia của mình ra ngoài? Nghĩ lại chuyện mình lúc trước cứu cô ta, Trương Dương trong lòng run run, chắc là không nói chuyện này ra ngoài chứ quách trí giang nói quách trí cường là anh họ tôi trương dương giờ mới hiểu chẳng trách quách trí giang lại quen thuộc đối với mình như vậy quách trí cường là anh em của trương dương thằng nhãi này sau khi tốt nghiệp liền tới quân khu quảng châu mục đích là để tiện qua lại với bạn gái từ mỹ ni của gã ở hong kong trương dương cũng một đoạn thời gian rồi chưa gặp gã lúc trước nghe nói gã ở đông giang có thân thích hơn nữa chú gã hình như còn là một cán bộ to của quân phân khu bình hải Trương Dương cười nói, nói chuyện cả nửa ngày thì ra đều là người quen. Quách Chí Giang nói, tối nay cùng nhau đi ăn cơm đi, tôi hẹn với Thì Duy và chị Mộng Viện rồi. Trương Đại Quan Nhân vốn đã có ý này, hắn gật gật đầu, từ phía sau vang lên giọng nói của Thì Duy, ê, con người anh cũng không biết khách khí gì cả. Trương Dương cười nói, đều là người một nhà, khách khí cái gì. Quách Chí Giang nói, lên xe của tôi đi, tối nay tôi phụ trách làm lái xe nhìn thấy thì duy, vẻ mặt của quách trí giang đầy nhu tình mật. Trương đại quan nhân nhìn thấy bộ dạng của thằng nhãi này, không khỏi nhớ tới cái tên hoa si quách trí cường kia, xem ra con cháu của quách gia bọn họ hơn phân nửa đều là như thế này, cứ nhìn thấy gái là ngất ngây con gà Tây. Thì Duy nói, đi đâu ăn cơm? Quách Chí Giang nói, tôi nghe nói có quán giáp ngư vương ngon lắm, chúng ta đi ăn ba ba đi. Quách Chí Giang dù sao cũng là người trong bộ đội, gã bình thường kết giao xã hội cũng không nhiều, đối với phương diện ẩm thực cũng không am hiểu cho lắm, điển này so với trương dương bạn bè khắp nơi, ăn khắp tám phương thì căn bản không bằng được. Một đoạn thời gian không tới, sinh ý của giáp ngư vương vẫn thịnh vượng như xưa, may mà quách trí giang trước khi đến đã đặt chỗ trước, trương dương hôm nay cũng tính là thu liếm, không nói năng cợt nhả nhiều, hắn quan sát quách trí giang, cảm thấy người này hơi có chút non nứt, kinh nghiệm xã hội còn nhiều khiếm khuyết. Thật ra Quách Trí Giang so với hắn còn lớn hơn 3 tuổi, nhưng so sánh với loại lão yêu đã trùng sinh một lần như Trương Đại Quan nhân thì đạo hạnh không phải chỉ kém bình thường. Người mà Trương Dương thật sự chú ý là Kiều Mộng Viện, hắn phát hiện một việc, Kiều Mộng Viện bắt đầu ăn chay, Trương Dương nói, cơm ba ba con như vậy mà cô không ăn à? Chương 557, tâm cảnh 3. Kiều Mộng Viện nói, gần đây tôi thường đọc kinh Phật, đọc nhiều lại bỗng dưng có mong muốn ăn chay, rất tự nhiên cứ vậy kiên trì ăn chay tiếp, hiện tại cảm thấy ăn chay rất tốt cho sức khỏe rất nhiều học giả dinh dưỡng cũng đề sướng ăn chay còn nói có thể dưỡng nhan mỹ dung nữa trương dương cười nhạt nói đám học giả dinh dưỡng đó tất cả đều là nói hưu nói vượn căn bản không thể tin được thì duy nói người ta nói hưu nói vượn vậy anh thì nói thật à con người anh đúng là tự đại trước mặt quách trí giang trương dương cũng không định cãi vã với cô ta hắn cười cười nói dinh dưỡng phải lấy cân đối làm chủ không thể nào ăn nhiều cái này ăn ít cái kia được Quách Trí Giang nói, tôi thấy Trương Dương nói đúng. Thì Duy nói, anh quen anh ta chưa được bao lâu, đừng có sủng bái cá nhân. Quách Chí Giang không nói gì, dùng đũa gắp một miếng thịt đặt vào trong bát Thì Duy, Thì Duy trợn mắt lên, tôi muốn ăn mà không tự biết gắp à. Ghét nhất là ăn thứ này, cô ta định gắp ra trả lại cho Quách Trí Giang, nhưng nhìn thấy Trương Dương mặt mày xấu xa cười cô ta, liền đổi ý, đặt miếng thịt lại vào trong bát Trương Dương, cho anh này, nhìn đến nỗi nước miếng chảy cả ra bàn rồi kìa kiều mộng viện nghe thấy vậy cũng không khỏi bật cười trương dương cười nói cô ăn của cô tôi ăn của tôi kiều mộng viện nói nghe nói anh ở nam thích làm cũng tốt ngay cả băng công chúa quan chỉ tình cũng bị anh mời tới làm người đại diện trương dương nói vừa nói tới chuyện này là tôi lại tức giận tôi phí nhiều tinh lực như vậy vất vả lắm mới mời được quan chỉ tình người ta nguyện ý không lấy một xu mà vẫn đảm nhiệm nhiệm vụ đại sứ hình tượng cho vận hội tình nhưng đám lãnh đạo của Nam Tích khăng khăng bảo người ta là người nước Mỹ, phải nghĩ đến ảnh hưởng chính trị, phải nghĩ đến cảm tình của dân chúng, bắt tôi đi tìm mấy vận động viên kim bài làm đại sứ hình tượng. Thì Duy nói, thế thì thật là khó. Trương Dương nói, ngành thể thao của Nam Tích vốn không được tốt lắm, quán quân thế giới chỉ đếm được trên đầu ngón tay, bọn họ sai tôi đi mời đồng lễ na, nhưng mắt người ta lại rất cao, há miệng ra cái là đòi 10 vạn đồng, tài chính của vận hội tỉnh mà tôi hiện tại đang làm là giật gấu vá vai, lấy đâu ra 10 vạn đồng mà trả cho cô ta, cho dù có tôi cũng không thể cấp cho cô ta được, cô nói xem cô ta có xứng không. Tổng cộng chỉ giành được chức quán quân nhảy ngựa có một lần mà cứ tưởng mình giỏi lắm. Kiều Mộng Viện cười nói, không đồng ý thì cũng không thể nói người ta như vậy được, anh thích thêm chút khẩu đức đi. Thì Duy nói, vận động viên hiện tại đều dám đòi tiền như vậy à, 10 vạn đồng, cho dù ngôi sao điện ảnh cũng không có cái giá này. Trương Dương nói, đó là cô gặp ít đấy thôi, phí đại diện của ngôi sao hiện tại từ mấy chục vạn đến hơn trăm vạn, tôi cũng không phải là sót tiền, nhưng chi tiền thì cũng phải chi cho chính đáng, đồng lệ na tính là ngôi sao ư. Kiều Mộng Viện nói, cái đó còn phải xem cô ta so sánh với ai, so với anh thì cô ta chính là ngôi sao, nhưng so với quan chỉ tình thì cô ta không bằng. Thì Duy nói, đừng nói quan chỉ tình, cho dù là hứa gì cũng có danh tiếng hơn cô ta gấp mấy lần, Người ta mới là quán quân thế giới hàng thật giá thật, quán quân Olympic. Trương Dương nói, cô quen hứa gì à? Thì Duy gật gật đầu nói quen, chúng tôi còn là bạn tốt. Mắt Trương Đại Quan nhân sáng rực lên, vậy? Kiều Mộng Viện vừa nhìn đã biết Trương Dương đang tính toán điều gì, thầm nghĩ thì Duy lại lắm miệng rồi. Tên Trương Dương này là kẻ theo chủ nghĩa cơ hội, gặp cơ hội hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Kiều Mộng Viện, Trương Dương nói, thì Duy, cô giúp tôi liên hệ với hứa gì đi, xem xem cô ta có nguyện ý làm người đại diện cho vận hội tỉnh không. Thì Duy nói, người ta cũng không phải là người bình hải, anh liên hệ với cô ta làm gì. Trương Dương nói, giờ là thời đại nào rồi, cái mà tôi cần là sức ảnh hưởng, ai đi quản quê quán ở đâu, cô ta nếu tới, có thể ném đồng lệ na sang một bên rồi. Thì Duy không nói gì, Kiều Mộng Viện nói, cái này thì để tôi giúp, tôi nói nói với cô ta một tiếng chắc không có vấn đề gì. Trương Dương vui mừng quá đỗi, cầm chén rượu lên nói, vậy tôi cảm ơn Kiều Tổng trước. Quách Chí Giang không tiện nói gì, gã phần lớn thời gian đều ở bên cạnh lắng nghe, khó khăn lắm mới đợi được họ ăn cơm xong, gã đứng dậy thanh toán, đề nghị cùng nhau tới dạp chiếu phim Đại Thế Giới xem phim. Quách Chí Giang trước đó đã mua 3 tấm vé, nhưng hiện tại lại có thêm Trương Dương, chỉ đánh mua thêm, giờ mua thì đương nhiên là không thể ngồi cùng nhau, Trương Dương dành đi mua vé, mua hai tấm trên lầu, bảo Quách Chí Giang bán một tấm vé đã mua từ trước đi, như vậy bốn người họ không thể không tách ra. Quách Chí Giang vốn cũng cũng muốn ngồi riêng với Thị Duy, gã đối với sự an bài của Trương Dương tỏ vẻ rất hài lòng. Trương Dương và Kiều Mộng Viện lên lầu ngồi, Kiều Mộng Viện nhìn nhìn xuống dưới lầu, nhìn thấy Quách Chí Giang và Thị Duy đang ngồi sóng vai. Trương Dương cười nói, tôi sao thấy hai bọn họ chẳng giống đang yêu nhau gì cả. Kiều Mộng Viện nói, chuyện gì cũng đều có quá trình. Trương Dương nói, đúng rồi, chuyện gì cũng đều phải có quá trình. Đèn dạp phim tối dần, Trương Dương lặng lẽ nhìn sang Kiều Mộng Viện, Kiều Mộng Viện lộ ra vẻ nhàn tính tường hòa, tuy rằng tạo cho người ta cảm giác ôn nhu, nhưng lại có loại cảm giác không thể tiếp cận. Trương Đại Quan Nhân bỗng nhiên nhớ tới một từ, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, từ sau khi hứa ra dũng chết, quan hệ giữa hắn và Kiều Mộng Viện chẳng những không tiến thêm được bước nào, ngược lại khoảng cách so với trước kia thì càng xa hơn, đây đại khái là tác dụng tâm lý. Phim chính thức bắt đầu, cảnh mạo hiểm diễn ra liên tiếp, rất nhanh liền hấp dẫn sự chú ý của Trương Dương, Trương đại quan nhân vẫn rất thích xem phim kiểu này, xem tới đoạn mạo hiểm, thằng ôn này lại vô thức vươn tay ra, ở trong bóng tối nắm lấy tay Kiều Mộng Viện, mắt hắn thì vẫn nhìn chằm chằm lên màn ảnh, nhưng vẫn cảm giác được tay Kiều Mộng Viện đang dẫy ruộng. Trương đại quan nhân dồn hết dũng khí, hôm nay bằng bất cứ giá nào mình cũng không buông tay. Cô thích trách thì cứ trách. Kiều Mộng Viện giấy rụa vài lần, phát hiện không thể thoát khỏi bàn tay to lớn của Trương Dương, cuối cùng đành vứt bỏ nỗ lực để mặc cho hắn nắm tay. Trương Đại Quan Nhân trong bóng tối tỉ mỉ thể nghiệm biến hóa của Kiều Mộng Viện khiến hắn rất bất ngờ là Kiều Mộng Viện sau sự hoảng loạn ngắn ngủi lúc ban đầu, lập tức khôi phục bình tĩnh, cô ta tựa hồ không hề bởi vì hành động của Trương Dương mà bị ảnh hưởng gì, vẫn xem rất nhập tâm. Trương đại quan nhân không lâu sau liền sinh ra một loại cảm giác thất bại, hắn buông tay Kiều Mộng Viện ra, Kiều Mộng Viện trong bóng tối lặng lẽ rụt tay về. Tâm tình của Kiều Mộng Viện không hề bị Trương Dương làm nhiễu loạn, nhưng bản thân Trương Dương lại có chút rối loạn, hắn phát hiện mình không thay đổi, người thay đổi là Kiều Mộng Viện, tâm cảnh của cô ta gần đây tu luyện giống như bình hồ thu nguyệt vậy, thậm chí ngay cả mình cũng không thể khiến cô ta giấy lên chút gợn sóng nào, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu phim kết thúc trong một cảnh kịch tính kiều mộng viện tựa hồ có chút mệt mỏi ngáp một cái nói dài quá mệt thật cô ta không hề nhắc tới chuyện trương dương trong bóng tối nắm tay cô ta càng là như vậy trương đại quan nhân càng thấy xấu hổ hắn giống như là là trộm đồ bị bắt vậy ho khan một tiếng nói tôi đưa cô về kiều mộng viện gật gật đầu nói chúng ta ra ngoài trước đợi bọn thị duy hai người ra khỏi dạp chiếu phim một trận gió lạnh thổi tới kiều mộng viện không khỏi dùng mình một cái Trương Dương định cởi áo khoác của mình ra đưa cho cô ta, nhưng Kiều Mộng Viện lắc lắc đầu nói, không cần, trong giạp nóng quá nên ra ngoài chưa quen thôi. Trương Dương biết cô ta không muốn để người khác hiểu lầm quan hệ của bọn họ, hắn cười nói, phim cũng hay phết. Câu này có chút ý tứ không biết nói gì nên cố nghĩ ra gì đó để nói. Kiều Mộng Viện gật gật đầu, sau đó lại bật cười, nói thật, tôi không thích xem phim hành động lắm. Trương Dương nói, tôi cũng không thích xem phim ngoại quốc luôn thấy không nhập tâm thần ôn này nói chuyện rõ ràng có chút trước sau mâu thuẫn kiều mộng viện nói anh tôi gọi điện thoại cho tôi nói tới mục đích mà anh tới đông giang trương dương nói tôi không có mục đích gì cả chỉ là không muốn bảo vệ gia tài quốc gia không để người khác xâm phạm thôi kiều mộng viện nói anh tôi muốn khu đất đó trương dương nói ai muốn lấy khu đất đó cũng không quan trọng quan trọng là phải công bằng hắn đề nghị với kiều mộng viện cô có kinh nghiệm khai phá quảng trường chùa nam lâm không bằng cô suy nghĩ thử xem khu đất của sân thể dục thật sự rất không tồi kiều mộng viện nói anh tôi cũng đề nghị với tôi như vậy cuối tuần tôi đi xem thi đấu thuận tiện xem thử khu đất đó nếu thật sự có giá trị đầu tư tôi sẽ suy nghĩ trương dương nói có điều trước tiên phải làm thông công tác của bí thư kiều đã chỉ có ông ấy mới có thể thay đổi quyết định của lãnh đạo thành phố nam thích kiều mộng viện nói công là công và tư là tư chuyện trên công tác của cha tôi, tôi không có quyền lên tiếng. chương 558, đứng dạc một. Khi đang nói chuyện thì nhìn thấy thì Duy đi tới, kỳ quái là Quách Trí Giang không hề ở cùng một chỗ với cô ta, Trương Dương cười ha ha nói tương hoa quả của cô đâu rồi. Thì Duy ngây ra một thoáng, lập tức hiểu ra thằng ôn này đang đặt ngoại hiệu của Quách Trí Giang, thật sự là quá đáng ghét, không ngờ lại gọi người ta là tương hoa quả, có điều ngẫm lại thì thấy cũng đúng. Kiều mộng viện không nhịn được liền mỉm cười, người ta đâu rồi? Thì Duy nói, đi vệ sinh rồi. Trương Dương nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ tối rồi, tối nay còn tiết mục gì không? Kiều mộng viện nói, khuya quá rồi, hay là về nhà nghỉ đi? Trương Dương gật gật đầu, mấy người đứng ở cửa chờ quách trí giang, đợi khoảng 10 phút thấy hắn gã đi ra. Thì Duy sớm đã mất kiên nhẫn rồi, còn tưởng là anh ngã vào hố xí rồi. Trương Dương cười nói, tôi đang định đi vớt anh đây. Quách Chí giang mặt hơi đỏ lên, lúng túng nói, bụng không thoải mái, chắc là ăn thứ gì đó không sạch sẽ. Lúc nói chuyện, lại biến sắc, ngại quá, gã xoay người lại chạy vào WC. Thì Duy tức giận đến dậm chân bình bịch, cô ta hầm hừ nói, không đợi gã nữa, chúng ta bắt xe về trước. Kiều Mộng Viện nói, không được đâu, mọi người đi cùng nhau, không thể nào để người ta lại một mình được. Trương Dương nói, "Quái nhỉ, chúng ta cùng nhau ăn, vậy vì sao ba người chúng Trương Dương không sao cả?" Hắn vừa nói vậy, Kiều Mộng Viện và Thì Duy đều nhìn về phía hắn, Trương Đại Quan Nhân bị hai cô nhìn cho mất tự nhiên, hai cô nhìn chằm chằm vào tôi như vậy làm gì? Thì Duy nói, "Có phải là anh động tay động chân gì đó vào thức ăn của Tương Hoa Quả không?" Trương Đại Quan Nhân bực bội nói, "Nhân phẩm của tôi kém vậy à? Tôi và gã không cừu không oán, tôi vì sao phải làm như vậy?" thì Duy nói con người anh có lòng đố kỵ quá nặng, chuyện gì cũng làm ra được. Trương đại quan nhân tức đến nỗi trợn trừng mắt lên, lòng đố kỵ của tôi quá nặng ư, tôi đố kỵ cái gì chứ? Kiều mộng viện cười nói, bỏ đi, hai người cứ vừa thấy mặt nhau là đấu võ mồm, tôi nghe mà đau cả đầu. Thì Duy vẫn không chịu tôi, anh chính là đố kỵ. Kiều mộng viện nói, tương hoa quả tới rồi kìa, hay quá, cô ta bất chi bất giác cũng gọi theo sắc mặt quách trí giang lúc này có chút vàng vàng, xem ra đúng là sức khỏe không được tốt, gã miễn cưỡng cười cười, tôi đưa các người về. Kiều mộng viện nhìn ra hắn không khỏe, liền nhẹ giọng nói thôi, tiểu quách, cậu không khỏe thì hãy đi về trước đi, chúng tôi bắt xe về. Quách trí giang vốn định kiên trì muốn đưa họ về, nhưng bụng thật sự rất khó chịu. Gã đành gật đầu, trương dương đi tới, sờ sờ tuyệt mạch môn, bóp nhẹ lên mấy huyệt đạo trên hai tay gã một cái, mỉm cười nói, anh có thể là ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ rồi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Thì Duy chui vào xe taxi trước, ngay cả một câu quan tâm cũng không nói, Trương Dương và Kiều Mộng Viện chui vào trong xe sau, quay đầu nhìn lại, phát hiện Quách Trí Giang lại chạy vào WC. Trương Dương nói, có thể cơm tối thật sự có vấn đề, hai người các cô một người không ăn, còn một người thì ăn rất ít. Thì Duy, vậy anh sao không bị gì? Trương Dương nói, tôi là răng thép dạ dày sắt, đừng nói là chút đồ đó, cho dù là độc dược tôi ăn vào cũng chả sao. Thì Duy nói, được, vậy lần sau tôi bỏ chút thuốc chuột vào cơm cho anh ăn. Cung kỳ vĩ sáng sớm liền nhận được điện thoại của văn phòng tỉnh, bảo y hôm nay vào đầu giờ làm việc thì tới tỉnh Lý, bí thư kiều muốn gặp y, cung kỳ vĩ vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Xem ra Trương Dương đã làm công tác tư tưởng trước với Bí Thư Kiều rồi, bằng không Bí Thư Kiều sẽ không tiếp kiến Cung Kỳ Vĩ trước 2 giờ liền. Y chuẩn bị một chút, Y chưa bao giờ có cơ hội gặp riêng Bí thư tỉnh ủy như thế này, trong lòng có chút khẩn trương là điều khó tránh khỏi. Những gì mà Trương Dương nói đã ít nhiều khiến Kiều Trấn Lương chú ý, khi y biết hôm nay Phó thị trưởng thành phố Nam Tích Cung Kỳ Vĩ đến gặp y, lập tức quyết định gặp mặt Cung Kỳ Vĩ trước, mục đích là muốn từ chỗ Cung Kỳ Vĩ nắm được một số tình huống. Cung Kỳ Vĩ mặc Âu phục màu lam đậm chậm rãi đi vào văn phòng của Bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương, Cung Kỳ Vĩ ngoại hình khá tốt, tuy rằng đã 44 tuổi nhưng bình thường kiên trì rèn luyện thể thao, thân thể rất tốt, không có bụng bia thường thấy ở các quan viên. Kiều Trấn Lương ngồi sau bàn làm việc, mỉm cười nhìn y, ấn tượng mà vị bí thư tỉnh ủy này lưu lại cho đa số người là rất hỏa ái, trên mặt y đa số thời gian đều mang một nụ cười. Cung kỳ vĩ đi tới trước mặt Kiều Trấn Lương, cung kính nói, chào bí thư Kiều, tôi là phó thị trưởng cung kỳ vĩ của thành phố Nam Tích, được phân công quản lý công tác thể dục văn hóa. Kiều Trấn Lương cười nói, Vậy chính là người lãnh đạo trực tiếp của Trương Dương rồi. Cung Kỳ Vĩ trong lòng ngẩn ra, không biết bí thư Kiều nhắc tới Trương Dương là có mục đích gì, y cười cười nói, vậy, hiện tại tôi là lãnh đạo trực tiếp của cậu ta. Kiều Trấn Lương gật gật đầu nói, ngồi đi. Cung Kỳ Vĩ ngồi xuống salon, thư ký đi tới đưa cho y một chén trà, Cung Kỳ Vĩ nhận lấy chén trà cầm trong tay. Kiều Trấn Lương, anh tìm tôi có việc một phản ánh ư? Cung Kỳ Vĩ gật gật đầu, nói, bí thư Kiều tôi lần này tới là muốn phản ánh một số tình huống mới nhất của thành phố Nam Thích với ngài. Kiều Trấn Lương nói, có tình huống gì mà thị lý không giải quyết được, phải tới tỉnh lý nói. Cung kỳ vĩ nghe ra ẩn ý trong lời nói của Kiều Trấn Lương, người ta là nói y có cái hiểm vượt cấp. Cung kỳ vĩ nói, tình huống rất phức tạp, tôi cho rằng lãnh đạo thành phố Nam Thích trên quyết sách xuất hiện một số sai lầm. Vẻ tươi cười trên mặt Kiều Trấn Lương đột nhiên thu liếm lại, lạnh lùng nói, anh đã phát hiện vấn đề, vì sao không đề xuất với lãnh đạo thượng cấp. Cung kỳ vĩ từ biểu hiện hiện tại của Kiều Trấn Lương đã nhìn ra, y tựa hồ thập phần phản cảm với loại hành vi vượt cấp phản ánh vấn đề này của mình, chẳng lẽ y cho rằng mình là kẻ có âm mưu dùng trăm phương ngàn kế để bàn lộng thị phi ư. Cung kỳ vĩ không hề biểu hiện ra bất kỳ sự sợ hãi nào, y thản nhiên đối mặt với Kiều Trấn Lương, bí thư Kiều, tôi là vì dưới tình huống phản ánh mà không có kết quả cho nên mới đến tỉnh Lý, tôi biết hành vi này của tôi là không đáng để sướng, nhưng tôi không thể trơ mắt nhìn một sai lầm phát sinh được, tôi không thể thay đổi, nhưng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn mà không cố gắng ngăn cản. Kiều Trấn Lương từ trong ánh mắt kiên nghị của Cung Kỳ Vĩ bắt được một loại kiên trì nào đó, vẻ mặt của y dịu đi một chút, Kiều Trấn Lương rất thích người có kiên trì, một người nếu ngay cả sự kiên trì cơ bản nhất cũng không làm được, như vậy hắn sao có thể bàn được đến tín ngưỡng. Kiều Trấn Lương nói, nói đi. Những gì mà Cung Kỳ Vĩ nói lại nằm ngoài ý liệu của Kiều Trấn Lương. Y vốn cho rằng Cung Kỳ Vĩ sẽ bắt đầu từ chuyện sân thể dục, nhưng việc đầu tiên mà Cung Kỳ Vĩ nói tới và việc xây dựng cảng nước sâu. Cung Kỳ Vĩ nói, tôi cho rằng tỉnh Lý trước khi phê chuẩn công trình cảng nước sâu Nam Tích không hề điều tra toàn diện về công trình này, với tình trạng kinh tế trước mắt của Nam Thích, công trình cảng nước sâu có chút nóng vội, chưa chuẩn bị đầy đủ đã vội vã lên ngựa, chính điều này mới là nguyên nhân căn bản khiến công trình cảng nước sâu giữa đường gặp trắc trở. Kiều Trấn Lương một lần nữa bắt đầu đánh giá lại Cung Kỳ Vĩ. Với kinh nghiệm chính trị nhiều năm của Y, Y biết Cung Kỳ Vĩ đang lợi dụng chút thời gian hữu hạn này để chứng minh bản thân mình với Y, trình bày quan niệm chính trị của bản thân mình với Y, gạt bỏ dã tâm chính trị của Cung Kỳ Vĩ ra ngoài. Người này rất có hoài báo, cũng rất thông minh, Y biết nên làm như thế nào để nắm chắc cơ hội. Kiều Trấn Lương không nói gì cả, dùng phương thức này để cổ vũ Cung Kỳ Vĩ tiếp tục nói tiếp. Cung Kỳ Vĩ nói, công trình cảng nước sâu lớn như vậy, quá độ ỷ lại đầu tư bên ngoài là không thể thực hiện được lúc trước hai thành phố Nam Tích và Lam Sơn cạnh tranh hạng mục cảng nước sâu, cuối cùng lọt vào tay Nam Tích, mà Nam Tích trong hạng mục cảng nước sâu phẫn lớn là dẫn nhập đầu tư bên ngoài, từ lúc đó đã trôn xuống họa ngầm, đầu tư bên ngoài rót vào càng nhiều, cảng nước sâu chịu ảnh hưởng đến từ ngoại bộ lại càng lớn, điều này khiến cho công trình trở nên bị động. Kiều Trấn Lương nói, dùng đầu tư bên ngoài là chuyện tốt. Dưới tiền đề quốc gia không có khả năng cấp nhiều tài chính, phương pháp này rõ ràng là hữu hiệu, trực tiếp nhất. Cung kỳ vĩ nói, tôi vẫn cho rằng trên chuyện xây dựng cảng nước sâu, người quyết sách thiếu cái nhìn đại cục. Những lời này không thể không nói là quá lớn gan rồi. Trước mặt Kiều Trấn Lương nói thẳng ra như vậy mà không hề hiểm nói bóng nói do bí thư Kiều. Kiều Trấn Lương đối với thằng cha lớn gã này càng lúc càng có hứng thú, có điều trên mặt Kiều Trấn Lương lúc này không hề có chút tươi cười này, vẻ mặt tối sầm của y đã tạo thành áp lực tâm lý rất lớn đối với cung kỳ vĩ, điều này đối với cung kỳ vĩ mà nói cũng là một loại khảo nghiệm nghiêm khắc. Kiều Trấn Lương nói, ý kiến thì ai cũng có thể đưa ra, nhưng đổi lại là anh cũng chưa chắc có thể làm được tốt hơn. Kiều Trấn Lương cũng muốn xem xem cung kỳ vĩ có thể có đề nghị minh gì. chương 558, đứng ra hai. Cung kỳ vĩ nói, mục đích xây dựng cảng nước sâu không chỉ là xúc tiến phát triển kinh tế Nam Thích, mà là muốn xúc tiến kinh tế địa khu xung quanh Nam Thích tiến thêm một bước. Sau khi cảng nước sâu xây xong, nó không thể chỉ thuộc về Nam Tích mà là thuộc về Bình Hải, thuộc về Trung Quốc, một khi đã như vậy, vì sao phải muốn cự tuyệt đầu tư trong nước mà lại chuyển hướng ánh mắt ra nước ngoài?" Y tạm dừng một chút rồi lại nói, "Nếu ngay từ đầu công trình cảng nước sâu có thể từ nhiều mặt cộng đồng xây dựng, như vậy công trình sẽ thuận lợi hơn nhiều." Kiều Trấn Lương nói, ý của anh là, Cung Kỳ Vĩ nói, cạnh tranh của Lam Sơn và Nam Tích lúc trước trong hạng mục cảng nước sâu căn bản là không hề có ý nghĩa gì cả. Từ quan điểm lâu dài mà xét thì đó là một loại nội háo. Từ góc độ thành thị mà nghĩ thì loại cạnh tranh này có tính hợp lý của nó. Nhưng đứng từ trên độ cao của bình hải mà suy nghĩ, bất kể cảng nước sâu xây ở đâu cũng đều thuộc về bình hải, thế gì có gì khác biệt đâu. Tôi nói những lời này cũng không phải là nghi ngờ tuyên chỉ của cảng nước sâu, cảng nước sâu chọn xây ở Nam Tích là không sai. Từ đó dẫn động kinh tế xung quanh, từ phạm vi phúc xạ mà xét, tuyên chỉ này cũng không sai lầm nhưng cảng nước sâu cần đầu nhập cực lớn, đa số mọi người đều hướng ánh mắt tới đầu tư từ bên ngoài, vì sao không để nhìn vào trong tỉnh, nhìn xung quanh chúng ta, gắng gượng dùng kinh tế của một thành thị ra để đánh cược, chẳng thà để thành thị anh em sẽ chia loại mạo hiểm này, mạo hiểm được chia ra, lợi ích cũng được chia ra, nếu lúc trước có thể cùng Lam Sơn khai phá cảng nước sâu, tôi tin khó khăn hiện tại căn bản không thể xuất hiện. Kiều Trấn Lương trở nên trầm mặc. Cung Kỳ Vĩ nói, Bí Thư Kiều, thứ cho tôi nói thẳng, Nguyên nhân căn bản phát sinh loại tình huống này là lợi ích chính trị, có một số lãnh đạo không sợ phân chia lợi ích kinh tế với người khác, nhưng lại sợ bị người khác phân chia lợi ích chính trị, chính thức mới là nguyên nhân căn bản khiến cho loại tình huống này phát sinh. Kiều Trấn Lương nói, anh tới đây gặp, chính là vì muốn nói cho tôi biết công trình cảng nước sâu là một sai lầm. Cung Kỳ Vĩ nói, tôi không nói công trình cảng nước sâu là một sai lầm, mà là tôi cho rằng với thực lực kinh tế của Nam Tích trước mắt, xây dựng cảng nước sâu rất cật lực. Hiện tại công trình cảng nước sâu trên thực tế đã trở thành một ngọn núi lớn để lên đầu các lãnh đạo thành phố Nam Tích. Vì chống đỡ ngọn núi này, chúng tôi rất nhiều lúc không thể không cúi đầu. Ví dụ như chuyện nhượng lại khu đất sân thể dục lần này, mỗi người đều biết đối với thành phố Nam Tích chúng tôi là không công bình. Nhưng vì để có đủ tài chính tiếp sau hòng đảm bảo cho sự xây dựng cảng nước sâu, chúng tôi không thể không lựa chọn cúi đầu. Kiều Trấn Lương gật gật đầu nói, nếu các anh không nhượng bộ thì sao? Cung Kỳ Vĩ nói, không nhượng bộ, bọn họ sẽ tiếp tục lấy vấn đề đầu tư ra để làm khó, nếu tài chính vẫn không thể tới đúng hạn, công trình cảng nước sâu sẽ gặp nguy hiểm phải đình công. Kiều Trấn Lương nói, cho nên đám lãnh đạo thành phố Nam thích các anh tình nguyện hy sinh đất đai của đổi lấy sự đầu tư của tập đoàn Tinh Nguyệt. Cung Kỳ Vĩ nói, từ ý nghĩa bình thường mà nói thì chúng tôi không có cách nào khác. Kiều Trấn Lương cười lạnh nói, ý nghĩa bình thường, ý nghĩa bình thường phải chăng có nghĩa là các anh chia tay về phía quốc gia cung kỳ vĩ dưới câu hỏi của kiều trấn lương chán toát mồ hôi lạnh từ khi tới nam tích đảm nhiệm trước thị trường sinh nhai chính trị của y liền tiến vào thời kỳ thoái trào không được lãnh đạo coi trọng ngành trưởng quản cũng không quan trọng quan điểm chính xác của y cũng không thể được công nhận rất nhiều chuyện y cũng không phải là không nói nhưng quan điểm của y thường thường ngay từ lúc ban đầu đã bị người khác phản đối không ở vị trí nào thì không thể mưu chính ở đó vị trí của cung kỳ vĩ quyết định rất nhiều chuyện y không thể dựa theo ý nguyện của mình để làm nhưng những lời này của kiều trấn lương không phải không có lý dưới áp lực y không thủ vững quan niệm vốn chính xác y cho rằng mình không phải là một người yếu đuối nhưng y cũng có dã tâm y cũng muốn ở trên chính trị tận hết khả năng dám bất sự thù địch con đường trên chính đàn của y còn rất dài cung kỳ vĩ chờ đợi một ngày đông sơn tái khởi y chờ mong có được sự công nhận của lãnh đạo kiều trấn lương không nghi ngờ gì nữa đã nhìn ra sự mấu chốt trong đó cung kỳ vĩ thở dài nói bí thư kiều tôi thừa nhận tôi có lòng ích kỷ. Ngữ khí của Kiều Trấn Lương dịu đi, nói, mỗi người đều có quan điểm và cái nhìn của mình, để mọi người được nói thoải mái chính là dân chủ, tập hợp những ý kiến bất đồng lại rồi tiến hành thảo luận chính là tập trung, anh cho rằng đúng nhưng lại không kiên trì, chính là không làm hết trách nhiệm mà một cá nhân nên làm, cái này không khác gì lâm trận bỏ chạy cả. Cung kỳ vĩ không nói gì, lặng lặng lắng nghe Kiều Trấn Lương nói, y nhớ lại tất cả những gì mà mình đã làm trong quá khứ một số quan điểm của Kiều Trấn Lương Y cũng không ủng hộ, bởi vì trình tự vị trí bất đồng, vấn đề nhìn thấy khẳng định cũng bất đồng. Kiều Trấn Lương thân là bí thư tỉnh ủy ở trong tỉnh Bình Hải sống quen những ngày hô một tiếng là cả trăm người nghe theo, y không thể biết sự gian khổ của người bên dưới. Sau khi Kiều Trấn Lương nói xong, nhìn Cung Kỳ Vĩ nói, anh hiện tại lựa chọn trầm mặc rốt cuộc là không có gì để đáp lại những lời của tôi, hay là bởi vì anh bất mãn đối với tôi. Cung Kỳ Vĩ nói: "Không từ lên Đông Sơn mà coi thường lỗ, lên Thái Sơn mà coi thường cả thiên hạ, người đứng ở vị trí khác nhau, cảnh vật nhìn thấy cũng sẽ không giống nhau." Kiều Trấn Lương phản bác: "Một người đứng ở vị trí khác sẽ nhìn thấy cảnh vật khác, nhưng người khác nhau đứng ở cùng một vị trí cảnh vật nhìn thấy cũng chưa chắc đã giống nhau." Cung Kỳ Vĩ nói: "Nếu tôi có cơ hội cùng bí thư Kiều đứng ở đỉnh Đông Sơn, cái mà tôi nhìn thấy là đất lỗ, còn cái mà bí thư Kiều nhìn thấy là thiên hạ." Kiều Trấn Lương cười ha ha, cung kỳ vĩ vỗ mông ngửa quá lộ liễu, y lắc lắc đầu nói, tiểu cung à, nhìn thấy thì phải nói ra, nhìn mà không thấy không phải là tác phong của người đảng ta. Cung kỳ vĩ nói, bí thư Kiều, lời tôi giữ ở trong lòng đều đã nói ra rồi, hy vọng tỉnh có thể coi trọng chuyện nam thích. Kiều Trấn Lương lặp lại, tôi vừa mới nói rồi, người khác nhau, đứng ở cùng một chỗ, cảnh vật nhìn thấy chưa chắc đã giống nhau, anh cho rằng suy nghĩ của anh là chính xác, nhưng phải cho tôi đầy đủ lý do chứng thực bản thân với tôi sao nam tích cho các cán bộ bọn an chính là tin vào năng lực của các anh tin rằng bản thân các anh có thể tự giải quyết được những vấn đề này nếu xảy ra một chút việc nhỏ tất cả đều muốn tôi đi giải quyết như vậy thiết lập nhiều thành thị như nam tích có ý nghĩa gì đầu óc của cung kỳ vĩ vô cùng linh hoạt y trong những lời này của kiều trấn lương hiểu được một chút thâm ý nhưng y lại không dám xác định ánh mắt của kiều trấn lương hướng xuống dưới thấp giọng nói, giữa các đồng chí nhất định phải làm tốt công tác đoàn kết, về sau có chuyện gì không giải quyết được, có thể trực tiếp tới tìm tôi. Sau khi Cung Kỳ Vĩ đi, Kiều Trấn Lương gọi Diêm Quốc Đào vào văn phòng của mình. Diêm Quốc Đào vừa hay có việc muốn báo cáo với Kiều Trấn Lương, có điều gã sau khi tới văn phòng của Kiều Trấn Lương, nhìn thấy sắc mặt của bí thư Kiều không tốt, rất cẩn thận cười nói, "Bí thư Kiều, có gì phân phó?" Kiều Trấn Lương nói, "Chuyện cảng nước sâu Nam Tích cậu có biết không?" Diêm Quốc Đào gật gật đầu nói: "Biết một chút, gần đây phương diện tài chính của bọn họ gặp một số vấn đề, mấy cán bộ của thị lý thay nhau đến tỉnh Thỉnh cầu ủng hộ về phương diện tài chính." Nói tới đây gã nhớ tới chuyện Cung Kỳ Vĩ hôm nay tới gặp Kiều Trấn Lương, mỉm cười nói: "Có phải Cung Kỳ Vĩ lại tìm ngài xin tiền không?" Phản ứng đầu tiên của gã chính là lãnh đạo thành phố Nam Tích lại tới đây đòi tiền, điều này cũng khó trách, gần đây đám cán bộ Nam Tích liên tiếp tới tỉnh Lý Thỉnh cầu ủng hộ tài chính, Diêm Quốc Đào tiếp đãi cũng không ít. Kiều Trấn Lương nói, vấn đề của Nam Tích đúng là không ít. Diêm Quốc Đào trong lòng trầm xuống, có thể khiến Bí Thư Kiều nói ra những lời này, Nam Tích nhất định đã xảy ra chuyện không nhỏ, Diêm Quốc Đào rụt rè hỏi, vẫn là chuyện của cảng nước sâu à? Kiều Trấn Lương nói, Quốc Đào à, lúc trước tôi cho rằng Bắc có sân bay mới của Giang Thành, Nam có cảng nước sâu của Nam Tích. Trọng điểm tài chính trong tỉnh thì dành cho phương Bắc đang gặp tình trạng kinh tế kém hơn, lợi dụng hiệu ứng chính sách hấp dẫn tài chính từ ngoài vào Nam Thích, nhưng hiện tại xem ra, suy nghĩ của tôi lúc đó là có chút vấn đề. Diêm Quốc Đào nói, Bí Thư Kiều, chuyện này không thành vấn đề, nếu không phải ngài làm như vậy, hai công trình này không có khả năng kiêm cố. Kiều Trấn Lương nói, hôm nay những lời của cung kỳ vĩ đã khiến hiểu ra, từ trước tới giờ ánh mắt của chúng ta vẫn còn hạn hẹp lắm. Diêm Quốc Đào nghe mà như như lọt vào trong sương mù, không biết cung kỳ vĩ rốt cuộc đã nói gì với bí thư Kiều, khiến y lại cảm thán như vậy. Con người của Diêm Quốc Đào có một chỗ hay nhất đó chính là chuyện gã không nên hỏi gã tuyệt đối không hỏi, thấp giọng nói, không ai có thể làm tận thiện tận mỹ được. Kiều Trấn Lương đột nhiên hỏi, hạ bá đạt này là người như thế nào? Diêm Quốc Đào do dự một chút rồi nói, tôi cũng không biết nhiều lắm nên không có quyền lên tiếng. Ở trước mặt lãnh đạo bình luận về một cán bộ là không sáng suốt, nếu quan điểm giống với lãnh đạo còn đỡ nếu bất đồng sẽ có cái hiểm cố gây thị phi, sai lầm cấp thấp như vậy Diêm Quốc Đảo sẽ không phạm phải. Kiều Trấn Lương lại nói, Trương Dương sau khi tới Nam Tích, biểu hiện của hạ bá đạt thế nào? Audio điện tử võ tấn bền chương 558, đứng ra ba Không ai hiểu chuyện bên trong hơn Diêm Quốc Đào, Trương Dương tới Nam Tích đảm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao, người mang tới tác dụng trọng yếu là bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương, nếu không phải y bày mưu đặt ghế mình sẽ không lên tiếng vì trương dương diêm quốc đào đi theo kiều trấn lương nhiều năm đối với tính tình của kiều trấn lương đương nhiên nắm rõ khi y trưng cầu ý kiến của người khác thường thường trong lòng đã có phán đoán vào những lúc như thế này tốt nhất là bảo trì trầm mặc nếu không thì cố ý chuyển đề tài diêm quốc đào lựa chọn điều sau gã cười nói nói tới trương dương tôi lại nhớ tới một chuyện kiều trấn lương chừng mắt lườm diêm quốc đào một cái không ai hiểu diêm quốc đào hơn y kiều trấn lương tức giận nói hỏi ý kiến của anh cơ mà anh đừng có nói sang chuyện khác diêm quốc đào cười nói bí thư kiều ngày đây không phải là làm khó tôi sao tôi cũng không phải là bộ trưởng tổ chức lấy đây ra quyền bình phẩm về các cán bộ tôi hôm nay tới thật sự là có chuyện muốn nói với ngài kiều trấn lương gật gật đầu anh nói đi diêm quốc đào bí thư kiều biết chuyện rước đuốc lần này của tỉnh không lời này có chút biết rồi còn hỏi Lúc tức Kiều Trấn Lương đã nói với gã rằng mình đã đáp ứng với Trương Dương sẽ chạy rước đuốc đầu tiên của vận hội tỉnh Bình Hải, Kiều Trấn Lương gật gật đầu nói, "Không sai." Siêm Quốc Đào nói, "Tôi gần đây có nghe nói một việc, Trương Dương ở Nam Tích muốn đem quyền rước đuốc đi bán đấu giá, đã bán ra bó đuốc thứ hai của Nam Tích và bó đuốc thứ hai của Bình Hải rồi." Kiều Trấn Lương có chút kinh ngạc nói, "Gì cơ?" Siêm Quốc Đào nói, "Chỉ hai bó đuốc này thôi mà hắn đã bán được 530 vạn." bó đuốc thứ hai của Nam Tích là 30 vạn, bó đuốc thứ hai của Bình Hải được bán với cái giá trên trời 500 vạn. Kiều Trấn Lương nói, anh nói rõ xem nào, hắn mang tôi đi bán ư. Diêm Quốc Đào nghĩ thầm, chẳng phải là mang ông đi bán à, nếu như bó đuốc thứ nhất không phải là do ông chạy, ai chịu bỏ ra 500 vạn để mua bó thứ hai chứ, ảnh hưởng của chuyện này rất không tốt. Gần đây phía ủy ban kỷ luật cũng nhận được không ít tố cáo, ủy ban thể dục thể thao tỉnh, Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Đông Giang cũng đưa ra rất nhiều ý kiến. Trương Dương là chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Nam Tích, hắn bán đấu giá tư cách chạy bó đuốc thứ hai của Nam Tích thì không có gì. Nhưng bằng vào gì mà ngay cả chuyện của tỉnh Lý cũng quản. Càng kỳ quái hơn là, hắn đã bán bó đuốc thứ hai của Bình Hải cho quản đốc nhà máy thuốc lá Nam Tích Liêu Vĩ Trung, Bí Thư Kiều, ngài nếu như truyền đuốc cho Liêu Vĩ Trung, chẳng phải là châm thuốc cho hắn à. Kiều Trấn Lương nghe đến đây không nhịn được mà bật cười. Thằng ôn này cũng giỏi thật, bán đấu giá rước đuốc, thế mà hắn cũng nghĩ ra được. Xiêm Quốc Đào nói, bí thư Kiều, cá nhân tôi đối với Trương Dương thì không có ý kiến gì, việc này đều là người khác phản ánh lên, tôi chỉ báo cáo chi tiết thôi. Kiều Trấn Lương nói, hắn rất thiếu tiền à. Xiêm Quốc Đào nói, cái này thì không rõ, có điều tôi nghe nói từ Quang Nhiên đã trao quyền kinh doanh vận hội tỉnh cho Trương Dương, đối với hắn cũng rất sung túng. Tôi lo hắn cứ tiếp tục làm như vậy sẽ nảy sinh ảnh hưởng ác liệt trong tỉnh, dù sao vận hội tỉnh cũng được tất cả mọi người của Bình Hải chú ý, phương hướng chính trị là phải kiên trì. Kiều Trấn Lương nói, thằng ôn bố láo này, quả đúng là hỗn đản hết sức. Diêm Quốc Đào nhìn Kiều Trấn Lương, xem ra hành vi của Trương Dương đã chọc giận vị bí thư tỉnh ủy này rồi. Kiều Trấn Lương vỗ mạnh lên bàn, bó đuốc thứ hai của tôi bán 500 vạn, căn bản là không thể hiện được giá trị của tôi mà nếu sau này giá bán của bó đuốc thứ nhất cao hơn tôi, vậy bí thư tỉnh ủy tôi đây còn mặt mũi gì nữa? Xiêm quốc đào trợn mắt há hốc miệng, phản ứng Kiều Trấn Lương thật sự là nằm ngoài dự đoán của gã. Kiều Trấn Lương nói, quốc đào, Trung Quốc có câu, cùng tất biến, biến tất thông, Trương Dương có thể nghĩ ra chủ ý bán đấu giá rước đuốc, chứng tỏ hắn rất thiếu tiền, xem ra ngân sách của thành phố Nam thích cấp cho ngành thể thao không nhiều lắm. Diêm quốc đào từ những lời này của Kiều Trấn Lương nghe ra một số manh mối, Bí Thư Kiều đối với lãnh đạo hiện tại của Nam Thích Tựa Hồ rất bất mãn. Sau khi Cung Kỳ Vĩ rời khỏi tỉnh liền gọi điện thoại cho Trương Dương, Bí Thư Kiều ẩn tàng thật sự rất sâu. Hôm nay khi nói chuyện Bí Thư Kiều không biểu lộ quá nhiều cho Cung Kỳ Vĩ, Cung Kỳ Vĩ trong lòng không nắm chắc, y cần phải gặp mặt Trương Dương, mau chóng bổ sung cho nhau. Trương Dương sau khi nhận được điện thoại của Cung Kỳ Vĩ, trực tiếp tới nhà khách của chính phủ tỉnh mà Cung Kỳ Vĩ đang ở, Cung Kỳ Vĩ ở trong phòng xem tin tức, Thật ra tâm tình của y hiện tại đang rất loạn, trên tivi đang phát gì thì bản thân y căn bản không nhận ra. Có điều vẻ mặt của Cung Kỳ Vĩ rất bình tĩnh, nhìn thấy Trương Dương tiến vào, ánh mắt của y vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, "Ngồi đi." Trương Dương nói, "Thị trưởng Cung, bí thư Kiều nói thế nào?" Cung Kỳ Vĩ nói, "Không nói gì cả." Trương Dương ngạc nhiên nói, "Sao lại không nói gì? Anh không đem chuyện khu đất nói với ông ta ư?" Cung Kỳ Vĩ nói, "Tôi nói hết rồi." nhưng Bí Thư Kiều nói, chuyện của Nam Tích chúng ta thì phải dựa vào bản thân chúng ta mà giải quyết. Trương Dương trở nên trầm mặc, hắn đang suy ngẫm hàm nghĩa chân chính trong những lời này, Cung Kỳ Vĩ nói gì với Kiều Trấn Lương thì hắn không biết, nhưng Kiều Trấn Lương nói ra những lời này, phải chăng có nghĩa là đang ám chỉ gì đó. Sau khi Trương Dương từ miệng Đỗ Thiên Giã biết người điều mình tới Nam Tích đảm nhiệm chức chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao là Diêm Quốc Đào, hắn lập tức liền nghĩ tới Kiều Trấn Lương, nếu không nhận được sự đồng ý của bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương, Diêm Quốc Đào sẽ không làm như vậy, mục đích chân chính mà Kiều Trấn Lương đặt mình ở Nam Tích là gì? Với sự hiểu biết của Trương Dương đối với Kiều Trấn Lương, vị bí thư Kiều này là cao thủ giỏi về bố cục, ở trong chuyện cảng nước sâu của thành phố Nam Tích và sân bay mới của Giang Thành chơi trò Minh Tu Sạn Đạo đã chứng tỏ trí tuệ chính trị hơn người của Y. Kiều Trấn Lương đặt mình ở Nam Tích cũng không phải bởi vì tình cảm cá nhân, trên thực tế, kiều trấn lương trong công tác rất ít khi để nhân tố tình cảm cá nhân chen vào. Trương Dương ở Nam Tích làm ra nhiều chuyện như vậy, từ quang nhiên có thể vẫn bảo trì ẩn nhẫn, có lẽ chính là vì y thấy rõ người đứng sau Trương Dương là ai, rốt cuộc là ai làm chỗ dựa cho Trương Dương. Cung Kỳ Vĩ nói, "Bí thư Kiều nói gì với cậu?" Trương Dương nói, "Ông ấy cho rằng tôi vượt quyền." Cung Kỳ Vĩ cầm điều khiển tắt tivi đi, "Chuyện bí thư Kiều cần chú ý có nhiều lắm." Nam Tích chỉ là một bộ phận của Bình Hải." Trương Dương nói, có lẽ ông ta không tiện hỏi đến, có lẽ ông ta cho rằng chuyện này nên do chúng ta tự mình giải quyết. Cung Kỳ Vĩ trong lòng khẽ động, từ sau khi Kiều Trấn Lương nói xong câu đó, Cung Kỳ Vĩ một mực vẫn nghĩ, Kiều Trấn Lương phải chăng đang ám chỉ mình, phải thẳng lưng ưỡn ngực đối diện với chuyện này. Y tuy rằng nói rõ ràng, nhưng trong câu nói này của y rõ ràng lộ ra ý tứ này. Cung Kỳ Vĩ đối với vị bí thư tỉnh ủy này thì không hiểu lắm y không thể kết luận kiều trấn lương có phải là sẽ chống lưng cho mình hay không. Trương Dương thì lại hiểu rõ hơn nhiều, muốn giải quyết chuyện sân thể dục, nhất định phải phải làm lớn chuyện này lên, chỉ có tạo thành ảnh hưởng nhất định, tỉnh lý mới có thể hỏi đến. Cung Kỳ Vĩ thấp giọng nói, sau khi tôi về, lập tức đi tìm bí thư tử, tôi phải khuyên ông ta nghĩ lại chuyện này. Trương Dương lắc lắc đầu nói, tìm y cũng vô dụng, quyết án mà các thường ủy đều thông qua, anh cho rằng ông ta sẽ thay đổi ư? cung kỳ vĩ, phải có người đứng ra, phải có người bảo vệ lợi ích của Nam Tích, tôi sẽ cố gắng hết sức để thuyết phục ông ta. Trương Dương dành thời gian tới Ủy ban Thể dục Thể thao, công tác chủ bị của vận hội tỉnh đã bắt đầu toàn diện, trên trình tự phải báo cáo công tác với Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh. Trương Dương lần này đến Đông Giang chính là mang cờ hiệu báo cáo công tác với Ủy ban Thể dục Thể thao. Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh đương nhiệm là Cử Thánh Minh, vâng mệnh lúc nguy nan, tiền nhiệm của Y Huệ Kính Dân bởi vì sự kiện khán đài sân thể dục Đông Giang bị sập mà bị trách cứ, cử thánh minh xuất thân từ vận động viên võ thuật, khi còn trẻ tuổi từng hai lần đạt được danh hiệu quán quân toàn năng cá nhân cả nước. Sau khi xuất ngũ bước vào chính đồ, trước sau từng đảm nhiệm chức vụ thư ký trưởng nghiệp hội võ thuật, phó chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao Bình Hải, chủ nhiệm đương nhiệm ủy ban thể dục thể thao, là điển hình của vận động viên ưu tú trở thành quan viên. Cử Thánh Minh hiện tại 44 tuổi, trên cấp bậc này cũng tính là trẻ tuổi, y quanh năm tập võ không ngừng, thể chất vô cùng tốt, sắc mặt hồng hào, giọng nói vang vọng, tác phong cứng rắn. Sau khi sự kiện khán đài sân thể dục Đông Giang sụp đổ, y tiếp nhận chức chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh từ Huệ Kính Dân, đối với toàn bộ giới thể dục thể thao Bình Hải tiến hành cải cách triệt đề, trong thời gian ngắn đã dựng lên được uy tín khá vững. chương 559, Cao Thủ 1 Trương Dương từ lúc đảm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao thành phố Nam Tích tới nay vẫn là lần đầu tiên tới gặp vị lãnh đạo thượng cấp này. Diện tích của ủy ban thể dục thể thao tỉnh Bình Hải còn không lớn bằng ủy ban thể dục thể thao Nam Tích, chỉ có một tòa nhà 5 tầng, Trương Dương tới văn phòng của Cử Thánh Minh, cửa phòng mở toang, Cử Thánh Minh đang quay người về phía cửa sổ tưới hoa, công tác của ủy ban thể dục thể thao rất nhàn rỗi, có rất nhiều thời gian rảnh để chăm sóc cây cảnh. Trương Dương gõ gõ cửa, cử thánh minh đặt thùng tưới hoa xuống, xoay người lại, y cũng chưa từng gặp Trương Dương, có điều lúc trước đã từng xem ảnh của Trương Dương, bởi vì trước chuyện đã nói Trương Dương tới báo cáo, cho nên y rất dễ dàng nhận ra Trương Dương. Trương Dương lộ ra nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời, nói chủ nhiệm cư, chào ngài, tôi là chủ nhiệm Trương Dương của Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Nam Tích. Cử Thánh Minh sắc mặt lãnh đạm ừ một tiếng, quay trở lại ngồi xuống trước bàn làm việc, cậu chính là Trương Dương à? Trương đại quan nhân từ trên phản ứng của cử thánh minh đã cảm thấy được hôm nay mình tới không đúng lúc, cử thánh minh đối với hắn không khách khí tí nào. Trương đại quan nhân lịch lãm đã lâu trên quan trường, đã gặp các loại người muôn hình muôn vẻ, hiện tại tính tình so với trước kia đã tốt hơn nhiều, nhưng tốt hơn nhiều cũng không có nghĩa là hắn đã học được chữ nhẫn, mà là bởi vì hắn bắt đầu nắm bắt được tinh túy khi nào nên phát hỏa, khi nào thì nên bảo trì trầm mặc. Ở dưới hiên nhà người ta không thể không cúi đầu, Cử Thánh Minh là hắn lãnh đạo trực tiếp của hắn, biểu hiện ra vẻ nhún nhường là nên làm. Trương Đại Quan nhân mặt vẫn tươi cười, chủ nhiệm cử tôi hôm nay tới là để báo cáo công tác với ngài. Cử Thánh Minh ừ một tiếng, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ, y thậm chí còn không Trương Dương ngồi, nói đi. Trương Dương thầm mắng trong lòng, cho dù là đến văn phòng với bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương, người ta cũng phải để mình ngồi xuống. Cử Thánh Minh bày ra tác phong thối hoác này với mình, tôi đắc tội với ông lúc nào chứ? Trương Dương mỉm cười nói, chủ nhiệm cư, tôi từ Nam Tích xa xôi tới nên hơi mệt, tôi có thể ngồi xuống không? Cử Thánh Minh không khỏi ngẩng đầu lên nhìn nhìn thằng ôn này, nghĩ thầm ra mặt cũng đủ dày đấy, tôi không cho cậu ngồi, tự cậu lại đề xuất, nhưng người ta đã đề xuất, Cư Thánh Minh nếu còn không cho còn hắn ngồi thì có vẻ hơi quá đáng, Cử Thánh Minh gật gật đầu nói, ngồi đi. Ý định ban đầu của y là bảo Trương Dương ngồi xuống salon, nhưng Trương Dương lại kéo ghế ngồi xuống đối diện với y, Cười cười nói, "Chủ nhiệm Cừ, tôi đã sớm muốn đến bái phỏng ngài, đáng tiếc sau khi đến Nam Tích công tác luôn bận rộn, thật sự là không kiếm đâu ra được thời gian, cho tới bây giờ mới rảnh để tới đây, ngài chắc sẽ không trách tôi không lễ phép chứ?" Cừ Thánh Minh nói, "Những hình thức này cũng không quan trọng, quan trọng là cậu có thể làm tốt công tác của mình, làm tốt công tác chính là sự ủng hộ lớn nhất đối với tôi." Trương Dương liên tục gật đầu nói, "Vâng, vâng, tôi cũng nghĩ vậy." Cử Thánh Minh nói, cậu cũng nghĩ như vậy ư, nói như vậy công tác của cậu ở Nam Tích làm rất khá hả. Trương Dương cười nói, vừa mới bắt đầu, bách phế đãi hưng, chỉ có thể nói là tạm tạm thôi. Hai hàng lông mày rậm của Cử Thánh Minh nhíu lại, bách phế đãi hưng, thằng ôn này có ý tứ gì? Một câu thôi đã phủ định tất cả thành tích lúc trước của Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Nam Tích, thằng ôn này cũng khá là ngông đấy. Cử Thánh Minh nói, công tác chuẩn bị vận hội tỉnh tiến hành đến đâu rồi? Trương Dương nói, tôi hôm nay đến chính là để báo cáo chuyện này với chủ nhiệm cư, hiện tại trung tâm thể dục mới của thành phố Nam Tích đã bắt đầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng, dự tính sân thể dục của chúng tôi và cơ sở đồng bộ có thể toàn bộ hoàn công vào trước tháng 8 sang năm và có thể đi vào sử dụng. Cử Thánh Minh nói, lúc trước các cậu hứa hẹn là cuối tháng 6, sao lại biến thành cuối tháng 8? Kéo dài tới tận 2 tháng, làm công tác sao có thể như vậy, thế không phải là lật lỏng sao? Y khá khó chịu đối với Trương Dương, bắt được cơ hội là lên tiếng mắng mỏ hắn. Trương Dương nói, lúc trước người hứa cuối tháng 6 hoàn công là tiền nhiệm của tôi, tôi không có khả năng chịu trách nhiệm cho người tiền nhiệm. Chủ nhiệm cư, ngài chắc rõ hơn tôi, khi sân thể dục đông Giang sụp đổ, tôi cũng có mặt ở đó, trách nhiệm của sự kiện cũng không thể tính lên người ông được phải không? Cư Thánh Minh nói, tính chất của hai chuyện này khác nhau, lúc trước các anh khi cạnh tranh quyền chủ sự đã hứa hẹn thế nào, nhưng sau khi quyền chủ sự tới tay lại làm như thế nào? tôi cho tới bây giờ đều là đối sự không đối nhân, công trình cuối tháng 8 mới có thể hoàn công, tháng 10 vận hội tỉnh sẽ khai mạc, cậu có thấy chuyện quá gấp rút không? Thời gian chuẩn bị của các cậu có đủ hay không? Trương Dương nói, chúng ta là làm vận hội tỉnh chứ không phải là thế vận hội Olympic, chuẩn bị hơn một tháng là đủ. Cử Thánh Minh nói, Tiểu Trương, cậu thế là không đúng rồi, thái độ công tác rõ ràng không đoan chính. Trương Dương nói, tôi không thấy thái độ công tác của mình không đoan chính gì cả, ngược lại tôi còn thấy mình trên cương vị này làm rất tốt Cư thánh minh nói cậu cũng khá là tự tin đấy tôi hỏi cậu chuyện rước đuốc rốt cuộc là thế nào trương dương nói về chuyện rước đuốc thư mời tôi đã sai người đưa tới ủy ban thể dục thể thao rồi bên trên có chữ ký của chính ngài đã được thông qua rồi Cư thánh minh tức giận nói cậu đừng có giả bộ hồ đồ với tôi tôi hỏi cậu chuyện cậu nam tích bán đấu giá quyền rước đuốc có thương lượng với chúng tôi không Cậu có quyền quyết định bán đấu giá rước đuốc ư? Ừ. Trương Dương hiện tại đã hiểu rõ rồi, chẳng trách mình vừa tới mà Cử Thánh Minh đã không nể mặt rồi, thì ra là bởi vì chuyện bán đấu giá rước đuốc. Lửa giận đè nén ở trong lòng Cử Thánh Minh đã lâu một khi phát tiết ra liền có chút không khống chế được, cậu cho tôi một lời giải thích. Trương Dương nói, tôi thân là chủ nhiệm của Ủy ban thể dục thể thao Nam Tích, đồng thời cũng là người tổ chức vận hội tỉnh, tôi nghĩ tôi có quyền bán đấu giá rước đuốc, điểm này không cần bất cứ ai phê chuẩn cả cũng không cần thương lượng với bất kỳ ai. Cử Thánh Minh tức giận nói tức giận nói, cậu còn biết mình là chủ nhiệm của Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Nam Tích Hư, cậu là chủ nhiệm của Ủy ban Thể dục Thể thao Nam Tích chứ không phải là Bình Hải, là ai cho cậu quyền bán đấu giá ngọn đuốc thứ hai của Bình Hải? Cậu có lý do để làm vậy ư? Trương đại quan nhân trước giờ là nhân vật không sợ chuyện, người khác nếu khách khí với hắn, hắn cũng sẽ tâm bình khí hòa, nhưng Cử Thánh Minh hiện tại hầm hầm hừ hừ với hắn, trương đại quan nhân tất nhiên cũng sẽ không có gì hòa nhã cho nổi hắn cười lạnh nói nam tích là chủ nhà của vận hội tỉnh thị lý giao quyền kinh doanh vận hội tỉnh cho tôi lý do này đã đủ hay chưa cử thánh minh nói cậu phải làm rõ phạm vi chức quyền của mình trừ nam tích ra thì cậu không quản được chỗ nào khác trương dương cũng nổi nóng rước đuốc là do tôi nghĩ ra là một bộ phận của vận hội tỉnh tôi sao không quản được cử thánh minh thấy hắn không ngờ lại dám chống đối với mình tức giận đến nỗi vỗ bàn, chỉ vào mũi Trương Dương giận dữ hết, tôi nói cậu không quản được tức là cậu không quản được, cậu đang làm tổn hại tới lợi ích của các thành thị khác, hành vi như vậy của cậu không đáng để đề sướng. Trương Dương nói, tôi làm tổn hại lợi ích của ai? Bán đấu giá rước đuốc, tiền kiếm được tôi không bỏ vào túi mình một xu, tất cả đều sẽ dùng để tổ chức vận hội tỉnh, nếu tôi không làm chuyện rước đuốc, không làm bán đấu giá, có phải là các người sẽ không nói ra nói vào không? Hiện tại thấy tôi có tiền rồi, có lợi ích rồi, lại nhảy ra nói tôi làm tổn hại lợi ích của các thành thị khác. Tôi làm vậy rồi đấy, tất cả quyền kinh doanh xung quanh của vận hội tỉnh tôi không buông cái nào cả, toàn bộ đều thuộc Ủy ban Thể dục Thể thao của thành phố Nam Tích chúng tôi. Ai muốn xin một chén canh à, nằm mơ đi. Cử Thánh Minh tức giận nói, thái độ gì vậy, có tin tôi cách trước cậu không? Tính tình của y cũng nóng nảy, bị Trương Dương hoàn toàn chọc giận rồi. Trương Dương nhếch môi cười nói, tôi chả tin đâu, Trước chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao này của tôi chẳng có liên quan gì tới ông cả, là bộ tổ chức bổ nhiệm, ông là thượng cấp của tôi không sai, nhưng ông không thể không phân rõ phải trái được. Tôi tâm bình khí hòa nói chuyện với ông, nhưng ông lại cứ dùng giọng quan hống hách nạt nộ tôi, đây là bàn công tác sao? Ông căn bản là ỷ thế hiếp người." Cử Thánh Minh tức giận nói, "Ỷ thế hiếp người thì sao? Tôi còn đánh cậu nữa đấy." Trương Đại quan nhân vừa nghe thấy vậy liền bật cười, "Đánh tôi?" đây là phương thức lãnh đạo của ông à. Cử Thánh Minh nói, thằng ôn cậu đáng đánh. Hai người đấu khẩu đã hấp dẫn không ít nhân viên công tác của Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh vây xem, tính tình nóng nảy của Cử Thánh Minh ở Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh đã rất nổi tiếng, khi còn trẻ y không ít lần đánh nhau với người ta, cho dù là sau khi lên làm chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh, y vẫn từng ra tay giáo huấn những người trẻ tuổi không nghe lời. Trường 559, Cao Thủ 2 Cuối năm ngoái, Cử Thánh Minh ở trên đường cái nhìn thấy bốn gã vô lại trêu chọc phụ nữ, chủ nhiệm cư tức giận, vừa ra tay đã đánh ngã toàn bộ bốn tên vô lại, hai người trong đó còn bởi vậy mà phải vào bệnh viện, hiện tại Cử Thánh Minh bị Trương Dương chọc giận, y muốn ra tay giáo huấn Trương Dương. Từ một góc độ nào đó mà nói, phương thức công tác của Trương Dương và Cử Thánh Minh có chút tương tự, đều là tôn sùng quyền đầu mới là đạo lý cứng rắn. Trương Đại Quan Nhân trong lòng hiểu rất rõ, người ta là chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao tỉnh, mình chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao thành phố Nam Thích, cấp bậc kém hơn nhiều. Nếu đổi lại là người khác, hắn đã sớm cho ăn đòn rồi. Nhưng hắn rất không vui. Cử Thánh Minh ông có gì lợi hại chứ? Muốn đánh tôi ư? Ông có bản sự đó không? Nhân viên công tác của ủy ban thể dục thể thao tỉnh đương nhiên đều đứng ở phía Cử Thánh Minh. Có không ít người biết Trương Dương cũng đánh giỏi, nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều biết Cử Thánh Minh đánh nhau giỏi. Người ta xuất thân là vận động viên võ thuật, quán quân toàn năng hai lần đó là hàng thật giá thật. Sân tâm hướng bối, tất cả nhân viên công tác của Ủy ban Thể dục Thể thao đương nhiên ủng hộ chủ nhiệm của bọn họ, nhất là biết cậu thanh niên này chính là chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Nam Tích, cả gan làm loạn bán đấu giá quyền rước đuốc, thằng ôn này không ngờ còn tới cửa chọc giận cử thánh minh, thế không phải là tự muốn ăn đòn ư. Cử thánh minh đứng dậy, giống như tháp sắt đứng sừng sướng ở đó, uy phong lẫm lẫm hậm hực nhìn Trương Dương. Trương Dương thấy cũng rất thú vị, lão già này là chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao tỉnh nhưng một lời không hợp đã muốn ra tay với mình xem ra tố dưỡng chính trị của cử thánh minh so với mình cũng không cao hơn bao nhiêu trương dương cười nói chủ nhiệm cử quân tử động khẩu không động thủ cấp bậc của ông cao hơn tôi tôi không chấp nhận với ông cử thánh minh nổi giận nói hôm nay tôi kiểu gì cũng phải đánh cậu bay ra khỏi đây y lao lên muốn túm cổ trương dương cử thánh minh rất tức giận có điều y cũng không phải muốn đánh cho trương dương một trận chỉ muốn túm cổ trương dương ném ra khỏi văn phòng mà thôi trương dương thân thủ thế nào chứ há có thể để y dễ dàng tóm được mình hắn lui ra sau một bước cử thánh minh tóm hụt tức giận nói cậu không ngờ dám đánh trả ư trương dương trong lòng thấy buồn cười tôi đã động thủ với ông đâu nếu động thủ thì ông đã sớm đo ván rồi hắn cố ý thở dài nói không cần ông phải ném tôi tự đi không ngờ tác phong làm lãnh đạo của ông lại dã man như vậy Cử Thánh Minh lại tiến lên trước muốn bắt lấy hắn, Trương Dương sớm đã có chuẩn bị, lại tiếp tục lui về phía sau. Nơi này dù sao cũng là Ủy ban Thể dục Thể thao, trong nhiều nhân viên công tác của Ủy ban Thể dục Thể thao như vậy cũng không thiếu người hiếu sự. Có hai thằng ôn nhìn thấy chủ nhiệm cứ muốn động thủ với Trương Dương, đây chính là cơ hội tốt để nịnh bợ lãnh đạo. Bọn họ từ phía sau sông lên một trái một phải muộn kẹp lấy Trương Dương, khiến hắn không có đường thối lui. Trương đại quan nhân đã sớm cảm thấy được động tĩnh ở phía sau, hai tay giật một cái, khuỷu tay cứng như sắt thép hung hăng đánh lên ngực hai tên muốn đánh lén, hai tên đánh lén rên lên một tiếng, ôm ngực đau đến nỗi cúi người xuống, Trương Dương rất căm tức hành vi đánh lén của hai người này, lần này xuống tay hơi nặng, cũng đủ khiến hai người đau đớn nửa tháng. Đám nhân viên công tác của Ủy ban thể dục thể thao nhìn thấy đồng sự bị đánh, một đám đều nổi giận, quá đáng quá, không ngờ lại chạy đến Ủy ban thể dục thể thao để đánh người. Trương Dương nói, đừng có gán tội cho người khác, là bọn họ muốn đánh lén tôi, lãnh đạo thì tôi không dám đánh, nhưng cái đám tiểu lâu la một lòng muốn vỗ mông ngựa này tưởng tôi không dám đánh ư? Ai còn nói nữa thì tôi đánh luôn người đó." Cử Thánh Minh nói, thằng nhóc, cậu cũng có gan đó, đi, chúng ta xuống lầu làm vài chiêu." Y cũng đã nhìn ra, Trương Dương là người luyện võ, đối phó với người võ Lâm đương nhiên phải muốn dùng quy củ trong trốn võ Lâm cử thánh minh tuy rằng là chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao có điều khí giang hồ trên người vẫn rất nặng trương dương nói ở trên địa bàn của ông tất cả đều là người của ông tôi không động thủ đâu toàn là đổ oan cho tôi cả tôi nếu không cẩn thận đánh ông bị thương bọn họ kiểu gì cũng nói tôi thiện dùng võ lực với lãnh đạo tôi không chơi đâu ông muốn gài bẫy cho tôi chui vào à cử thánh minh nói nhát gan trương dương nói không phải nhát gan thật sự là sợ làm bị thương ông ông già cả rồi không chịu được giày vò đâu cử thánh minh biết rõ trương dương đang dùng phép khích tướng nhưng trong lòng vẫn không khỏi tức giận lớn tiếng nói đi đi ra ngoài làm vài chiêu bị thương tôi cũng không cũng không cậu trương đại quan nhân chính là chờ câu này của y gật gật đầu nói là ông bước tôi đấy nhé hắn quay người rời khỏi văn phòng cử thánh minh đi theo đám nhân viên công tác của ủy ban thể dục thể thao đều đi theo có náo nhiệt để xem ai còn nguyện ý làm việc nữa Trương Dương không đi xuống dưới mà là dọc theo cầu thang đi lên trên, đi thẳng tới sân thượng. Cử Thánh Minh nói: đi đâu vậy? Y tưởng Trương Dương sợ, nhưng rất nhanh liền phát hiện Trương Dương không phải sợ mà là đi tìm địa điểm thích hợp để giao thủ. Mục đích Trương Dương lựa chọn sân thượng là sợ người khác nhìn thấy. Cử Thánh Minh dù sao cũng là chủ nhiệm của ủy ban thể dục thể thao, nếu mình ở trước mặt mọi người đánh bại Y, Y khẳng định sẽ mất mặt. Giữa hai người trong lúc đó sẽ kết mối thù truyền kiếp. Trương Dương muốn giáo huấn y một chút, nhưng lại vừa không muốn khiến y mất mặt, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có sân thượng là thích hợp nhất. Cử Thánh Minh nhìn thấy Trương Dương đi lên sân thượng, liền hiểu ra tất cả, y xoay người lại quát đám nhân viên công tác của ủy ban thể dục thể thao, tất cả đều quay về là việc cho tôi, ai đi theo tôi sẽ xử lý người đó. Những lời này vừa được nói ra, đám nhân viên công tác này quả nhiên không dám tiếp tục đi theo nữa, Cử Thánh Minh rất có uy tín. Cử Thánh Minh đi lên sân thượng, Lật tay đóng cửa lại, ở đây trừ y và Trương Dương ra, không có người nào khác có thể lên đây nữa. Trương Dương chắp tay sau lưng đứng ở chính giữa sân thượng, mỉm cười nhìn Cử Cư Thánh Minh nói, "Chủ nhiệm Cử, có chuyện gì mà không thể tâm bình khí hòa ngồi xuống nói chuyện chứ? Sao cứ muốn động thủ, tôi nếu làm ông bị thương, chẳng phải là cũng bị người khác chê cười ư?" Cử Cư Thánh Minh nói, "Thằng nhóc cậu bớt khích tướng tôi đi, tôi người nào mà chưa từng gặp chứ?" Với chút thủ đoạn của cậu, muốn chọc tôi tức giận thì còn quá non nớt trương dương nói không muốn động thủ không được ư cử thánh minh nói không động thủ không được trương dương nói động thủ thì tôi không sợ nhưng có một điều kiện cử thánh minh vừa chậm rãi bước về phía hắn vừa gật gật đầu nói cậu nói đi ông nếu thua tôi ông sau này sẽ không can thiệp vào chuyện của ủy ban thể dục thể thao thành phố nam tích chúng tôi nữa cử thánh minh không tin mình có thể thua hắn y cười lạnh nói cuồng vọng có tin tôi đánh cho cậu răng rơi đầy đất không? Trương Dương thấy phong cách làm việc của Cử Thánh Minh cũng nóng tính như mình, hắn cười ha ha nói tin, ông trong mơ đúng là có bản sự này. Cử Thánh Minh tiến lên trước, khi chỉ còn cách Trương Dương không đến một thước liền ôm quyền nói, "Mời." Trương Đại Quan Nhân thật sự không ngờ vị chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao này trên người lại có khí vị đạo giang hồ nặng như vậy, cũng ôm quyền đáp lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cử Thánh Minh đã ra tay rồi đột nhiên hóa trưởng thành trảo, tóm về phía cổ họng của Trương Dương, đồng thời chân phải dướn lên, tấn công hạ bàn của Trương Dương. Trương Dương thầm khen một tiếng hay, nhanh như tia chấp lui ra sau tránh một kích đột nhiên của cử thánh minh. Cử thánh minh nhìn thấy cú đánh bất ngờ của mình bị hắn né được, không khỏi thầm khen ngợi. Không ngờ Trương Dương còn trẻ tuổi như vậy mà lại có thân thủ hay như thế, miệng thì nói cậu sao lại lui. Trương Dương nói, ông là lãnh đạo của tôi, tuổi lại lớn hơn tôi nhiều, Tôi phải nhường ông chứ." Cử Thánh Minh hừ lạnh một tiếng, chân trái trượt sang bên, làm ra tư thế đại bàng tung cánh, hữu trưởng nương theo sự xoay tròn của thân thể cấp tốc đánh vào ngực Trương Dương. Trương Dương tựa hồ đoán chuẩn y sẽ ra tay như thế nào, thân thể trước khi Cử Thánh Minh ra chiêu đã lui về phía sau, một chiêu này của Cử Thánh Minh lại một lần nữa thất bại. Cử Thánh Minh trong lòng càng ngạc nhiên hơn, y luôn luôn cho rằng mình ở bình hải được coi là cao thủ võ lâm nhưng hôm nay ở trước mặt trương dương mấy lần ra tay vẫn không chiếm được tiện nghi nói trắng ra là một chéo áo cũng không chạm vào được đây còn là dưới tiền đề người ta còn chưa ra tay cư thánh minh không khỏi trở nên nôn nóng may mà là ở trên sân thượng nếu có người vây xem nhìn thấy tình trước mắt không biết sẽ còn nói ra những lời như thế nào khi bắt đầu y còn có lòng muốn nương tay nghĩ rằng chỉ cần dạy bảo trương dương một trận cho hắn biết lợi hại là được rồi nhưng hiện tại nếu không toàn lực ứng phó chỉ sợ phải thua ở trong tay thằng ôn này, vì thế cử thánh minh không còn suy nghĩ bảo lưu thực lực nữa, quyền cước giống như bão tố đánh về phía Trương Dương. chương 559, Cao Thủ 3 Trương Dương Thủy Trung không ra tay, chỉ dựa vào bộ pháp linh hoạt né tránh qua lại, bất kể cử thánh minh ra tay như thế nào, hắn luôn có thể dễ dàng tránh thoát được, cử thánh minh càng lúc càng kinh hãi, y tập võ nhiều năm như vậy, gặp không ít cao thủ, nhưng chưa từng gặp ai lợi hại như vậy như Trương Dương đối diện với sự công kích của y, người ta ngay và tay cũng không thèm dùng, từ lúc ban đầu cho đến hiện tại Thủy Trung vẫn chắp tay sau lưng, để mặc cho y tấn công, còn Trương Dương mặt mày tươi cười nhàn nhã như đi bộ trong sân vắng. Cử Thánh Minh càng đánh càng cảm thấy không nắm chắc, càng đánh càng nóng lòng, y dồn Trương Dương vào một góc của sân thượng, muốn bức hắn phải ra tay, Trương Dương nhìn thấu tâm ý của Cử Thánh Minh, khóe môi mỉm cười, đột nhiên thò tay ra, từ bên trong trường ảnh đầy trời chuẩn xác không lầm bắt đúng tay phải của y, tóm lấy mạch của y hơi dùng lực một chút, cử thánh minh chỉ cảm thấy nửa người tê cứng, thân thể bùn rùn vô lực, bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác hoàn toàn bị Trương Dương nắm giữ. Trương Dương gầm nhẹ một tiếng, không ngờ nhấc bổng thân hình khôi ngô của cử thánh minh lên, ở giữa không chung quay một vòng tròn, cử thánh minh cảm thấy mình đã bay ra ngoài, hơn phân nửa người đều đã bay ra ngoài tòa nhà, trong đầu ong một tiếng, nghĩ thầm xong rồi, thằng ôn này thật sự muốn ném mình từ tầng năm xuống, tiêu đời rồi trương dương đã quang y một vòng sau đó một lần nữa đặt xuống trên sân thượng thả tay cử thánh minh ra mỉm cười nhìn y hai tay vẫn chắp sau lưng giống như tất cả chưa hề phát sinh trên lưng cử thánh minh đã đầy mồ hôi lạnh y kinh hồn chưa định nhìn trương dương ngực không ngừng phập phồng rõ ràng chưa từ trong kinh hãi vừa rồi khôi phục lại trương dương mỉm cười nói chủ nhiệm cử chúng ta không cần phải đánh nữa phải không cử thánh minh sắc mặt rất khó coi y luôn mồm đòi dạy dỗ trương dương kết quả lai like là bị thằng ôn này giáo huấn lại, y luyện võ công cả đời, nhưng ở trước mặt Trương Dương ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có, thật vất vả lắm mới điều chỉnh lại được cảm xúc trong lòng, cử thánh minh thấp giọng nói một câu, cao thủ. Trương Dương đang định lên tiếng thì bỗng nhiên nghe thấy phía dưới vang lên hắn còi cảnh sát, hắn có chút khó hiểu nhìn nhìn cử thánh minh. Cũng sừng sốt, y không báo cảnh sát mà, không nhịn được liền mắng, tên hỗn đản nào nhiều chuyện như vậy người tới là cục trưởng phân cục công an khu bạch sa loan thắng văn kể ra cũng rất khéo cũng không phải là người báo nguy mà là y tới đây tìm cử thánh minh có việc muốn nhờ y và cử thánh minh là lão bằng hữu nhiều năm vừa tới ủy ban thể dục thể thao thì nghe nói cử thánh minh cùng người ta lên sân thượng luận võ loan thắng văn vừa tức giận lại vừa buồn cười nghĩ thầm cử thánh minh này là cấp bậc gì rồi còn làm ra chuyện loại này không biết ai xui xẻo lại bị y giáo huấn cho một trận đây nhưng sau khi nghe ngóng nghe được là trương dương Loan Thắng Văn lập tức ý thức được, lần này Cử Thánh Minh xem như gặp đối thủ rồi, với thân thủ của Cử Thánh Minh không nhất định là đối thủ của Trương Dương, cho nên Loan Thắng Văn kéo vang còi cảnh sát. Trương Dương và Cử Thánh Minh đều nhìn xuống phía dưới, Loan Thắng Văn cầm loa nói vọng lên trên lầu, xuống dưới hết đi, nơi này là cơ quan nhà nước, có vấn đề gì giao cho cảnh sát chúng tôi giải quyết. Cử Thánh Minh cười cười lắc lắc đầu, nhớ tới cảnh vừa rồi thiếu chút nữa bị Trương Dương từ trên tầng 5 ném xuống, trong lòng vẫn thấy toát mồ hôi lạnh. Hai người rời khỏi sân thượng, cử thánh minh thấp giọng nói chuyện vừa rồi. Trương Dương ngầm hiểu nói, ông yên tâm, tôi sẽ không nói ra đâu, tôi tốt xấu cũng là đảng viên cộng sản, đánh chết tôi cũng không nói. Cử thánh minh thầm thở vào nhẹ nhõm, y cũng là người ưa sĩ diện, vừa rồi tỉ thí trừ y và Trương Dương ra, không có người thứ ba nhìn thấy, chỉ cần Trương Dương không nói không nói người khác tất nhiên sẽ không biết hiện tại ngẫm lại trương dương lựa chọn sân thượng để luận võ là vì nghĩ tới mặt mũi của y hiểu được nỗi khổ tâm của trương dương cử thánh minh đối với trương dương không ngờ lại nảy sinh một tia hào cảm xem ra cậu thanh niên này cũng không phải là tệ lắm trương dương nói chuyện rước đuốc ngài sẽ không hỏi nữa chứ cử thánh minh nói công tác là công tác y cũng rất kiên trì trương dương nói ủy ban thể dục thể thao thành phố nam tích chúng tôi chỉ trông cậy vào việc bán đấu giá rước đuốc để kiếm chút tiền khởi động vận hội tỉnh chủ ý là chúng tôi nghĩ ra cũng là vì vận hội tình ngài không thể đuổi tận giết việt được cử thánh minh không nói gì loan thắng văn đã đi lên cầu thang trương dương không nói nữa cười bảo loan cục ngài sao lại tới đây loan thắng văn nói nghe nói có người to gan lớn mật ở ủy ban thể dục thể thao làm nhiễu loạn trật tự công tác cho nên tôi tới đây bắt người cử thánh minh thì nhìn ra loan thắng văn là tới tìm mình chứ không phải là làm nhiệm vụ y cười nói tìm tôi có việc gì à loan thắng văn gật gật đầu nhìn thấy cử thánh minh đầu đầy mồ hôi đã đoán ra được đại khái giữa hai người đã xảy ra chuyện gì chắc là cử thánh minh không chiếm được tiện nghi gì loan thắng văn nói hai người các anh chạy lên sân thượng giao lưu kinh nghiệm công tác à kết quả thế nào cử thánh minh mặt nóng bừng lên trương dương giành nói gừng càng già càng cay bội phục những lời này chẳng khác nào giúp cử thánh minh cử thánh minh trong lòng không khỏi có chút cảm kích Lúc này y cảm thấy mình hôm nay đã quá đáng rồi, Cử Thánh Minh nói, "Hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy." Loan Thắng Văn nhìn thấy hai người không trở mặt, kết quả này khiến y rất vui mừng, y nói với Trương Dương, "Gan của cậu không nhỏ đâu, có biết chủ nhiệm cử trước dây là quán quân võ thuật toàn năng cả nước hai lần không hả?" Trương Dương nói, "Hiện tại đã biết rồi." Cử Thánh Minh không muốn dây dưa trong chuyện này nữa, nói với Loan Thắng Văn, "Lão Loan, anh tìm tôi có chuyện gì?" loan thắng văn nói chuyện công tác của cháu tôi bởi vì trương dương cũng không phải là người ngoài cho nên y cũng không có gì cố kỵ cử thánh minh nhìn đồng hồ đã đến giờ ăn cơm trưa rồi y cười nói như vậy đi chúng ta đi ăn cơm vừa ăn vừa nói chuyện loan thắng văn lắc lắc đầu nói thức ăn ở căn tin các anh như thức ăn cho lợn ý tôi không đi đâu cử thánh minh nói vậy đến ngô việt ở đối diện đi hai người đi trước tôi thay quần áo xong sẽ tới quần áo trên người y đã ướt đẫm mồ hôi, không thể không không thay được. Hai người Trương Dương và Loan Thắng Văn Di tới Ngô Việt Nhân Gia ở đối diện trước, Ngô Việt Nhân Gia là viên ba mở, Trương Dương và viên ba là lão bằng hiếu, hắn gọi điện thoại cho viên ba, viên ba lập tức gọi điện thoại cho Ngô Việt, bảo quản lý bên đó an bài, lại oán thán Trương Dương một hồi rằng đến Đông Giang không ngờ lại không báo cho gã, hẹn buổi tối tới vọng Giang Lâu ăn cơm, bảo Trương Dương nhất định phải đến. Trương Dương gác điện thoại, không khỏi cười khổ nói cười khổ nói, tôi làm VCG thừa thái rồi, viên ba bảo kiểu gì buổi tối cũng phải mở tiệc đón gió tẩy trần cho tôi, loan cục, gã bảo tôi nhắn ông rằng ông nhất định phải đến. Loan thắng văn cười nói, tôi không đi được, tối nay đáp ứng cùng mẹ tôi chơi mạt trượt rồi, hiếu sự phải làm trước, không gì quan trọng bằng ở cùng mẹ, cậu giúp tôi nói với viên ba một tiếng nhé. Trương Dương nghe thấy người ta phải tận tâm, cũng không tiếp tục miến cưỡng, gật gật đầu, hai người vào phòng ngồi, Loan Thắng Văn tùy tiện gọi vài món thức ăn, trong lúc chờ cử thánh minh, Loan Thắng Văn không khỏi hiếu kỳ nói, thằng ôn cậu sao lại dám đánh nhau với lãnh đạo trực tiếp thế. Trương Dương thở dài nói, hôm nay là tới báo cáo công tác với chủ nhiệm cử, thuận tiện muốn mời ông ta tới Nam Thích tham gia trận bóng đá ngôi sao, nhưng ông ta vừa thấy mặt liền bắt bẻ tôi, cãi nhau cả nửa ngày, là có ý kiến đối với việc tôi bán đấu giá rước đuốc, ông và ông ta có quan hệ tốt như vậy. Nói giúp mấy câu đi, Ủy ban thể dục thể thao nam tích chúng tôi hiện tại là lúc thiếu tiền nhất, bảo lão nhân ra ông ta dơ cao đánh khẽ đi. Đang nói chuyện thì cử thánh minh bước vào, y đổi sang quần áo thể thao, lúc này vẻ mặt tự nhiên hơn nhiều, đi tới giữa Loan Thắng Văn và Trương Dương rồi ngồi xuống. Loan Thắng Văn đưa cho hắn y một điếu thuốc lá, cử thánh minh châm thuốc, nói, gọi món ăn chưa? Loan Thắng Văn gật gật đầu nói, an bài rồi, bữa trưa hôm nay do tiểu trương mời khách cử thánh minh nhìn trương dương một cái trong ánh mắt đã không còn vẻ địch ý và phản cảm vừa rồi đến chỗ tôi đương nhiên phải do tôi mời khách sao có thể để tiểu trương chi được trương dương cười nói luận cấp bậc tôi là cấp dưới luận tuổi tác tôi là vãn bối hơn nữa ông chủ ở đây là bạn của tôi tôi ăn cơm cũng không tốn tiền cử thánh minh nghe thấy vậy trong lòng vô cùng thoải mái nghĩ thầm thằng nhóc trương dương cũng biết ăn nói nhưng sao vừa rồi ở trong văn phòng lại bố láo như vậy Người gặp luôn thích suy nghĩ nguyên nhân của người khác, y cũng không chịu nghĩ tới bản thân, nếu không phải y đối với Trương Dương có thái độ ác liệt như vậy, mâu thuẫn vừa rồi cũng sẽ không phát sinh." Cử Thánh Minh cười nói, "Cậu mời tôi ăn cơm, chắc không phải là muốn tôi ăn bám cậu chứ?" Trương Dương nói, "Tôi đâu dám nghĩ như vậy." Cử Thánh Minh nói, "Cậu đừng quên, người Đảng Cộng sản chúng ta đều là giỏi về bóc đường ra còn đạn thì trả lại." Chương 560, Câu thông 1 Trương Dương cười nói, tôi cũng là đảng viên, chủ nhiệm cứ đối với giai cấp kẻ địch có thể làm như vậy, nhưng đối với đồng chí của mình khẳng định sẽ không làm như vậy. Loan Văn Thắng nói, đừng có nói thâm ảo như vậy, chúng ta ăn cơm trước đã được không? Sau khi nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, Trương Dương gọi một bình long xôn trần nhưỡng, Loan Văn Thắng nói, tôi không thể uống được, buổi chiều còn phải họp, hai người cứ uống đi. cư Thánh Minh uống rượu vô cùng sảng khoái, y gật gật đầu nói, Tiểu Trương, chúng ta mỗi người nửa cân thôi, giữa trưa đừng uống nhiều. Trương Dương nghe thấy khẩu khí của y là biết, vị thủ trưởng này là một người thích rượu. Ngay cả Loan Thắng Văn cũng phát hiện cử Thánh Minh và Trương Dương có rất nhiều điểm chung, cả hai đều thích uống rượu, đều tin quyền đầu mới là đạo lý cứng rắn, lại đều nhậm chức ở Ủy ban Thể dục Thể thao. Cử Thánh Minh sau khi uống vài chén vào bụng, nói cũng nhiều hơn, y nói với Loan Thắng Văn, chuyện điều động công tác của cháu anh, bên tôi không thành vấn đề, anh làm tốt thủ tục đi, tôi khẳng định sẽ nhận. Loan Thắng Văn nói, có lời này của anh, tôi sẽ giúp nó làm thủ tục. Trương Dương nói, chủ nhiệm cư, tôi lần này đến chẳng những là để báo cáo công tác với ông, mà còn là chính thức đề xuất lời mời với ông. Mời ông mùng 8 tháng sau tới tham gia trận bóng đá ngôi sao ở sân thể dục Nam Tích, tôi xin được để lại cơ hội phát bóng cho ngài. Cử Thánh Minh chậm rãi nhấp một ngụm rượu, nói cậu xem ra phí không ít tâm cơ nhỉ. Trương Dương cười nói, hy vọng chủ nhiệm cư đừng làm phí hoài tâm cơ của tôi. Cử Thánh Minh nói, nếu nói tới việc công, nơi này cũng không có người ngoài, chúng ta cứ thoải mái mà nói. Tiểu Trương à, chủ ý rước đuốc mà cậu nghĩ ra là rất tốt, ủy ban thể dục thể thao tỉnh chúng tôi cũng ủng hộ cậu, lúc trước đơn xin của cậu được đưa lên, tôi không chút do dự ký ngay. Trương Dương nói tôi, chủ nhiệm cư luôn luôn ủng hộ công tác của chúng tôi. Cư Thánh Minh nói, ở tỉnh chúng tôi mà nói, vẫn là tận hết mọi khả năng ủng hộ công tác của các cậu, muốn làm một lần vận hội tỉnh cũng không dễ dàng gì. Vận hội tỉnh lần thứ 12 tổ chức thành công, không chỉ là vinh dự của các cậu mà cũng là vinh dự của tất cả người làm công tác thể dục thể thao của Bình Hải. Cậu bán đấu giá quyền rước đuốc, tôi không có ý kiến, nhưng cậu chẳng những đem bán quyền của Nam Thích mà còn bán đấu giá quyền của các thành thị khác, ai cho cậu cái quyền này? Loan Thắng Văn không liên quan gì tới chuyện này, mỉm cười nhìn hai người bọn họ. Hiện tại y cuối cùng cũng biết nguyên nhân căn bản khiến hai người phát sinh xung đột là gì rồi. Trương Dương nói, chủ nhiệm cư, nếu tỉnh lý chọn Nam Tích làm thành thị tổ chức vận hội tỉnh lần thứ 12, là giao tất cả quyền cho chúng tôi, kinh doanh vận hội tỉnh lần này như thế nào nên là do chúng tôi quyết định. Cư Thánh Minh, các cậu quyết định, nhưng không thể quyết định cho cả các thành thị khác. Trương Dương nói, chủ nhiệm cư, nếu ở đây không có người ngoài, tôi cũng xin nói những lời thật lòng với ngài. Tình lý thị lý đối với vận hội tỉnh lần này chi rất ít tiền, nhưng muối bỏ biển vậy, nếu chỉ dựa vào ngân sách mà muốn hoàn thành vận hội tỉnh, căn bản không có bất kỳ khả năng nào, cho nên chúng tôi mới xin quyền kinh doanh vận hội tỉnh từ thị lý, mời đại sứ hình tượng tới để tăng độ nổi tiếng của vận hội tỉnh, độ nổi tiếng tăng lên, quyền kinh doanh quảng cáo của chúng ta sẽ đáng giá, rước đút cũng là để kiếm tiền. Cá nhân tôi không chiếm được bất kỳ lợi ích nào trong đây cả, ủy ban thể dục thể thao thành lập một tài khoản riêng Tất cả tiền đều sẽ bỏ vào tài khoản này, chịu sự giám sát của viện kiểm sát. Vì sao? Chẳng phải là bởi vì muốn làm tốt vận hội tỉnh ư? Đúng như lời ngài nói, vận hội tỉnh không phải là chuyện của một mình Nam Tích, tôi thu thập tài chính cũng không phải là tất cả đều bỏ vào Nam Tích. Cử Thánh Minh nói, tôi không phản đối cậu bán đấu giá quyền rước đuốc, nhưng cậu không thể ngay cả quyền rước đuốc của các thành thị khác cũng đem bán cả. Trương Dương nói, bất kỳ thành thị nào chỉ cần muốn tham gia rước đuốc thì phải giao quyền lợi này cho tôi, nếu không tôi có thể chế định lại lộ tuyến rước đuốc, cùng lắm thì tôi chỉ rước ở Nam Tích, như vậy tôi sẽ có quyền bán đấu giá tất cả quyền rước đuốc." Cử Thánh Minh ngây ra, thằng Ôn này biết nghĩ thật, nếu hắn thật sự làm như vậy, Cử Thánh Minh không làm gì được hắn nữa. Loan Văn Thắng ở bên cạnh không nhịn được mà bật cười, y đã nhìn ra Cử Thánh Minh không làm gì được Trương Dương rồi. Cử Thánh Minh nói, "Tiểu Trương Gần đây ủy ban thể dục thể thao các thành thị đều có rất nhiều ý kiến, bọn họ cho rằng cậu bán đấu giá tất cả quyền rước đuốc là không thích hợp. Trương Dương nói, không có gì là không thích hợp cả, tôi cũng biết mọi người vì sao có ý kiến, thấy tôi chỉ bán đấu giá hai bó đã kiếm được đến 530 vạn, bọn họ sao không nhìn thấy tôi sau lưng làm bao nhiêu công tác? Rước đuốc là tôi nghĩ ra, bán đấu giá cũng là tôi nghĩ ra, thế nhìn tiền kiếm được thì mọi người đều muốn chia. Xin lỗi trên đời này không có chuyện tiện nghi như vậy đâu hơn nữa năm nay Nam tích chúng tôi là chủ nhà sau này Đông Giang Nam Thích ai rồi cũng sẽ được đến lượt bọn họ nếu có bản lĩnh cũng học theo tôi làm bán đấu giá đi dù bán được bao nhiêu tiền tôi cũng không đỏ mắt đâu chủ nhiệm cử ông nói xem thế có đúng không cử Thánh Minh nghe đến đây thấy Trương Dương nói cũng rất có đạo lý cơ hội đối với mỗi thành thị là như nhau Trương Dương chẳng qua chỉ đi dâu nếu bán đấu giá rước đuốc không được giá cao như vậy sẽ không trở thành chuyện bị người ta chú ý. Nhớ ngày đó, khi Trương Dương vừa mới đề xuất chuyện rước đuốc, trên hội nghị của Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh còn bị chê cười, nhưng hiện tại người ta làm cho sinh động lại có người động chủ ý đòi chia một chén canh. Trương Dương nhìn thấy cử thánh minh không nói gì, cầm chén rượu lên chạm với y, nói chủ nhiệm cử, ông tỏ thái độ đi, chuyện này ông rốt cuộc sẽ làm thế nào. Cử thánh minh nói, lời đều bị cậu nói hết rồi, tôi còn biết nói gì nữa tỏ thái độ gì đúng như cậu nói tiền bán đấu giá được tất cả đều dùng cho sự nghiệp thể dục thể thao nếu để tôi phát hiện trong đó một chút xíu hành vi trái quy định tôi sẽ cách trước cậu y nói thì nghe rất nghiêm khắc nhưng trên mặt lại mỉm cười trương dương nghĩ thẩm ông lấy đâu ra quyền mà cách trước tôi hắn bưng chén rượu lên nói chủ nhiệm cư, ngài thật sự là người cũng như tên thánh minh quá cừ thánh minh và loan văn thắng nhìn nhau đều không nhịn được mà bật cười loan thắng văn bởi vì buổi chiều có cuộc họp cho nên đi trước cử thánh minh và trương dương uống một cân rượu xong trương dương thấy y vẫn còn hào hứng đề nghị gọi thêm một bình nữa cử thánh minh nói không uống đâu buổi chiều còn phải đi làm tôi không thể tới quá muộn được trương dương cũng không miễn cưỡng mỉm cười nói vậy đợi tháng sau ngài tới nam tích tôi sẽ mời ngài uống một bữa cử thánh minh cười nói tôi còn chưa đáp ứng cậu mà Trương Dương nói, trận đấu bóng đá ngôi sao lần này đại biểu cho công tác chủ bị của vận hội tỉnh bắt đầu toàn diện, trận thi đấu có ý nghĩa trọng đại như vậy, sao có thể thiếu được ngài. Cử Thánh Minh nói, được rồi, tôi đi, thuận tiện xem tiến độ xây dựng của trung tâm thể dục mới, hy vọng sẽ không khiến thất vọng. Trương Dương nói, chỉ có tới một chuyến, ngài mới có thể cảm nhận được rõ ràng biến hóa đáng mừng vào tháng 10 sang năm. Câu này của hắn đã lưu lại hậu thủ. Cử Thánh Minh từ trong lời nói của hắn cũng hiểu được tiến triển công trình không được như ý lắm, y đứng dậy nói, phải đi làm rồi. Trương Dương đưa y đến cửa lớn của ủy ban thể dục thể thao, Cử Thánh Minh dừng bước, nhìn Trương Dương nói, công phu của cậu không tồi, học từ ai vậy? Trương Dương nói, tổ truyền đấy. Cử Thánh Minh nói, tôi không nhìn ra cậu dùng lộ quyền nào. Trương Dương cười nói, thượng vàng hạ cám thôi, cái gì cũng có một chút luận đến lộ số thì tôi so với chủ nhiệm cử còn kém xa. Mặt cử thánh minh lai đỏ rực lên, mình luyện cả nửa đời người mà võ vẫn còn kém cậu thanh niên này, xem ra câu nói xưa không sai, luyện quyền không luyện đến giả vẫn công dã tràng. Trương Dương buổi chiều dành thời gian tới trường đại học Phạm Đông Giang, hắn đã lâu rồi chưa gặp em gái, triệu tính nhận được tin nhắn của hắn, từ trong trường học lén lút chạy ra, nhìn thấy xe pick up của Trương Dương, vui vẻ gọi một tiếng Anh rồi chạy tới trương dương chạy lên đón vuốt tóc chúng tôi lại bị triệu tĩnh né tránh triệu tính cười khanh khách nói đã sớm đoán được là anh lại dùng chiêu này mà đáng ghét mỗi lần đều làm hỏng kiểu tóc của người ta trương dương nhìn nhìn em gái cười nói đen và gầy đi triệu tĩnh nói gần đây thường chơi tennis cho nên phơi nắng nhiều trương dương nói đinh bân đâu triệu tĩnh nói đang học sao vậy cô ta trong lòng hiểu rất rõ anh mình luôn không thích đinh bân Trương Dương cười nói, không có gì, chỉ thuận miệng hỏi thôi. Triệu Tĩnh nói, em biết anh có thành kiến với anh ấy, thật ra anh ấy hiện tại tốt hơn nhiều rồi, đối với em cũng rất tốt. Chương 560, câu thông 2. Trương Dương gật gật đầu nói, đối với em tốt là được rồi, anh đối với hắn cũng không có thành kiến gì. Triệu Tĩnh nói anh, mấy ngày trước mẹ gọi điện thoại cho em, mẹ nói nhớ anh lắm, từ khi anh tới Nam Tích chưa về nhà lần nào trương dương thở dài nói anh không phải là vừa mới thượng nhiệm thôi sao chuyện bên đó vẫn chưa vào guồng đang định đợi tất cả an bài xong thì anh sẽ đón mẹ tới ở một thời gian đúng rồi hay là thế này đi tết âm lịch sang năm tất cả đều tới nam tích đón năm mới cả nhà chúng ta đoàn tụ một phen triệu tĩnh vui sướng gật gật đầu nói được nhà chúng ta lâu rồi chưa đoàn tụ trương dương đưa qua cho chúng tôi lại nói buổi tối cùng nhau đi ăn cơm nhé viên ba an bài một bàn ở vọng giang lâu rồi. Triệu tính lắc lắc đầu nói, không đi được, em và Đinh Bân hẹn đi ăn đồ nướng rồi, bọn anh nhiều người như vậy, em tôi đi cũng không tiện. Trương Dương gật gật đầu, khi đang chuẩn bị chia tay với Triệu tính thì nhìn thấy một chiếc xe BMW đi tới, từ cửa trường học, một nữ học sinh ăn mặt thời trang cười duyên chạy ra đón chiếc xe xe BMW đó, Triệu tính không khỏi nhìn nữ học sinh kia với anh mặt khinh thường. Nữ sinh đó học cùng lớp với Triệu Tính, Tên là Trác Đình, là cô gái nổi danh trong trường học, gần đây vừa mới cặp với một tên nhà giàu. Trương Dương cũng hiếu kỳ nhìn về phía đó, không ngờ nhìn thấy người quen. Chu Vân phàm mặc áo khoác ra từ trong cửa kính xe thò đầu ra, cười cười vẫy tay với Trác Đình, ý bảo cô ta lên xe. Trác Đình cười khúc khích gọi, "Lát tiên sinh, anh tới muộn rồi." Chu Vân phàm cười nói, "Anh công việc bận bịu mà, thật vất vả lắm mới rút ra được đó, không phải là đã tới rồi ư?" trương dương nghĩ thầm cái lão già mất nét chu vân phàm này không ngờ chạy đến đại học phạm đông giang câu dẫn nữ sinh hắn gọi một tiếng lát chu vân phàm nghe thấy có người gọi y thuận theo tiếng gọi nhìn tới thấy trương dương đứng trước xe pick up không khỏi nhướng mày y và trương dương quen nhau biết thằng ôn này khó chơi nhưng đã gặp rồi thì kiểu gì cũng phải chào hỏi thôi y mở cửa xe cười ha ha bước về phía trương dương trương dương cầm đồ nói khẽ với trương dương anh em đi trước đây trương dương gật gật đầu chu vân phàm đi tới trước mặt trương dương nhiệt tình vươn tay ra nói chủ nhiệm trương ngọn gió nào thổi cậu tới đông giang vậy trương dương cười nói không có gió nào cả tôi đến đông giang là muốn mượn gió đông của ông đây chu vân phàm cười ha ha y có cổ phần ở công ty quảng cáo của hồ nhân như biết hồ nhân như gần đây nhận thầu chuyện quảng cáo của vận hội tỉnh chu vân phàm cũng là thương nhân tài giỏi y đối với nghiệp vụ này của hồ nhân như cũng không coi trọng lắm có điều y chỉ phụ trách đầu tư, cũng không tham dự vào ốc nghiệp vụ của công ty quảng cáo. Chu Vân Phàm vẫy vẫy tay với Trác Đình ở phía sau, Trác Đình ẻo lả đi tới. Trương Dương không có hảo cảm lắm đối với cô gái này, một nữ sinh mà lại ăn mặc như gái làng chơi, hơn nữa ở cùng một chỗ với Chu Vân Phàm chắc cũng không phải là hạng tốt đẹp gì. Chu Vân Phàm nói, bạn gái tôi đây. Khi Trác Đình nghe thấy y giới thiệu mình như vậy, mặt hơi đỏ lên, dù sao cũng vẫn là sinh viên mà trương dương cười nói rất vui được gặp tôi và lát tiên sinh là lão bằng hiếu tôi tên là trương dương trác đình chấp chấp hai mắt kẻ lông mi rất đậm nói tôi đã nghe nói qua về anh anh là anh trai của triệu tính trương dương gật gật đầu nói phải chu vân phàm nói nghe nói chủ nhiệm trương gần đây đang làm vận hội tỉnh nga trương dương nói đang chuẩn bị liên hệ với ông đây xem ông có hứng thú đầu tư hay không Chu Vân Phàm cười nói, tôi đối với điện ảnh thì có hứng thú lớn hơn một chút, gần đây cùng Hải Sắt phu nhân đầu tư một khu vực điện ảnh công nghệ cao ở núi Thanh Đài Xuân Dương, đâu còn tiền dư mà làm hạng mục khác. Nghe thấy tên Hải Sắt phu nhân, Trương Dương không khỏi nhíu mày, không ngờ Chu Vân Phàm và bà ta lại làm việc cùng nhau. Chu Vân Phàm nói, gần đây thịnh truyền nam thích các anh bán đấu giá quyền rước đuốc, nói rằng chỉ hai bó đã bán ra được 530 vạn, không biết chuyện này có thật hay không. Trương Dương gật gật đầu nói, là thật, sao? Ông cũng có hứng thú à? Chu Vân Phạm nói, quyền rước đuốc của Đông Giang nếu bán đấu ra thì tôi sẽ mua một bó. Y quay sang Trác Đình nói, mua được thì cho em chạy nhé. Trác Đình kích động đến nỗi hai mắt lóe sáng, con bé này tuy hư vinh nhưng xem ra vẫn chưa trải đời nhiều, vui sướng liên tục gật đầu. Trương Dương mắng thầm trong lòng, con mẹ nó, mày tưởng đuốc vận hội tỉnh là kem à, một cô bé trong sáng bị lão lưu manh chu vân phàm này làm hư rồi. Viên ba mời Trương Dương ăn cơm không chỉ đơn giản là để đón gió tẩy trần cho hắn, từ sau khi viên ba tiếp nhận vọng giang lâu, sinh ý từ từ thịnh vượng, hắn ở Đông Giang cũng trước sau mở bốn chi nhánh, nhưng Đông Giang tuy rằng là tỉnh lỵ nhưng thị trường dù sao cũng là có hạn, cho nên viên ba mới có ý định khuếch trương phát triển ra ngoài, vốn nơi nghĩ đến đến sớm nhất chính là quê hương Giang Thành, nhưng sau nhiều lần khảo sát, phát hiện thị trường ẩm thực Giang Thành đã có quá nhiều nơi nổi tiếng. Hơn nữa phía nhau hai quán ẩm thực lớn nhất của Giang Thành có kiểu mộng vi chống lưng, khẩu vị của người Giang Thành khá nặng, ăn cơm thiên về đồ cay, viên ba vì thế từ bỏ ý định khai thác thị trường Giang Thành, hắn đã hướng ánh mắt tới Nam Tích. Dù sao hệ thống thức ăn mà nhà hàng của y nhắm đến là phong vị hoài dương, phù hợp với khẩu vị của người Giang Nam hơn, mở rộng về phía Nam sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì mục đích là bàn chuyện, tối hôm đó viên ba cũng không mời những người khác, chỉ có hắn và Trương Dương hai người, Trương Dương thấy viên ba không mời người khác tới, trong lòng đã đoán được bảy tám phần, đoán rằng viên ba có việc muốn bản riêng với mình, mỉm cười ngồi xuống nói, sao? Tối nay định tâm sự gì với tôi à? Viên ba cười cười nói, lúc tước có mời họ rồi, nhưng Lương Thành Long ở Nam Thích, Đinh Triệu Dũng không thể phân thân, Trần Thiệu Bân ở Thượng Hải Thượng Hải cũng mời loan cục, nhưng người ta không nể mặt, cho nên chỉ còn lại hai chúng ta thôi. Trương Dương nói, hai người càng tốt, hai người uống rượu cho yên, nói những lời thật lòng gì cũng không cần phải cố kỵ. Trương đại quan nhân càng lúc càng không thích tiệc rượu đông người, nếu thật sự muốn uống rượu, tốt nhất là năm ba người bạn chi kỷ tụ tập một chỗ là tốt nhất. Viên Ba lấy ra một bình Mao Đài, rót cho Trương Dương, rồi rót một chén đầy cho mình, hai ngày trước tôi tới thăm Phương Văn Nam, tình huống của gã tốt hơn rất nhiều rồi. Trương Dương thở dài nói, nỗi đau mất con không dễ hết như vậy đâu viên ba nói tôi và phương văn nam là bạn học trong số những bạn học gã là người thông minh nhất và cũng là người có bá lực nhất luận tới làm ăn tôi không bằng gã hắn là nói thật phương văn nam là người phát tài sớm nhất trong số bạn học bọn tôi trước khi vào tù sự nghiệp cũng thành đạt nhất trương dương nói đáng tiếc gã bởi vì chuyện của con trai mà lạc lối viên ba nói thêm ba năm nữa là ra rồi vốn là căn cơ của gã vẫn còn nhưng em trai gã Phương Văn Đông lại lấy không ít tiền của công ty đi Hải Nam, lúc trước luôn miệng nói là phải đợi đại ca hắn ra tù, phải giúp Phương Văn Nam vượt qua cửa ải khó khăn, hiện tại người chạy trốn trước tiên lại là hắn, thằng ôn này thực sự không phải là hạng tốt lành gì. Chuyện Phương Văn Nam sai làm người ám sát Điền Bân bại lộ, nguyên nhân căn bản chính là bị Phương Văn Đông bán đứng, có điều Phương Văn Nam đã tha thứ cho Phương Văn Đông, không ngờ Phương Văn Đông vẫn lựa chọn phản bội gã. Trương Dương nói, Phương Văn Nam thấy chuyện này như thế nào? Viên Ba nàng chén lên chạm cốc với Trương Dương, uống cạn chén rượu này rồi mới nói: Gã đối với việc này nhìn rất thoáng, cho rằng người nên đi thủy chung rồi cũng sẽ đi. Sóng to gạt hết cát và nước mới thấy vàng. Ai đối tốt với gã, ai không tốt với gã, gã sớm đã nhìn rõ rồi. Trương Dương nói, trải qua sóng gió lớn như vậy, Phương Văn Nam có thể chống chọi được cũng rất khó khăn. Hy vọng gã có thể sớm ra tù một chút. Viên Ba nói, gã nói sau khi ra tù sẽ bắt đầu lại từ đầu. Trương Dương trở nên trầm mặc, khi Phương Văn Nam ra tù đã gần 50 rồi, muốn bắt đầu lại từ đầu, nói thì dễ nhưng làm thì khó. Viên Ba cảm thán nói, nhìn thấy Phương Văn Nam như hiện tại, thật sự khiến người ta thổn thức. Trương Dương nói, làm bất kỳ chuyện gì cũng đều có nguy hiểm. Viên Ba nói, tôi tìm cậu còn có một chuyện. Trương Dương cười nói, tôi có thể giúp anh được chuyện gì? Viên Ba nói: "Tôi muốn tiếp tục mở rộng sinh ý, trạm thứ nhất sơ bộ chọn Nam Tích, tôi muốn mở một chi nhánh ở Nam Tích." Trương Dương nói: "Sinh ý càng làm càng lớn, chúc mừng anh." Viên Ba nói: "Có gì mà chúc mừng chứ, làm sinh ý cũng không ngừng tiến bộ mà, tụt hậu thì bị ăn đánh, hiện tại ngành ẩm thực đông Giang cạnh tranh vô cùng khốc liệt, tôi muốn tiếp tục phát triển lâu dài thì nhất định phải khai thác thị trường mới, bằng không sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải." Chương 560, câu thông 3 trương dương bỗng nhiên linh cơ máy động mỉm cười nói anh chuẩn bị đầu tư khách sạn ở nam tích không tôi có ý tưởng này viên ba đối với điều này cảm thấy rất hứng thú ý tưởng gì trương dương mỉm cười nói anh thấy hải thiên thế nào viên ba hơi ngẩn ra khách sạn hải thiên hắn có biết nhưng sinh ý của người ta làm đang thịnh vượng sao có thể chuyển nhượng cho hắn được viên ba nói hải thiên rất có danh tiếng là một trong nhà lá cờ đầu của ngành ẩm thực thành phố nam tích trương dương nói nếu có hứng thú tôi giúp anh lưu ý viên ba đương nhiên là có hứng thú rồi nhưng hắn thấy chuyện này có chút không tưởng thấp giọng nói thấp giọng nói người ta có nguyện ý chuyển nhượng cho tôi không trương dương lạnh lùng nói không phải do hắn quyết định chuyện này anh không cần phải sốt ruột cứ đợi sự an bài của tôi viên ba vui mừng quá đỗi lúc trước vọng giang lâu chính là trương dương giúp hắn lấy được năng lực của trương dương rất mạnh hắn có thể giúp mình lấy được hải thiên Thật sự có thể nói là quý nhân trong số mạng của hắn, Viên Ba nói, những lời khác tôi không cần phải nói nhiều, đợi tin lành của cậu. Khi Trương Dương đứng dậy đi toilet, gặp chủ nhiệm ban chiêu thương thành phố Đông Giang Lôi Quốc Thao, Lôi Quốc Thao nhìn thấy Trương Dương, cười cười đi tới, chủ nhiệm Trương, trùng hợp thế. Trương Dương cười nói, chia tay thoáng cái đã mấy tháng rồi, chủ nhiệm Lôi hiện tại thế nào? Lôi Quốc Thao cười nói, rất tốt, rất tốt trương dương nhìn thấy lôi quốc thao vẫn cảm thấy có chút kỳ quái lúc trước hắn và lôi quốc thao gặp nhau trên tàu hỏa hai người ngồi chung một toa giường nằm gặp phải nữ phi tặc trung tú tú trung tú tú trộm đồ của bọn họ thậm chí ngay cả bức tranh chữ mà kiều lão viết cho hắn cũng bị trung tú tú tiện tay trộm đi trung tú tú nhìn thấy là khoản của kiều lão lúc này mới chủ động trả lại đồ cho trương dương trương dương cũng vì thế mà biết trung tú tú là người của cục bảy quốc an mục đích cô ta trộm đồ là để thu thập chứng cứ lôi quốc thao bán bí mất thương nghiệp của quốc gia Trương Dương vốn cho rằng lôi quốc thao sớm đã bị bắt rồi, không ngờ thằng ôn này vẫn còn ngồi yên lành trên vị trí chủ nhiệm ban chiêu thương, xem ra hình như làm cũng không tệ lắm, chuyện lần trước mất đồ không hề tạo thành khốn nhiễu quá lớn đối với gã. Suốt cuộc là chứng cứ không đủ, hay là phía quốc an muốn thả dây dài câu cá lớn? Tình hình cụ thể trong đó khó mà biết được. Lôi quốc thao nói, tối nay tôi tiếp đãi một đám khách Hàn Quốc. Lúc nói chuyện, một gã nam tử Hàn Quốc trẻ tuổi đi tới, Trương Dương nhìn thấy quen mắt, nghĩ kỹ lại thì không ngờ là Phác Chính Nghĩa của tập đoàn A Di. Phác Chính Nghĩa nhìn thấy Trương Dương thì cũng hơi ngẩn ra, gã là bại tướng dưới tay Trương Dương, thiếu chút nữa bị Trương Dương từ sân thượng của khách sạn trung tâm triển lãm đánh cho rơi xuống. May mà vào thời khắc sau cùng Trương Dương đã túm gã lại. Phác Chính Nghĩa biết rõ sự lợi hại của Trương Dương, tuy rằng trong lòng vẫn ghi hận Trương Dương, nhưng ở trước mặt Trương Dương cũng không dám biểu lộ ra nhiều oán niệm. Thời gian trôi qua lâu rồi, Trương Đại Quan Nhân sớm đã không còn giữ chuyện xưa trong lòng, mỉm cười nói với Phác Chính Nghĩa, thì ra là Phác tiên sinh, bạn cũ. Hắn chủ động vươn tay về phía Phác Chính Nghĩa. Phác Chính Nghĩa cười rất miễn cưỡng, nhưng vẫn vươn tay ra bắt tay với Trương Dương. Trương Dương quay sang nói với Lôi Quốc Thao, gọi tới đầu tư ở Đông Giang à. Lôi Quốc Thao cười nói, chúng tôi chuẩn bị xây dựng một khu công nghiệp ở khu khai phá Đông Giang. Trương Dương nói một tiếng chúc mừng. Năm đó khi hắn đảm nhiệm chức chủ nhiệm ban chiêu thương Giang Thành, từng xoay quanh việc mời tập đoàn Lam Tinh tới Giang Thành, triển khai một hồi cạnh tranh kịch liệt với Lôi Quốc Thao, sau cùng vẫn là hắn giành được thắng lợi. Thuyết phục được Kim Thượng Nguyên xây dựng cơ sở sản xuất ở khu khai phá Giang Thành. Trương Dương vốn định cáo từ, Lôi Quốc Thao lại nói thêm một câu, Kim Thượng Nguyên tiên sinh cũng ở đây đấy, anh không tới chào hỏi một tiếng à? Trương Dương hơi ngẩn ra, không biết Kim Thượng Nguyên cũng tới Đông Giang nếu đã biết Kim Thượng Nguyên ở đây, về tình về lý đều phải tới chào hỏi. Tối nay trừ Kim Thượng Nguyên ra, cha của Pháp Chính Nghĩa, tổng tài của tập đoàn a di Pháp Trí Tín cũng. Lôi quốc thao có thể mời đám tai to mặt lớn của giới xí nghiệp Hàn Quốc đến, năng lực cũng không nhỏ. Nếu là trước kia lôi quốc thao có lẽ sẽ không gọi Trương Dương đến, dù sao bọn họ cũng đều là chủ nhiệm của ban chiêu thương, trên công tác tồn tại cạnh tranh, nhưng hiện tại thì khác rồi, Trương Dương đã làm công tác của Ủy ban Thể dục Thể thao, không có xung đột lợi ích gì với lôi quốc thao. Ấn tượng của Kim Thượng Nguyên đối với Trương Dương rất tốt, nhìn thấy Trương Dương cũng vô cùng vui vẻ, mời Trương Dương ngồi ở bên cạnh, mỉm cười nói, không ngờ cậu cũng đến. Trương Dương đối với người Hàn Quốc trước giờ không có hào cảm gì, nhưng đối với Kim Thượng Nguyên này lại là ngoại lệ, từ lần đó ở Hồ Nam, Kim Thượng Nguyên dũng cảm quên mình nhảy vào trong hồ nước lạnh như băng để cứu bọn trẻ chết đuối, hắn đã vô cùng khâm phục thái độ làm người của Kim Thượng Nguyên trương dương nói tôi vừa hay tới đây ăn cơm không ngờ lại gặp chủ nhiệm lôi nhìn thấy kim thượng nguyên hắn không khỏi nhớ tới kim mẫn nhi đã lâu rồi không gặp cô ta không biết cô ta lần này có đi cùng với kim thượng nguyên không trước mặt nhiều người như vậy trương đại quan nhân cũng không tiện hỏi kim thượng nguyên gật gật đầu trương dương cầm chén rượu đi kính một vòng kính rượu là lễ nghi đặc biệt của người trung quốc trương đại quan nhân tử lượng cao mỗi người đều kính hai chén khi kính đến phát chí tín Phác Chí Tín vẻ mặt lạnh lùng, cái này cũng khó trách, giữa y và Trương Dương có ngăn cách rất sâu, bởi vì chuyện a di bán thiết bị đóng gói cho nhà máy rượu Giang Thành, giữa bọn họ đã phát sinh xung đột, ở trong hội kinh mậu mùa thu Đông Giang, đại biểu của đoàn đại biểu hai bên còn đánh lộn, chuyện này tuy đã qua rất lâu rồi. Nhưng Phác Chí Tín vì vậy mà gặp không ít tổn thất. Không chỉ có tiền tài, tổn thất trên danh dự càng khó có thể tính toán được. Phác Trí Tín bởi vậy mà nhớ kỹ phó chủ nhiệm chủ nhiệm ban chiêu thương Giang Thành Trương Dương lúc đó. Phác Trí Tín tuy rằng vẻ mặt lạnh lùng, nhưng cũng không cự tuyệt Trương Dương kính rượu. Trương Dương sau khi kính một vòng, phát hiện nhóm người này tất cả đều đại lão của giới xí nghiệp Hàn Quốc, hắn mỉm cười mời, hoan nghênh các vị tinh anh của giới xí nghiệp các vị tới Trung Quốc tham quan chỉ đạo, hy vọng hai nước chúng ta có thể khai triển nhiều hợp tác hơn trên lĩnh vực kinh tế và văn hóa. Là quan viên của thành phố Nam Tích, Tôi cũng hy vọng mọi người có rảnh thì tới Nam Tích làm khách. Lôi Quốc Thao cười nói, chủ nhiệm Trương, anh đây là ngang nhiên đào góc tường của tôi đó. Trương Dương cười nói, anh mưu cầu hợp tác trên lĩnh vực kinh tế, tôi mưu cầu hợp tác trên phương diện thể dục thể thao và văn hóa, chúng ta cũng không có mâu thuẫn gì cả. Hai người đều nhìn nhau bật cười. Lôi Quốc Thao nói, nói ra, nhật trình ngày mai của chúng tôi là an bài tới Nam Tích đó. Trương Dương nói, thật ư. Lôi Quốc Thao gật gật đầu nói, mọi người đều muốn tới Cẩm Loan tham quan một chút, thuận tiện tới Thành Thương Mậu Hàn Quốc ở Tĩnh Hải tham quan. Trương Dương cười nói, tốt lắm, tôi vừa hay có cơ hội để tận tình địa chủ. Lôi Quốc Thao cười nói, không cần, tất cả chúng tôi đều an bài xong rồi, chủ nhiệm Trương nếu có lòng thì làm hướng đạo giới thiệu phong cảnh cho chúng tôi là được rồi. Trương Dương mỉm cười gật đầu, nghĩ thầm Lôi Quốc Thao à Lôi Quốc Thao, đây không phải là tôi muốn cướp sinh ý của anh đâu. Là anh chủ động tặng cơ hội cho tôi, cẩn thận tôi lừa hết đám người Hàn Quốc này tới Nam Thích Đầu Tư đó. Sau khi rời khỏi phòng, Lôi Quốc thao tự mình tiến Trương Dương, gã cười nói, thật sự là không ngờ lại gặp anh ở chỗ này, sáng mai chúng tôi tới Cẩm Loan tham quan, vốn tôi cũng không muốn làm phiền tới anh, nhưng đám người Hàn Quốc này đột nhiên đề xuất muốn tới tham quan thành thương mậu của Hàn Quốc ở Tĩnh Hải, tôi lại không quen bên đó, sợ bên đó không có chuẩn bị, sẽ có sơ hở gì đó. Trương Dương mỉm cười nói, chuyện này dễ thôi, tôi sẽ bảo người an bài. Hắn ở ngay trước mặt lôi Quốc Thao gọi điện thoại cho phó thị trưởng thị trưởng tỉnh Hải Vương Quảng Chính. Vương Quảng Chính nghe nói có đoàn đại biểu Hàn Quốc tới thăm thành thương mậu, lập tức tỏ vẻ sẽ bảo người đi an bài, nhất định sẽ dùng diện mạo tốt nhất để tiếp đoàn đại biểu Hàn Quốc. Y hiện tại đã rất thân với Trương Dương, chuyện mà Trương Dương dặn dò y không chút do dự liền đáp ứng ngay. Trương Dương bỏ điện thoại xuống, cười nói với lôi quốc thao, anh đã nghe thấy rồi đó, ngày mai phía tính hải sẽ chuẩn bị trước, nhất định sẽ trình diện một bộ mắt tốt nhất của thành thương mậu cho đám thương nhân Hàn Quốc này thấy. Lôi quốc thao cười nói, cũng may là có anh giao du rộng rãi, món nhân tình này tôi nợ trước. Trương Dương nói, chúng ta là giao tình gì chứ, có cần phải khách khí như vậy không? Thật ra hắn và lôi quốc thao cũng chỉ có quan hệ hời hợt mà thôi. Lôi quốc thao bỗng nhiên nhớ tới mình còn nợ Trương Dương 200 đồng, Lần trước ở trên tàu hỏa đánh mất sạch đồ, may mà Trương Dương cho hắn mượn 200 đồng mới có tiền về Đông Giang. Gã móc phí tiền ra nói, "Lần trước tôi còn nợ anh 200 đồng." "Chương 560, câu thông 4." Trương Dương cười nói, "Tôi nói này, con người anh sao tính toán thế?" "Tôi cũng quên rồi, chuyện nhỏ như vậy mà anh còn nhớ ư? Hôm nào anh mời tôi ăn cơm là được." Quốc Đào nghe hắn nói như vậy cũng không kiên trì nữa, cười nói, "Tốt lắm." chờ chuyện lần này xong rồi, tôi sẽ mời anh một bữa. Trương Dương nói, công tác chiêu thương quan trọng hơn, ăn cơm lúc nào cũng được, chủ nhiệm lôi, anh thật là có bản lĩnh đó, đám người này đều là tinh anh của xí nghiệp Hàn Quốc, có thể mời họ tới đúng là không đơn giản. Lôi quốc thao ý vị thâm trường nói, thiên hạ rộn ràng vì lơi mà đến, nếu không phải thấy Trung Hoa đại địa của chúng ta có thể kiếm được lợi. Đám người Hàn Quốc sẽ không vượt ngàn dặm xa xôi đến đây đâu. Điểm này gã nhìn rất thấu, Trương Dương vỗ vỗ vai gã, nói chúc anh thành công, tôi buổi sáng ngày mai sẽ về Nam Tích, có chuyện gì không giải quyết được cứ liên hệ với tôi nhé. Trương Dương nói những lời này cũng chỉ là khách khí, hắn không ngờ Lôi Quốc Thao thật sự chủ động liên hệ với hắn. Khi Lôi Quốc Thao gọi điện thoại tới, Trương Dương vừa mới tiến vào ngoại ô Nam Tích, vừa bắt máy liền nghe thấy giọng nói có chút yêu ớt Lôi Quốc Thao, "Trương lão đệ." Trương Dương có chút kinh ngạc hỏi, "Chủ nhiệm Lôi, anh sao vậy?" Lôi quốc thao hiếu khí vô lực nói, ngày hôm qua ăn gì đó không sạch sẽ giờ đau bụng rồi, hiện tôi đang ở bệnh viện truyền nước biển. Trương Dương nghĩ thầm anh sinh bệnh còn không nghỉ ngơi đi, gọi điện điện thoại cho tôi làm cái gì. Ngoài miệng vẫn an ủi hắn, chủ nhiệm lôi chú ý nghỉ ngơi đi. Lôi quốc thao nói, chuyện thành thương mậu Hàn Quốc ở tính Hải nhờ vào anh vậy. Trương lão để anh tốt nhất hãy tự mình đi một chuyến, tôi luôn thấy không yên tâm. Người ta đã nói đến nước này rồi, Trương Dương cũng không tiện chối từ, ai bảo hắn tối hôm qua đáp ứng thống khoái như vậy, hắn cười nói, được rồi, tôi sẽ trực tiếp đi tính hải, tự mình tiếp đái họ, bọn họ khi nào thì tới. Lôi Quốc Thao nói, Phó chủ nhiệm ban chiêu thương lương hiểu Âu của chúng tôi sẽ dẫn đội, sáng sớm sẽ xuất phát đi Cẩm Loan tham quan, giữa chưa tới phía tính hải ăn cơm, đã đặt cơm trưa ở khách sạn Di Thượng Hải Dương Hoa Viên rồi, sau khi ăn cơm xong buổi chiều tới thành thương mậu hàn quốc tham quan đại khái sẽ ở lại khoảng một tiếng rồi về đông giang trương dương gật gật đầu nói được rồi tôi sẽ đi một chuyến lôi quốc thao nói nhờ vào anh vậy phiền anh quá thật sự là rất ngại trương dương nói là bạn bè cả mà đừng khách khí như vậy trương dương gác điện thoại không đi vào nội thành nữa lái xe đi thẳng tới tĩnh hải Ưu điểm lớn nhất của Trương Đại quan nhân chính là một lời nói đáng giá ngàn vàng, tuy rằng hắn và Lôi Quốc Thao quan hệ không được tốt lắm, cũng biết Quốc An vẫn luôn đang điều tra Lôi Quốc Thao, nhưng chuyện đã đáp ứng người ta thì phải làm, ai bảo mình ngày hôm qua đáp ứng giúp đỡ cho người ta. Khi Tĩnh Hải mới là 10 giờ sáng, Trương Dương tới thị chính phủ Tĩnh Hải tìm Phó thị trưởng Vương Quảng Chính trước, Vương Quảng Chính không ngờ lại gặp hắn, có chút kinh ngạc nói: "Chủ nhiệm Trương sao lại tự mình tới đây?" Trương Dương cười nói, chủ nhiệm lôi của ban chiêu thương Đông Giang sinh bệnh cấp tính, anh ta không đến được, lo lắng khảo sát hôm nay xảy ra vấn đề cho nên bảo tôi nhất định phải tới một chuyến. Vương Quảng Chính cười nói, tôi làm việc chủ nhiệm Trương không yên tâm ư. Trương Dương cười lắc lắc đầu nói, không phải, tôi cũng không muốn tới, nhưng nếu đã đáp ứng người ta thì phải làm cho tốt. Hơn nữa đoàn khảo sát của Hàn Quốc tất cả đều là nhân vật tinh anh của giới xí nghiệp Hàn Quốc, cần phải lưu lại cho bọn họ một ân tượng tốt. Vương Quảng Chính nói, phía Thành Thương Mậu Hàn Quốc tôi tối hôm qua đã thông báo rồi, chuẩn bị rất đầy đủ, không có vấn đề gì cả. Thật ra cũng không có gì gọi là chuẩn bị cả, chỉ là quét dọn vệ sinh, cường điệu kỷ luật, bảo những người kinh doanh bình thường đừng nói linh tinh. Y cười nói, có phải những xí nghiệp ra Hàn Quốc này định đến Tĩnh Hải của chúng tôi đầu tư hay không? Trương Dương nói, cái này thì tôi cũng không rõ, có điều Đông Giang muốn làm khu công nghiệp Hàn Quốc xí nghiệp gia lần này đến đa số đã quyết định sẽ đầu tư ở đây, tính hải chắc chỉ là tiện đi qua thôi. Vương Quảng Chính nói, buổi trưa thị lý an bài mở tiệc chiêu đãi đoàn đại biểu Hàn Quốc. Trương Dương lắc lắc đầu nói, không cần đâu, bọn họ đã an bài xong rồi, chúng ta chỉ cần cam đoan chuyến đi tham quan thành thương mậu Hàn Quốc không xảy ra vấn đề gì là được. Vương Quảng Chính nghe hắn nói như vậy, cũng không tiếp tục kiên trì nữa, Lúc này phó chủ nhiệm ban chiêu thương Đông Giang Lương Hiểu Âu gọi điện thoại tới, là lôi quốc thao bảo cô ta chủ động liên hệ với Trương Dương. Hiện tại cô ta đang đi cùng với đoàn thương mậu Hàn Quốc ngắm cảnh ở Cẩm Loan, dự tính lúc 12 giờ sẽ tới khách sạn Di Thượng Hải Dương Hoa Viên dùng cơm, buổi trưa sau khi nghỉ ngơi, 2 giờ chiều sẽ tới thăm thành thương mậu Hàn Quốc, 3 rưỡi sẽ lại đi. Lương Hiểu Âu mời Trương Dương buổi trưa cùng tới khách sạn Hải Dương Hoa Viên dùng cơm, Trương Dương nghĩ một chút, đi cùng vương quảng chính lộ cái mặt ra cũng tốt để chứng tỏ thị chính phủ tính hải đối với đoàn thương mậu hàn quốc lần này rất trọng thị vương quảng chính nghe nói buổi trưa đoàn thương mậu hàn quốc dùng cơm ở khách sạn hải dương hoa viên cũng chuẩn bị đi một chuyến dựa theo ý tứ của gã thân là địa chủ bữa cơm này tốt nhất vẫn để gã an bài trương dương nói thôi chủ nhân chân chính là ban triều thương đông giang đám người hàn quốc này là bọn họ mời đến chúng ta chỉ hỗ trợ làm quá long trọng ngược lại có vẻ khách lân át chủ Vương Quảng Chính nói, thật ra thành thương mậu Hàn Quốc cũng chẳng có gì mà tham quan cả, chính phẩm Hàn Quốc được bán trong đó rất ít, có không ít đều là tiểu thương phẩm mà chúng ta sản soát. Trương Dương nói, hàng Hàn Quốc cũng chưa chắc đã tốt, bọn họ muốn đi thăm thì cứ để họ đi thăm, chỉ cần cam đoan tham quan trật tự là được, cũng đừng coi đám người này quá cao quý, nói dễ nghe thì là nhà đầu tư, nói trắng ra thì chính là đến Trung Hoa đại địa của chúng ta kiếm cơm, chúng ta chiếu cố càng chu đáo, bọn họ càng được thể. Trương Dương lại dặn dò nói, chuyện này không cần kinh động nhiều người, chúng ta biết là được rồi, bọn họ ở tính hải cũng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, ba rưỡi là đi rồi. Vương Quảng Chính nói, anh yên tâm, tôi hiểu hết mà. Hai người vào 11 giờ rưỡi thì tới khách sạn Hải Dương Hoa Viên, Vương Quảng Chính dẫn theo dẫn theo thư ký của gã tới đây, tuy rằng Vương Quảng Chính chỉ là một phó thị trưởng của thành phố cấp huyện, nhưng ở tính hải quyền lực cũng không nhỏ. Trước khi gã đến, Thư ký cũng đã gọi điện thoại cho phía khách sạn, khi xe hoàng quan của Vương Quảng Chính lái vào bãi đỗ xe của khách sạn, quản lý của khách sạn Sử Văn Trì vội vàng chạy tới mở cửa, ngược lại chiếc xe pick-up của Trương Dương thì chẳng có ai hỏi han gì. Vương Quảng Chính xuống xe, mắt không thèm liếc Sử Văn Trì lấy một cái, thấp giọng nói, đoàn đại biểu Hàn Quốc đã tới chưa? Sử Văn Trì lắc lắc đầu, nói là trước 12 giờ sẽ đến. Trương Dương nhìn nhìn đồng hồ, Vương Quảng Chính đi tới bên cạnh hắn nói, đến sớm rồi, mọi người vẫn chưa tới. Sử văn chỉ nhìn thấy Vương Quảng Chính khi nói chuyện với Trương Dương thì cười bồi, thái độ vô cùng cung kính, lúc này mới biết, vị thanh niên trẻ tuổi ở trước mặt là đại nhân vật. Bằng không phó thị trưởng cũng sẽ không có thái độ như vậy với hắn, nhìn kỹ lại, sử văn chỉ càng nhìn càng thấy Trương Dương quen mắt, cuối cùng nhớ tới gần đây đã nhìn thấy trên tin tức của Nam Thích mấy lần, vị này chắc chính là chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao Trương Dương của thành phố Nam Tích. chương 560, câu thông 5. Vương Quảng Chính vừa hay vẫy vẫy tay với Sử Văn Trì, nói quản lý Sử, tôi giới thiệu với anh một chút, vị này là chủ nhiệm trương của ủy ban thể dục thể thao thành phố chúng ta. Sử Văn Trì vội vàng đi tới, giơ hai tay ra nói, chủ nhiệm trương, hoan nghênh, hoan nghênh ngài đến khách sạn của chúng tôi chỉ đạo công tác. Trương Dương cười nói, tôi chỉ đi ngang qua thôi, cũng không dám chỉ đạo công tác gì cả. Sử văn chỉ ân cần mời hai người vào khách sạn nghỉ ngơi, Trương Dương lắc lắc đầu nói thôi, đoàn đại biểu Hàn Quốc sắp tới rồi. Để tỏ lòng hoan nghênh của chúng ta đối với họ, tôi tốt nhất ở chỗ này chờ. Vương Quảng Chính nói với Trương Dương, chủ nhiệm Trương, anh nếu đã tới, hôm nay cũng đừng đi nữa, để buổi chiều tiếp đãi bọn họ xong, tôi cùng anh tới trung tâm vận động trên nước, công trình đã cơ bản hoàn thành rồi, anh vẫn chưa thị sát nơi đó mà. Trương Dương cười nói, được. Sử văn chỉ ở bên cạnh nắm lấy thời cơ nói, chủ nhiệm Trương, buổi tối ngủ lại ở chỗ chúng tôi đi, tôi an bài một phòng tổng thống cho ngài. Trương Dương mỉm cười, hắn đã nghe thấy tiếng ô tô. Trương đại quan nhân thính lực xuất chúng, từ tiếng bánh xe ma sát với mặt đất đã nghe ra là xe khách lớn, người bình thường căn bản ngay cả thanh âm cũng không nghe thấy. Trương Dương nói, tới rồi. Vương Quảng Chính và Sử Văn Trì đều có chút kinh ngạc nhìn, hai người thủy chung nhìn chằm chằm ra cửa lớn, trong tầm nhìn không hề xuất hiện bóng dáng của xe khách nào. Khi Vương Quảng Chính đang chuẩn bị mở miệng hỏi thì nghe thấy tiếng ô tô, một chiếc xe khách xe tra chở đoàn thương mậu Hàn Quốc lái vào trong khách sạn Hải Dương Hoa Viên. Sử Văn Trì sớm đã có chuẩn bị, bốn gã bảo vệ đứng ở cửa, mặc chế phục đeo găng tay trắng đồng loạt kính lễ với xe khách. Hai nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp cầm hoa tươi đi về phía chiếc xe khách. Trương Đại quan nhân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi thầm bật cười, biểu hiện của phía khách sạn cũng quá khoa trương rồi, không phải chỉ là một đoàn đại biểu thương mậu của Hàn Quốc tới thôi sao? Việc gì mà phải làm như đón nguyên thủ quốc gia vậy? Thật ra sở dĩ làm long trọng như vậy là vì có liên quan trực tiếp tới việc Phó thị trưởng Vương Quảng Chính xuất hiện ở đây, phía khách sạn đã coi thành một nhiệm vụ chính trị quan trọng để làm. Sau khi xe khách dừng lại, người đầu tiên từ trên xe bước xuống là phó chủ nhiệm ban chiêu thương Đông Giang Lương Hiểu Âu, cô ta mặc áo khoác nhung dê màu xám, quần dài màu đen, đi giày thể thao màu đen, đeo kính dâm, tuy rằng dáng người không tồi, nhưng thoát nhìn trông có vẻ cứng nhắc. Trương Dương và vị phó chủ nhiệm này chưa từng giao tiếp với nhau, hắn và Vương Quảng Chính, Sử Văn chỉ cùng nhau bước về phía trước nghênh đón. Lương Hiểu Âu nhận ra Trương Dương, lập tức tiến về phía hắn, chủ động vươn tay về phía Trương Dương, mỉm cười nói, chủ nhiệm Trương, chào anh, tôi là Lương Hiểu Âu. Trương Dương cười nói, cửu ngưỡng ngưỡng, cửu ngưỡng. Lương Hiểu Âu nói, không thể nào, tôi trước đây luôn công tác ở viện Bảo Hòa, được điều ban chiêu thương Đông Giang còn chưa đến 2 tháng, chưa từng có giao tiếp gì với chủ nhiệm Trương. Từ cách nói chuyện của cô ta có thể nghe ra người này cách rất thẳng thắn và giả dặn. Trương đại quan nhân bị cô ta vạch trần ngay tại đương trường, không khỏi có chút xấu hổ, cười ha ha nói, cửu ngưỡng này của tôi là có ý kính ngưỡng lâu dài, không phải là nghe danh đã lâu. Lương Hiểu Âu cười nói, đa tạ chủ nhiệm Trương đã giúp đỡ công tác của chúng tôi. Nghĩ thầm Trương Dương mới thật sự là không bình thường. Trương Dương giới thiệu cho cô ta với Vương Quảng Chính, còn mình thì tới cửa hông nghênh đón đoàn đại biểu kinh mậu Hàn Quốc. Bắt tay theo tình trình tự, thật ra Trương Dương tối hôm qua đã ra mắt không ít người. Kim Thượng Nguyên bước xuống xe khách cuối cùng, khi Trương Dương đang chuẩn bị tiến lên nghênh đón thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nữ dễ nghe, hay. Trương Dương, anh còn nhớ tôi không? Trương Đại Quan Nhân trong rúng động, hắn có chút bất khả tư nghị nhìn về phía trước, lại thấy Kim Mẫn Nhi mặc áo màu trắng, quần dài, bốt dài màu nâu, tóc đen buộc sau gáy, da thịt trắng như tuyết, mặt mày như tranh, thật sự như một tiên tử từ trong tranh đi ra. Trương Dương mỗi lần nhìn thấy Kim Mẫn Nhi luôn kìm lòng không độ mà nghĩ đến Xuân Tuyết Tình, tuy rằng mỗi lần gặp lại hắn đều tự nhắc nhở mình, Xuân Tuyết tình sớm đã trở thành hồi ức. Nhưng khi nhìn thấy Kim Mẫn Nhi, hắn lại vẫn cảm giác được Xuân Tuyết tình như còn sống đang đứng ở trước mặt mình. Người ngây đơ ra khi nhìn thấy Kim Mẫn Nhi không chỉ có một mình Trương Dương, nữ hài tử xinh đẹp như vậy đi đến đâu cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt của nam tính. Trương Dương cười cười, Kim Mẫn Nhi cũng cười cười, cô ta đi tới trước mặt Trương Dương, không chào đón tôi à. Trương Dương lắc lắc đầu nói, khiếp sợ, kinh hỉ, vui mừng bất ngờ. Kim Thượng Nguyên và đám xí nghiệp gia Hàn Quốc dưới sự đấn đường của Lương Hiểu Âu đã đi vào khách sạn Hải Dương Hoa Viên. Những người khác cũng nhìn ra trương đại quan nhân và cô gái Hàn Quốc đẹp đến mức khiến cho làm cho người ta hít thở không thông này có chút cố sự, ai nấy đều rất thức thời rời đi. Kim Mẫn Nhi nói, thật ra tôi và bác cả cùng đi, có điều bay thẳng tới Thượng Hải, thay bác cả của tôi ký một bản thỏa thuận hợp tác, vốn tính đi Nam Tích Vấn An Anh, nhưng tối hôm qua bác cả tôi gọi điện thoại nhắc bảo anh hôm nay sẽ đến Tĩnh Hải. Trương Dương nghĩ thầm Kim Thượng Nguyên làm sao mà biết trước được. Mình tối hôm qua cũng không nói sẽ tới Tĩnh Hải, chẳng lẽ là lôi Quốc Thao nói? Kỳ thật, gã không phải là đột nhiên mời mình tới ư? Có điều nhìn thấy sự vui mừng của Kim Mẫn Nhi khiến Trương Dương không rảnh suy nghĩ tới những việc nhỏ ư này, hắn cười nói, vì sao không nói sớm, tôi cũng tiện chuẩn bị. Kim Mẫn Nhi cười nói, không cần chuẩn bị tôi thích bộ dạng trợn mắt há hốc miệng của anh khi nhìn thấy tôi có phải là tôi lại khiến anh nhớ tới người đó không người đó tất nhiên là xuân tuyết tình khi kim mẫn nhi ở trước mặt trương dương nhắc tới tên của xuân tuyết tình hắn đã tương đối thản nhiên rồi cười nói không thể không nhớ được biết rõ cô không phải nhưng cứ gặp cô lại luôn nghĩ là cô đúng là cô ấy kim mẫn nhi mỉm cười nói nếu sự xuất hiện của tôi gợi lên hồi ức đau khổ của anh vậy tôi sẽ lập tức biến mất Trương Dương cười ha ha nói, vui còn không kịp nữa là, có bằng hữu từ phương xa tới thật đáng mừng. Hắn vẫn vẫy tay với nhân viên phục vụ của Hải Dương Hoa Viên ở bên cạnh, sao còn chưa tặng hoa? Người nhiều mà hoa lại quá ít, không biết tặng cho ai. Nhân viên phục vụ này cũng rất thật thà. Trương Dương mỉm cười tặng hoa cho Kim Mẫn Nhi, hoa tươi tặng giai nhân, kỳ thật Hàn Quốc cũng có giai nhân. Kim Mẫn Nhi lại nói, tôi không phải là giai nhân. Vậy cô là gì? Kim Mẫn Nhi vừa đi vừa cười nói, tôi là Phật. Trương Đại Quan Nhân lập tức hiểu ra, cô ta là đang mình mượn hoa hiến Phật, trong lòng không khỏi rúng động, chẳng lẽ Kim Mẫn Nhi là ám chỉ mình, bảo hắn tự mình tăng hoa ư. Trương Đại Quan Nhân lặng lẽ nhìn Kim Mẫn Nhi, lại thấy cô ta cười tươi như hoa, sóng mắt lưu động, căn bản chính là xuân tuyết tình tái thế. Trương Đại Quan Nhân mắng thầm bản thân, bệnh cũng lại tái phát rồi, mình cũng không thể như vậy được, nhìn thấy mỹ nữ sao không thể tâm lặng như nước chứ. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 560.